Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 58. Cửu Trắng qua đây tính sổ một đêm kia. Một đêm kia, tất cả tình huống, Khải Thụy cũng đều là thông qua camera giám sát nhìn nhất thanh nhị sở, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì à. Sao lại thế? Hắn không rõ. Cự Giải giải thích, vào lúc ban đêm ta không phải dẫn theo một phần văn kiện trở về sao? Khải Thụy, người vì sao sẽ không hiếu kỳ ta mang là cái gì văn kiện? Hơn nữa, Cừu Trắng lúc rời thời điểm ngươi cũng không còn phát giác nhiều đi cái gì không? Loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình, người bình thường nơi nào sẽ chú ý tới? Hơn nữa, Cự Giải đem văn kiện là đặt ở trong cặp văn kiện, sau lại lúc rời đi văn kiện giáp cũng là ở. Còn như đồ vật bên trong ném không có ném, lại mất tích bao nhiêu, cái này ngoại trừ Cự Giải chính mình, ai có thể nghĩ đến. Khải Thụy tức giận đến nha dương dương, chỉ vào Cự Giải nói rằng, cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là đang đùa ta. Cự Giải giang tay ra. Cũng không tính là đùa giỡn ngươi đi, dù sao ngươi lái ra điều kiện thật sự là quá dụ dỗ. Trời cao thạch ai, nói thật, ta thực sự phi thường muốn nghiên cứu. Cho nên ta đã đem tính toán liền tính toán, cùng lúc thỏa mãn ta cá nhân lý tưởng, về phương diện khác cũng có thể từ bên trong phá hủy ngươi. Nhất tiễn song điêu, chẳng phải đẹp thay. Như thế không có tim không có phổi nói, nghe Khải Thụy khí huyết dâng lên, ho kịch liệt đứng lên. Lao kéo nhanh lên xuất ra thuốc làm cho hắn ăn, áp đè một cái khí huyết. Bên kia Giang Sách còn nói thêm, Khải Thụy. Người biết làm Cự Giải cho ta đệ trình tạm rời cương vị công tác báo cáo thời điểm ta có nhiều thống khổ sao? Rõ ràng rất muốn cười, nhưng vì diễn kịch diễn nguyên bộ ta lại không thể cười, thực sự đến mức quá thống khổ rồi. Thì ra, lúc đó Giang Sách hay là thống khổ cùng khó chịu, chính là chỗ này. Khải Thụy tức giận đến khuôn mặt nói đều không nói ra được. Giang Sách tiếp tục nói, ta đây trọn đời không biết cùng bao nhiêu người đã giao thủ, Khải Thụy. Ngươi là người thứ nhất cũng là duy nhất một cái dĩ nhiên ý đồ xúi dục thập nhị cung. Ngươi biết thập nhị cung đối với ý nghĩa của ta là cái gì không? Ta ở, tức thập nhị cung ở, ta mất mạng, tức thập nhị cung vong. Khải Thụy ngươi cư nhiên biết ngu xuẩn đến xúi dục Cự Giải, ta thật là không biết nên nói gì cho phải, ngươi đã không riêng có thể sử dụng ngu xuẩn hai chữ để hình dung, nhất định chính là trí chướng. Thuốc đã không áp chế được Khải Thụy khí huyết. Hắn càng thêm ho kịch liệt đứng lên. Cho tới nay, Khải Thụy đều kiên định cho rằng chỉ cần là người liền nhất định sẽ có bên ngoài nhược điểm, chỉ cần công kích một thân tính nhược điểm, liền nhất định có thể bắt hắn cho xúi dục thành công. Kỳ thực hắn sai rồi. Không phải tất cả mọi người giống như hắn nghĩ yếu ớt như vậy. Là, mỗi người đều cũng có nhược điểm, nhưng chỉ cần niềm tin của ngươi đủ cường đại, là có thể khắc phục nhược điểm, đắp nặn cao thượng nhân cách. Thập nhị cung, từng cái tín niệm đều cực kỳ mạnh mẽ. Căn bản sẽ không có phản bội khả năng. Khải Thụy kế sách, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là sai lầm. Hắn lấy khăn tay ra ho khan lấy, khăn tay trên đều thấm đầy tiên huyết. Khải Thụy không phục nói rằng, có thể một đêm kia Cự Giải cùng Cừu Trắng chiến đấu, ta xem đích thực rõ ràng cắt, không phải làm bộ a. Cừu Trắng nở nụ cười. Hắn giang hai tay ra nói rằng, bởi vì chúng ta vốn là không có làm bộ, là thật đang liều mạng a. Bất quá, cũng là thập nhị cung làm bọn chúng ta đây, đối với nhau thực lực đều tin tưởng không nghi ngờ. Ta tin tưởng vững chắc, mặc dù ta dùng hết toàn lực cũng không khả năng giết chết được Cự Giải, hắn chính là một dạng ý tưởng. Chính là phần này sâu đậm tín nhiệm, mới để cho chúng ta có thể không cố kỵ gì chiến đấu. Khải Thụy, như ngươi loại này cả ngày chỉ biết là tính toán người của người khác. Sợ là căn bản không có thể hiểu được tín nhiệm hai chữ vì vật gì a. Tín nhiệm. Khải Thụy chưa từng có tín nhiệm qua bất luận kẻ nào. Hắn chỉ vào Cừu Trắng nói rằng, người gạt ta, không thể, người của ta vừa đến, Cự Giải tự yêu cầu xả kích, căn bản là muốn mạng của ngươi. Lúc này, Cự Giải ngược lại nở nụ cười. Hắn nói rằng, nhờ cậy, chỉ các ngươi những cái này kinh sợ bao đản, có thể bắn giết Cừu Trắng. Ha ha. Chớ chọc ta bật cười. Khải Thụy nói rằng, người bớt ở ngựa này hậu pháo, lúc đó không phải bắn bị thương chân của hắn rồi không? Cừu Trắng nhún vai, ta nghĩ ngươi lầm một việc, không phải người của ngươi bắn bị thương rồi chân của ta, mà là ta chân cố ý xếp đặt ở tại đường đạn trên.
Người của các ngươi thực lực thực sự rất kém cỏi, thuật bắn súng bên ngoài nát vụn không gì sánh được, làm hại ta còn phải chính mình đem chân đi lên góp, ai? Sự thực lầm lượt từng món vạch trần ra. Khải Thụy thật sự có chút khó có thể chịu đựng rồi. Cự giải hết lần này tới lần khác vẫn còn ở trên vết thương của hắn sát muối, tiếp tục nói bổ sung, ngươi cho rằng ở bên cạnh ta trang bị đầy đủ camera, có thể quản chế ta hết thảy sao? Làm rõ ràng, chúng ta cũng đều là ở Tây Kỳ chinh chiến xa trường lính già, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Chỉ ngươi điểm ấy xiếc, căn bản không đủ xem trọng a. Không phải, không phải. Khải Thụy nói rằng, từ ngươi tới trọng cửa ngày đầu tiên, ta liền đối với ngươi tiến hành rồi 24 giờ đồng hồ nghiêm mật quản chế, ngươi không có khả năng có thời gian thông chi Cửu Trắng lấy văn kiện. Cửu Trắng cười lạnh nói, Khải Thụy tiên sinh, ngươi lại sai rồi, vẫn là vấn đề kia, ngươi a, căn bản cũng không hiểu tín nhiệm hai chữ. Cự giải cũng nói theo, thập nhị cung nhân, nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Muốn làm cái gì, phải làm sao, hầu hết thời gian căn bản không cần liên hệ, không cần thương lượng, ta xác định Cửu Trắng nhất định sẽ dựa theo ý nghĩ của ta đi làm, đây chính là tín nhiệm. Ngày hôm nay, cự giải cùng Cửu Trắng xem như là yên lành cho Khải Thụy lên bài học. Khải Thụy là một cực độ tự ngã đích nhân. Hắn cũng không tín nhiệm người khác, hắn chỉ tin tưởng camera giám sát dưới quay chụp đến tất cả, nhưng cự giải cùng Cửu Trắng chính là ở ngay trước mặt hắn bắt hắn cho đùa bỡn. Hắn đã ở theo dõi Giang Sách, nhưng Giang Sách kỹ xảo cũng là nhất lưu. Mỗi khi xuất hiện ở màn ảnh dưới, Giang Sách đều là một bộ thương tâm tuyệt vọng, phẫn nộ tức giận biểu tình, làm cho Khải Thụy thực sự cho rằng Giang Sách vì cự giải sự tình mà phẫn nộ. Trên thực tế rồi, đối diện những người đó căn bản là đang diễn trò, không riêng lừa Khải Thụy, thậm chí đem Thịnh Vui khoa học kỹ thuật người cấp cho. Chí ít mầm đồng liền ngây thơ cho rằng cự giải thực sự phản bội, Cửu Trắng cùng Giang Sách thực sự rất phẫn nộ. Muốn lừa dối địch nhân, trước muốn lừa gạt mình. Giang Sách những thứ này quanh năm ở đao kiếm đổ máu đích thực nam nhân, ngày hôm nay coi như là cho Khải Thụy lên bài học, cho hắn biết cái gì mới thật sự là thuật quyền biến. Cùng Giang Sách so với, Khải Thụy, thực sự có vẻ quá tiểu nhi khoa rồi. Không phải, không phải. Các ngươi đều là đang gạt ta, trên thế giới làm sao có thể tồn tại tinh diệu như vậy phối hợp. Sẽ không, các ngươi nhất định là tại dối trá. Khải Thụy vừa nói một bên ho khan, mắt thấy cũng nhanh muốn nhịn không được thổ huyết mà chết, đột nhiên, lao kéo tay mắt lanh lẹ, một cái sống bàn tay, trực tiếp liền đem Khải Thụy đánh đã hôn mê. Hạ thủ tuy là có chút tàn nhẫn quá. Nhưng nếu như không làm như vậy, chỉ sợ Khải Thụy biết rơi vào cùng rip kết quả giống nhau. Được làm vua thua làm giặc. Hôm nay Khải Thụy, thua văn chương trôi chảy, thua thất bại thảm hại, thua rối tinh rối mù. Ngô lão ra mặt âm trầm, không ngừng hít sâu. Ngày hôm nay một trận, không có đánh. Hắn dương mắt nhìn về phía Giang Sách đám người, giọng nói thê lương nói rằng tốt. Tốt, tốt vừa ra vô gian đảo. Giang Sách, ngươi thắng. Thiên chỉ có một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Ngô lão gia tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ sẽ không có phục qua người nào, thế nhưng ngày hôm nay, hắn không phục cũng phải phục. Giang Sách triển hiện ra thực lực, hoàn toàn không phải Ngô lão gia đám người có thể chống lại. Tiếp tục đấu nữa, sợ là ngay cả Khải Thụy cùng lao kéo hai cái này hài tử cũng muốn mất đi. Không phải là không muốn báo thù, mà là không cách nào báo thù. Rip, tha thứ vi phụ. Ngô lão gia thở dài một hơi, liếc nhìn té xỉu Khải Nhuận, đau lòng không gì sánh được, hầu hết thời gian muốn cho một người buông cừu hận, đó là nhất kiện so với giết hắn đi còn làm cho hắn khó chịu sự tình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Ngô lão gia vì bảo hộ Khải Thụy cùng lao kéo, quyết định buông tha trả thù. Cái này, là hắn làm cha quyết định. Hắn đã mất đi một đứa bé, không muốn ngay cả hai cái này cũng cùng nhau mất đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh chẳng diện, hắn không muốn tái hiện. Ngô lão gia cuối cùng đối với Giang Sách nói rằng, người ta ân ân oán oán, liền đến này là ngừng a. Từ nay về sau, trọng môn khoa kỹ năng sẽ từ kinh thành rút lui khỏi. Cỡ nào bất đắc dĩ quyết định. Lao kéo kinh ngạc nhìn về phía Ngô lão gia, nàng có thể minh bạch Ngô lão gia quyết định này. Vì để tránh cho càng nhiều hơn thương vong, hợp lý tuyển trạch lui bước, là phi thường trọng yếu năng lực, thế nhưng,
nếu đổi lại là lúc còn trẻ Ngô lão gia, tuyệt đối không có khả năng lui. Nhưng bây giờ không giống nhau, Ngô lão gia không còn trẻ nữa, trên vai của hắn sinh ra làm cha đảm đương. Nói xong, Ngô lão gia đứng dậy rời đi, lao kéo để cho thủ hạ người mang Khải Thụy cũng theo ly khai phòng khách. Nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, Giang Sách cảm xúc thâm hậu. Phụ thân cái thân phận này, đúng là sẽ cho người mang đến không cùng một dạng đồ đạc, Ngô lão gia chính là một ví dụ điển hình. Nói chuyện cũng tốt. Trọng môn khoa kỹ năng tuyển trạch rút lui khỏi kinh thành, vậy sau này Giang Sách sẽ thấy cũng không cần cùng Ngô lão gia bọn họ giao thủ, bớt lo không ít. Đến khi trọng môn khoa kỹ năng người đều lui rời sau đó. Tần Diễm Thạch thật vui vẻ nói rằng, Giang Đồng, ta đây sẽ ở chỗ này chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là khoa học kỹ thuật liên minh minh chủ, trưởng quản khoa học kỹ thuật liên minh tất cả sự vụ lớn nhỏ. Chúng ta xã khoa viện cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi công tác, có nhu cầu về phương diện gì cứ việc nói. Giang Sách gật đầu, vậy thì cảm ơn. Lập tức, Dương Khải Quang Vinh bọn hắn cũng đều đứng lên. Dùng sức vỗ tay, đối với Giang Sách trở thành minh chủ cảm thấy vui vẻ. Khoa học kỹ thuật liên minh có Dương Khải Quang Vinh, xã khoa viện có Tần Diễm Thạch. Có thể nói, Giang Sách cái chỗ ngồi này ngồi tương đương ổn, cũng sẽ không bao giờ có người có thể lung lay địa vị của hắn. Tuy là khoa học kỹ thuật minh chủ chỉ là một hư danh. Nhưng Giang Sách có thể dùng thực lực của chính mình làm cho cái này hư danh thay đổi chân thực. Trở lại Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Giang Sách đám người ngồi ở phòng làm việc, trên mặt đồng thời lộ ra vui sướng biểu tình. Cửu Trắng hưng phấn nói, thống suất, thực sự là chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể quang minh chánh đại cùng Đàm gia đối nghịch. Giang Sách lúng túng lắc đầu. Hắn từ tốn nói, đó cũng không phải đáng giá gì cao hứng sự tình a. Đàm gia, xét đến cùng coi như là tổ thượng của ta, Đàm Vĩnh Cửu thắng, hắn dù sao cũng là gia gia của ta. Cùng gia gia của mình đối nghịch, rất quang vinh sao? Cửu Trắng lúng túng gãi đầu một cái, ai, nói cũng phải. Bất quá thống suất người cuối cùng là có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp rồi, dù sao cũng hơn vẫn ăn nhờ ở đậu tới tốt lắm. Cự Giải cũng nói theo, đúng vậy, hơn nữa trọng môn khoa kỹ năng cũng sẽ rút lui khỏi kinh thành, chúng ta mất đi một cái đối thủ, vẫn là đáng giá cao hứng. Mấy người đang trò chuyện, Mầm Đồng đi đến. Cầm trong tay một phần thư mời. Nàng đầu tiên là trừng mắt một cái Cự Giải, mất hứng nói rằng, người thật đúng là biết diễn trò a, còn chạy đi trọng môn khoa kỹ năng làm nằm vùng, người kỹ xảo tốt như vậy, tại sao không đi đóng phim rồi? Cự Giải nhún vai, được rồi, cũng không cần lại nói ta được không? Ta đây dọc theo đường đi không biết bị Cửu Trắng cho cười nhạo bao nhiêu lần. Được rồi, trên tay người cầm đó là cái gì a? Mầm Đồng đem thư mời đưa cho Giang Sách, đây là Đàm gia đưa tới thư mời, hậu thiên, là Đàm gia hàng năm một lần gia tộc đại điển, đến lúc đó Đàm gia cao tầng đều sẽ dự họp. Đàm gia đưa tới phần này thư mời, cũng là hy vọng Giang Đồng ngài có thể dự họp lần này Đàm gia đại điển. Giang Sách đem thư mời nhận lấy. Đàm gia đại điển sao? Giang Sách phốc suy vui vẻ, nếu quyết định muốn cùng Đàm gia đối nghịch, cấp cho nhị thúc xả cơn giận này. Vậy dứt khoát đùa lớn một chút. Đàm gia đại điển, ok, ta sẽ cho Đàm gia người trình diễn vừa ra kinh hỉ tuồng. Cũng trong lúc đó, ở kinh thành Tam Giáp trong bệnh viện. Khải Thụy nằm trên giường bệnh, con mắt vi vi mở, chứng kiến nghĩa phụ Ngô lão gia ngồi ở một bên, chân mày không phải triển khai. Nghĩa phụ, Khải Thụy cật lực ngồi dậy. Ngô lão gia vội vàng đi qua đỡ lấy hắn, nói rằng, chớ lộn xộn. Thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Khải Thụy hỏi, ta tại sao sẽ ở trong bệnh viện? Hội nghị thế nào, Giang Sách lên làm khoa học kỹ thuật minh chủ rồi không? Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn còn ở quan tâm những thứ này. Ngô lão gia thở dài, Khải Thụy, quên đi, vi phụ quyết định bỏ qua. Buông tha, có ý tứ. Ý tứ nói đúng là, ta nhận thua, rip thù cũng không báo. Chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền đem trọng môn khoa kỹ năng rời khỏi kinh thành, từ nay về sau rời xa những thứ này là thị phi không phải, phổ thông sống hết một đời là được rồi. Nghĩa phụ, Khải Thụy quả thực khó mà tin được lỗ tai của mình, hắn theo Ngô lão gia nhiều năm như vậy, lần đầu tiên từ Ngô lão gia trong tai nghe thế loại này lời nói. Vì sao?
Cái này không như là Ngô lão gia tính cách à. Ngô lão gia nói rằng, ta đã mất đi một đứa bé, không muốn lại mất đi ngươi cùng Lao Lôi. Quên đi, chúng ta không phải Giang Sách đối thủ, buông tha đi. Khải Thụy cắn răng, ta không cam lòng. Không cam lòng, cũng phải cam tâm a. Ngô lão gia thần sắc đau thương, nhìn ra được hắn kỳ thực không có chút nào phục, nhưng chuyện cho tới bây giờ không phục đều không được. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cấp ngươi lấy chút thuốc. Ngô lão gia đi ra ngoài, na đau thương bóng lưng, làm cho Khải Thụy tuyệt không là tư vị. Nhìn Ngô lão gia sau khi đi ra. Khải Thụy đưa tay vào rồi trong quần áo, lấy ra cái kia màu xanh nhạt quyển sổ nhỏ, sau khi mở ra, bên trong là từng cái lao kéo ảnh chụp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi khi hắn đau lòng khổ sở thời điểm, sẽ mở ra xem. Chỉ cần thấy được lao kéo, hắn sẽ cảm thấy tràn ngập lực lượng. Lao kéo. Khải Thụy nhìn từng cái ảnh chụp, tâm linh thương tích một chút xíu khép lại, không có lúc trước thống khổ như vậy rồi. Nhìn một chút, Khải Thụy nhìn không được đem miệng đụng lên rồi đi. Hắn muốn hôn ảnh chụp, hôn lao kéo. Nhưng ngay khi lúc này, Ngô lão gia lại trở về cửa. A hát, được rồi, Khải Thụy ngươi. Ngô lão gia cái này một cái hồi mã thương giết Khải Thụy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhanh lên thu hồi lam sắc cuốn vở, kết quả ở vội vội vàng vàng phía dưới, một tấm hình không cẩn thận rớt xuống. Ngô lão gia sửng sốt một chút, Khải Thụy như thế cử động dị thường làm cho hắn cảm giác có chuyện. Hắn đi tới, nhặt lên trên đất ảnh chụp. Hiện trường nhất thời liền động lại. Ngô lão gia nhặt lên ảnh chụp, nhìn trong hình lao kéo, con mắt không khỏi híp thành một cái kẽ hở. Chỉ mong sự tình không muốn giống như hắn nghĩ như vậy. Khải Thụy, đây là... Khải Thụy còn ý đồ nói xạo, đó là lao kéo ảnh chụp A, ta trước đây cho nàng vỗ. Ân, Ngô lão gia hướng về phía Khải Thụy vươn tay, đem người vừa mới nhìn đồ đạc, cho ta. Nghĩa phụ, cho ta. Khải Thụy dọa cái giật mình, chậm rãi vươn tay, đem na lam sắc quyển sổ nhỏ giao cho Ngô lão gia trong tay. Giờ khắc này... Khải Thụy cảm giác tận thế đến rồi. Ngô lão gia đem cuốn vở mở ra, bên trong mỗi một trang đều ghi lại Khải Thụy muốn đối với lao kéo nói, còn kèm theo đại lượng ảnh chụp. Ngô lão gia không ngốc, hắn biết điều này có ý vị gì. Thình thịch, Ngô lão gia khép lại cuốn vở, hai mắt trợn tròn nhìn Khải Thụy. Đồ hỗn hào, lao kéo là của ngươi muội muội. Khải Thụy cúi đầu, cắn răng. Hắn chẳng lẽ không biết lao kéo là của mình muội muội sao? Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể thống khổ a. Ngô lão gia trực tiếp đem cuốn vở lắc tại rồi Khải Thụy trên mặt của. Ngươi một cái tinh trùng lên óc vương bát đản, cư nhiên đối với mình muội muội đều tâm tồn huyễn tưởng, ngươi chính là người sao? Sốt cục, Khải Thụy đè ép nhiều năm tình cảm cũng nữa không khống chế được, lập tức bạo phát. Hắn ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ hét lớn. Ta có thể chính là thích lao kéo, ta thích nàng. Hơn nữa, ta theo lao kéo cũng chỉ là ngươi thu nuôi hài tử, cũng không phải ngươi ruột thịt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói chúng ta cũng không phải là thân huynh muội, làm sao lại không thể ở cùng một chỗ. Ngươi, Ngô lão gia tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy. Hắn vạn lần không ngờ, cái kia bình thường nhìn qua trung thực có thể tin lão đại, cư nhiên sẽ nói ra như vậy chẳng biết xấu hổ lời nói tới. Đặc biệt một câu kia cũng không phải ngươi ruột thịt, càng là tổn thương thấu Ngô lão gia tâm. Có lời gì, so với cái này một câu càng tổn thương phụ thân tâm. Phản, phản. Ngô lão gia giơ tay lên liền hướng phía Khải Thụy trên mặt của quất tới. Khải Thụy lấy tay ngăn che khuôn mặt. Ngô lão gia đánh liền đầu của hắn, quất hắn cánh tay, đánh hắn cái bụng, hung hăng một trận đánh no đòn. Ta để cho ngươi mơ ước muội muội. Ta để cho ngươi phá hư luân lý cương thường. Ta để cho ngươi không có liêm sỉ chi tâm. Cuối cùng, Ngô lão gia đem lam sắc cuốn vở cầm lên, quất ra lao kéo ảnh chụp, cắn răng nói rằng, ngươi dĩ nhiên chụp lén muội muội mình ảnh chụp, ngươi một cái vô sỉ cẩu vật. Vừa nói, hắn một bên tự tay xé bỏ ảnh chụp. Giờ khắc này, Khải Thụy tâm đều đi theo nát. Hắn có thể nhịn chịu tất cả, có thể nhịn chịu Ngô lão gia đối với hắn đánh chửi. Thế nhưng hắn không nhịn được lao kéo ảnh chụp bị xé bỏ. Nghĩa phụ, không muốn, không nên như vậy. Ta van cầu ngươi, những hình này là của ta toàn bộ,
là so với ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn gì đó, van cầu ngươi không muốn xé. Càng như vậy nói, Ngô lão gia thì càng xé nhanh. Ngươi bại hoại cương thường, trái với nhân luân, ta thực sự là mắt bị mù, cư nhiên thu dưỡng ngươi như thế cái lang tâm cẩu phế đồ đạc. Không cho ta xé đúng vậy, ta còn phải tất cả đều tê. Mắt thấy lao kéo ảnh chụp từng tờ bị xé bỏ, Khải Thụy vừa vội vừa tức, chảy xuống nam nhân nước mắt. Nghĩa phụ, ngươi dừng tay. Khải Thụy cái gì cũng không quản, cái gì cũng không chiếu cố, cố nén đau đớn nhào tới, một bả liền từ Ngô lão ra trong tay đoạt lấy còn dư lại ảnh chụp. Bởi dùng quá sức, trực tiếp đem Ngô lão ra bị đẩy đi ra ngoài. Ngô lão ra lui lại mấy bước, một cái không có đứng vững, cả người hướng về sau ngã sấp xuống. Đụng phải sau lưng cái bàn, một bả sáng loáng dao gọt trái cây rớt xuống đất, công bằng, vừa vặn đâm vào Ngô lão gia cái ót. Thổi phù một tiếng, Ngô lão gia qua đời. Khải Thụy hoảng sợ nhìn sang, sợ đến toàn thân run, nghĩa phụ. Nghĩa phụ ngươi không nên làm ta sợ, nghĩa phụ. Khải Thụy từ trên giường bệnh chạy xuống tới, tự tay ôm lấy Ngô lão gia, hai mắt trừng lớn hoảng sợ nhìn Ngô lão gia, lớn tiếng gọi. Nghĩa phụ. Ta không phải cố ý, nghĩa phụ ngươi không nên làm ta sợ. Van cầu ngươi không nên chết. Ta không muốn như vậy, ta không muốn như vậy. Khải Thụy một bên kêu một bên khóc. Nhưng hắn kêu lớn tiếng đến đâu cũng không tế với sự tình, Ngô lão gia lúc này đã là một thi thể lạnh lẽo, mặc kệ hắn làm sao kêu cũng không thể tỉnh qua đây. Lúc này, Khải Thụy nội tâm vô cùng hoảng sợ. Thất thủ giết chết Ngô lão gia, giết chết nghĩa phụ của hắn. Chuyện này nếu như bị lao kéo đã biết, na lao kéo nhất định sẽ hận cả đời mình. Hắn không nên như vậy. Nếu như bị lao kéo ghét, na Khải Thụy quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho lao kéo biết. Khải Thụy đứng lên, chung quanh nhìn, hiện tại này tấm tràng cảnh, mặc dù không muốn để cho lao kéo biết cũng không thể a. Như thế này lao kéo tới thăm bệnh, vừa nhìn thấy nằm trên đất Ngô lão gia. Không phải phá án. Khải Thụy không riêng cũng bị lao kéo chán ghét cả đời, còn có thể bị cảnh sát mang đi, lấy ngộ sát tội cho nhốt lại. Vậy hắn liền thực sự tất cả đều xong. Đang sợ hãi phía dưới, Khải Thụy trong đầu nhớ lại một cái phi thường không đáng tin cậy chủ ý. Hắn cắn răng, lẩm bẩm chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, vì lao kéo, cũng vì tự ta, đổ một lần. Hắn đem Ngô lão ra để dưới đất. Sau đó đem trên giường cái chăn, gối đầu đều cho cắt ra, đem bên trong cây bông đều trải tại rồi Ngô lão ra trên người, đồng thời đem y dừa cồn mở ra ngã vào Ngô lão ra trên người. Hít thở sâu một hơi, Khải Thụy móc bật lửa ra, đem Ngô lão ra cho đốt. Tiếp lấy, hắn càng là đem trong cả căn phòng dịch nhiên vật phẩm đều cho châm lửa, làm cho cả gian phòng đều bị hỏa diễm cho bao phủ ở. Sau đó hắn một lần nữa leo đến trên giường, không ngừng rung chuông. Một bên vỗ, hắn một bên hô to, người đến, người cứu mạng a, người cứu mạng. Lập tức liền có hộ sĩ vọt vào, chứng kiến bên trong phòng đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, sợ đến nhanh lên lại đi ra ngoài kêu người. Hỏa thế không khống chế được, lập tức liền lao ra ngoài. Vốn là một cái phòng lửa cháy, sau lại hỏa thế lan tràn ra, nhiều cái gian phòng liên tiếp hỏa. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Trong khoảnh khắc cả tòa y viện toàn bộ đều bốc cháy rồi, Khải Thụy vẫn ngồi ở trên giường, đều nhanh muốn gấp chết. Làm sao thời gian dài như vậy còn không người tới cứu hắn? Đừng biến khéo thành vụng, thật đem mình đốt chết. Đang ở hắn sốt ruột vạn phần thời điểm, bịch một cái, cửa bị người bị đá văng. Đại ca, nghĩa phụ, là thanh âm một nữ nhân. Khải Thụy lập tức chợt nghe đi ra, đây là lao kéo thanh âm, đến nơi này trùng thời điểm. Vẫn chỉ có lao kéo có thể cứu hắn mệnh a. Lao kéo ta ở nơi này. Lao kéo một cước tiếp tục hỏa cái bàn bị đá văng, sau đó chạy tới đỡ Khải Thụy. Nghĩa phụ đâu? Khải Thụy chỉ hướng trên mặt đất nói rằng, nghĩa phụ hắn. Lao kéo theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, liếc mắt liền thấy được toàn thân đang cháy Ngô lão gia, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên người rất nhiều nơi đều đã đốt thành than. Người, chết hẳn. Nghĩa phụ, lao kéo viền mắt trong nháy mắt liền đỏ, cắn răng, nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Đại ca, chúng ta đi. Hắn nâng, đỡ Khải Thụy đi ra ngoài, xuyên qua hỏa hải,
thuận lợi chạy ra ngoài. 2 giờ sau đó, Khải Thụy thay đổi một nhà y viện, nằm trên giường bệnh, Lao Kéo ngồi ở bên giường rót cho hắn chén nước. Đại ca, người cảm giác thế nào? Khải Thụy tiếp nhận ly nước uống một ngụm, ta không sao. Hắn đem ly nước đặt ở tủ trên đầu giường, giọng nói bi thương nói rằng, vì sao chết đi là nghĩa phụ, mà không phải ta. Ta đây bộ dáng, tùy thời đều có thể chết, sống cũng là lãng phí không khí. Vì sao lão thiên gia không đem ta cho mang đi, mà muốn dẫn đi nghĩa phụ? Ta thật hận a. Lao Kéo xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, đại ca ngươi đừng nói như vậy, mạng của ngươi trọng yếu giống vậy. Rip đi, hiện tại ngay cả nghĩa phụ cũng đều đi, chỉ còn lại có hai chúng ta huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Đại ca, mời tỉnh lại đi, không muốn lãng phí chính mình. Khải Thụy thần sắc đau thương, lắc đầu liên tục. Hắn dùng lực chủy đả ván giường, cắn răng nghiến lợi nói rằng, này cũng quái Giang Sách tên khốn kiếp kia. Giang Sách? Lao Kéo nhíu mày lại, cái này cùng Giang Sách có quan hệ gì? Khải Thụy nói rằng, là Giang Sách chính là thủ hạ thả hỏa. Cái gì? Lúc đó ta theo nghĩa phụ đang nói chuyện, Giang Sách chính là thủ hạ đột nhiên vọt vào đem nghĩa phụ đánh ngất xỉu, sau đó thả hỏa, ý đồ đem ta cùng nghĩa phụ đều chết cháy, chế tạo thành một hồi ngoài ý muốn. Lao Kéo nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình. Nghĩa phụ đều đã bằng lòng hắn về sau không hề với hắn cạnh tranh, biết rời khỏi kinh thành, vì sao hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Giang Sách, không khỏi cũng quá ác độc chút. Khải Thụy nói rằng, tên khốn kiếp kia cái gì ác độc chuyện làm không được. Nếu như không phải ngươi đã cứu ta, chuyện này sợ là mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Lao Kéo, chúng ta không thể trốn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua Giang Sách tên khốn kiếp kia. Lao Kéo gật đầu, đại ca, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ làm như thế. Giang Sách, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Chỉ là nói như vậy, nhưng chỉ bằng thực lực của hai người bọn họ, lấy cái gì cùng Giang Sách đấu. Lao Kéo thở dài, chỉ là nghĩa phụ khi còn sống chúng ta đều không phải là Giang Sách đối thủ, hiện tại như thế nào với hắn đấu. Khải Thụy đột nhiên nói rằng, ngoài sáng đấu đương nhiên là đấu không lại. Chúng ta có thể dùng một ít thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Chúng ta, gia nhập vào Đàm gia. Cái gì? Lao Kéo kinh ngạc nhìn về phía Khải Thụy, người không phải cấp cho nghĩa phụ báo thù sao? Chả thế nào gia nhập vào đối thủ của chúng ta? Khải Thụy giải thích, ta sao địch nhân của ngươi là Giang Sách, không phải Đàm gia. Hiện tại chúng ta sở dĩ khắp nơi bị quản chế với địch, cũng là bởi vì Giang Sách có Đàm gia làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng nếu như chúng ta cũng gia nhập vào Đàm gia, dưới lúc hướng Đàm gia chứng minh chúng ta càng thêm hữu dụng, là có thể chen đi Giang Sách vị trí, thậm chí làm cho Đàm gia xuất thủ giải quyết Giang Sách. Lao Kéo liên tục nhíu, cái này, được không? Khải Thụy nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, đây là duy nhất phương pháp. Chúng ta mặc kệ từ đâu cái phương diện đến xem, cũng không bằng Giang Sách cường đại, cho nên chỉ có thể áp dụng loại này ủy khúc cầu toàn phương thức. Cũng chỉ có như vậy, Lao Kéo bất đắc dĩ nói, ta đi trước xử lý nghĩa phụ hậu sự, đại ca, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi. Ân, ngươi đi đi. Lập tức, Lao La thần sắc đau thương ra khỏi phòng. Nhìn Lao Lôi đi mở sau đó, Khải Thụy trên mặt của lộ ra âm hiểm xảo trá nụ cười. Rốt cục không cần ly khai kinh thành. Từ bại bởi Giang Sách sau đó, Khải Thụy trong lòng liền trận hỏa, đã nghĩ báo thù. Hết lần này tới lần khác Ngô lão gia làm cái gì ly khai kinh thành. Hiện tại được rồi, rốt cục có thể danh chánh ngôn thuận lưu lai. Không chỉ có như vậy, càng là đem tất cả nồi đều vứt cho rồi Giang Sách, Ngô lão gia đều là Giang Sách hại chết, Khải Thụy chính hắn một điểm trách nhiệm cũng không có, Lao Kéo tức giận đều tập trung ở Giang Sách trên người. Cái này rất tốt. Thứ nhất Khải Thụy không cần lo lắng chính mình sẽ bị Lao Kéo hận. Thứ hai lại có thể cùng Lao Kéo kết hợp càng thêm chặt chẽ. Nhất cử lưỡng tiện. Khải Thụy nằm xuống, nhìn trần nhà, lẩm bẩm, nghĩa phụ, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, người chết cũng tốt vô cùng. Người chết, Rip cũng đã chết, chỉ còn lại ta theo Lao Kéo hai người, chúng ta đây không liền có thể lấy càng thêm thân mật sao. Chỉ cần ta xử lý tốt, liền nhất định có thể đủ giành được chiếm được Lao Kéo niềm vui. Cộng thêm hai chúng ta có Giang Sách như vậy cùng chung một địch nhân, thì càng dễ dàng tiến tới với nhau, sớm chiều ở chung phía dưới,
còn sợ không có cơ hội cùng một chỗ. Cho nên a, ta muốn tới muốn đi, nghĩa phụ ngươi lúc này chết vẫn là rất tốt. Càng nói càng vui vẻ, Khải Thụy cuối cùng đều bật cười. Phía trước các loại lo lắng toàn bộ đều mất. Hắn hiện tại, chỉ muốn phải như thế nào tranh thủ lao kéo niềm vui, để cho bọn họ phần này, huynh muội tình, biến thành tình yêu chân chánh. Dù sao, Khải Thụy tình trạng cơ thể rất không xong. Không chừng một ngày kia liền chết, cũng vĩnh viễn không biết có sống hay không đến ngày mai. Cho nên, hắn phải thừa dịp mình còn sống, đem hết toàn lực đạt được lao kéo, chỉ có hoàn thành cái này chuyên tâm nguyện, hắn có thể an nhiên rời đi. Lao kéo, ta, nhất định phải đạt được ngươi. Bên kia, ở Thịnh Vui khoa học kỹ thuật trong phòng làm việc. Giang Sách đang ngồi ở trên ghế salon thao tác máy vi tính sách tay, cấu vẽ sau này công ty phát triển, đột nhiên Mầm Đồng vọt vào, hô lớn, Giang Đồng, tin tức lớn. Tin mới gì a? Giang Sách cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Y viện bốc cháy rồi, bỏng 27 người, chết cháy một người. Mầm Đồng phi thường thần bí hỏi, Giang Đồng, người biết đốt chết người nọ là ai sao? Ai vậy? Ai nha, người đoán một đoán nha. Đoán không được, nói thẳng. Hanh, thật là không có tinh thần. Mầm Đồng hai tay chống nạnh, nói rằng, đốt chết người nọ, chính là vẫn cùng chúng ta đối nghịch trọng môn khoa học kỹ thuật chủ tịch, Ngô Lão gia. Ân. Giang Sách đánh máy hai tay của ngừng lại. Ngô Lão gia chết cháy rồi. Ân. Giang Sách hơi híp mắt lại, Ngô Lão gia mới vừa quyết định rút lui khỏi kinh thành, không đến nửa ngày võ thuật liền chết cháy ở y viện. Trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Hỏi hắn, xác định là đốt chết. Vậy còn có thể có giả? Y viện lớn như vậy hỏa, người đốt thành than. Trọng môn khoa học kỹ thuật trên dưới một mảnh kêu rên, lao kéo đều ở đây cho Ngô Lão gia lo hậu sự rồi. Người, nhất định là chết. Vấn đề là, nhất định là đốt chết. Giang Sách cầm điện thoại di động lên, thuận tay cấp nước bình gửi một cái tin nhắn ngắn, cùng cảnh sát giao thiệp. Lý giải Ngô Lão gia tử vong tình huống. Để điện thoại di động xuống, khép lại máy vi tính sách tay. Giang Sách thần sắc có điểm đau thương. Mầm Đồng không hiểu hỏi, Giang Đồng, nhìn ngươi thế nào giàu dĩ dáng vẻ không vui a? Ngô Lão gia vẫn tính toán chúng ta, bẫy ta nhóm bao nhiêu lần, hiện tại hắn bị chết cháy rồi, không phải nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Giang Sách khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, Ngô Lão gia đã, giơ cờ hàng. Kỳ thực theo chúng ta đã cũng không tồn tại bất kỳ xung đột. Hiện tại hắn chết, kỳ thực sẽ làm lúc đầu đã sáng tỏ chiến cuộc trở nên khàn khàn đứng lên. Nhìn bề ngoài, chúng ta là thiếu một đại địch, trên thực tế sẽ như thế nào, còn chưa biết được. Giang Sách nháy nháy con mắt, yên lặng nói rằng, chỉ mong chỉ là một ngoài ý muốn, nếu không, thì có đại phiền toái rồi. Một ngày qua đi, Đàm gia họp hàng năm. Đàm gia mời toàn bộ kinh thành người có mặt mũi lại xuất tịch, ngoại trừ Triệu gia cùng Khương gia ở ngoài, trên cơ bản đại công ty, đại tài đoàn lãnh đạo toàn bộ đến đông đủ. Giang Sách đương nhiên đã ở trong đó. Hắn mang theo Mộc Dương một cùng cừu trắng xuất tịch lần này Đàm gia họp hàng năm. Vừa đi vào cửa chính, liền được Đàm gia trưởng tôn Đàm Quốc Đống hoan nghênh nhiệt liệt. Giang Đồng, hoan nghênh hoan nghênh. Đàm tiên sinh, khách khí. Trước đây Giang Sách chứng kiến Đàm Quốc Đống còn không có cảm giác gì, từ lúc từ nhị thúc bên kia biết mình cùng Đàm gia quan hệ sau đó, hắn mỗi lần chứng kiến Đàm gia người biết là lạ. Lại nói tiếp, kỳ thực hắn cùng Đàm Quốc Đống vẫn là huynh đệ. Giang Đồng, mời vào trong, vị trí đều cho ngài dự bị được rồi. Đa tạ. Thời khắc này Giang Sách còn không có biểu hiện ra cái gì định ý, tiền lễ hậu binh. Chân chính trò hay phải đợi yến hội chính thức sau khi bắt đầu mới lên diễn. Lập tức, Giang Sách ngồi xuống chỗ ngồi, cừu trắng cùng Mộc Dương ngồi xuống tại hắn hai bên. Trên một cái bàn còn có cái khác các đại công ty lãnh đạo, bất quá lại trống ra hai cái vị trí, cũng không biết na hai cái vị trí là cho người nào dự bị. Những người khác đều nhao nhao đứng dậy cho Giang Sách đưa danh thiếp. Giang Đồng, đây là ta danh thiếp, về sau cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Giang Đồng cũng xin nhận lấy danh thiếp của ta. Giang Đồng. Một bàn này trên, có thể nói, Giang Sách thân phận địa vị tối cao, dù sao hắn hiện tại đã là Thịnh Vui khoa học kỹ thuật thầy cai, lại là khoa học kỹ thuật liên minh minh chủ. Thân phận đôi dưới,
vậy xí nghiệp căn bản là không có cách đối lập. Đang ở Giang Sách cùng mọi người lúc khách khí, một cái niên mại thân ảnh chậm rãi đi lên chính giữa phòng khách trên võ đài, đi tới microphone trước mặt. Nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng, để tất cả mọi người yên tĩnh lại. Người này, chính là hiện nay Đàm gia gia chủ, cũng là Giang Sách phải đối mặt địch nhân chân chính, càng là Giang Sách thân gia gia Đàm Vĩnh Thắng. Khái khái, tôn kính các vị khách, đại gia buổi chiều khỏe a. Thật cao hứng đại gia có thể hãnh diện dự họp lần này Đàm gia họp hàng năm, làm Đàm gia gia chủ, ta đại biểu Đàm gia đối với các vị đang ngồi ở đây ngỏ ý cảm ơn. Lão nhân hướng về phía dưới đài vi vi cúc cung, lập tức đổi lấy tiếng vỗ tay như sấm. Đàm Vĩnh Thắng đè ép đè tay, tiếp tục nói, lần này họp hàng năm, ta nghĩ muốn cùng đại gia nói mấy chuyện. Kế tiếp một ít lời, không phải là một ít cố định lời nói khách sáo. Xem một cái đi qua, phân tích một chút hiện tại, triển vọng một cái tương lai, phải mang Đàm gia sáng tạo càng thêm huy hoàng ngày mai các loại. Loại này từ, mỗi một năm cơ bản cũng không có biến hóa gì. Đang lúc mọi người cho rằng Đàm Vĩnh Thắng sau khi nói xong sẽ xuống đài thời điểm, bỗng nhiên, Đàm Vĩnh Thắng lại bổ sung một câu, nói xong Đàm gia phát triển tình trạng, kế tiếp ta muốn cùng đại gia tuyên bố một việc. Ân. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dĩ vãng họp hàng năm trên không có cái này phân đoạn A, năm nay là có cái gì đặc thù hạng mục. Chỉ thấy Đàm Vĩnh Thắng hướng phía sân khấu cửa vào phương hướng nhìn sang, sau đó, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, một nam một nữ hai gã thanh niên nhân đi lên. Nam thể nhược nhiều bệnh, nữ xinh đẹp nhiều vẻ. Chính là trọng môn khoa kỹ năng Khải Thụy cùng Lao Kéo. Từ Ngô lão gia sau khi chết, Khải Thụy kế nhiệm rồi trọng môn khoa kỹ năng chức chủ tịch, mà Lao Kéo thì tiếp tục đảm nhiệm phó đồng, phụ trợ Khải Thụy công tác. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi lên đài, toàn trường người trợn tròn mắt, bất minh sở dĩ. Đại gia, nhao nhao châu đầu ghé tai. Chuyện gì xảy ra, trọng môn khoa kỹ năng người làm sao tới? Bọn họ không phải người của Triệu gia sao? Làm sao sẽ tới tham gia Đàm gia họp hàng năm? Chẳng lẽ Triệu gia cùng Đàm gia chuẩn bị giảng hòa? Thối lắm, mặt trời mọc ở hướng Tây, Triệu gia cùng Đàm gia cũng không thể giảng hòa. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đàm Vĩnh Thắng đè ép đè tay, ý bảo mọi người im lặng. Hắn hướng về phía microphone nói rằng, hai vị này nói vậy tất cả mọi người nhận thức, ta lại giới thiệu sơ lược một cái. Vị này tư thế hiên ngang thiếu niên, chính là trọng môn khoa kỹ năng tín nhiệm chủ tịch Khải Thụy, mà bên cạnh hắn vị kia dung mạo như thiên tiên mỹ nữ, còn lại là phó đồng Lao Kéo. Nói vậy tất cả mọi người phi thường nghi hoặc, vì sao Khải Thụy cùng Lao Kéo gặp phải ở chúng ta Đàm gia họp hàng năm trên. Bởi vì ở mọi người xem tới. Trọng môn khoa kỹ năng vẫn thuộc về Triệu gia, theo chúng ta Đàm gia có chút hơi ăn tết. Phía dưới, xin mời Khải Thụy cùng đại gia giải thích hai câu. Đàm Vĩnh Thắng tránh ra thân vị. Khải Thụy đi tới nói rằng, mọi người khỏe, ta là Khải Thụy. Ngày hôm nay sở dĩ gặp phải ở Đàm gia họp hàng năm trên, là muốn mượn cơ hội này cùng đại gia tuyên bố một việc từ hôm nay trở đi, chúng ta trọng môn khoa kỹ năng rời khỏi Triệu gia cổ phần khống chế, đưa về Đàm gia. Về sau, ta theo các vị ở tại đây, chính là người một nhà. Cái gì? Thật là sống lâu thấy. Người của Triệu gia cũng có thể làm phản chạy trốn tới Đàm gia sao? Sẽ không sợ Triệu gia ác ý trả thù. Bất quá lùi một bước nói, Đàm gia có thể hợp nhất trọng môn khoa kỹ năng, Na Kinh thành khoa học kỹ thuật công ty hai đại vòi nước liền tất cả thuộc về Đàm gia rồi, Đàm gia thực lực sẽ trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Cũng không biết Đàm lão gia tử sử dụng thủ đoạn gì, mới nói phục Khải Thụy gia nhập liên minh. Chỉ có thể nói, bội phục. Đàm Vĩnh Thắng tiếp lời đồng nói rằng, tựa như Khải Thụy nói giống nhau, từ nay về sau, trọng môn khoa kỹ năng liền cùng các vị đang ngồi ở đây là người một nhà, mong rằng các ngươi có thể đối với trọng môn khoa kỹ năng chỉ điểm nhiều hơn, hỗ trợ. Một phen khách sáo sau đó, Đàm Vĩnh Thắng ý bảo Khải Thụy cùng Lao Kéo đi dưới ngồi ăn. Hai người bọn họ vị trí, vừa vặn chính là Giang Sách một bàn kia không xuống hai cái vị trí. Mộc Dương một ở bên cạnh nói rằng, thống suất, cái này Khải Thụy trong hồ lô muốn làm cái gì? Tốt như vậy đoan quả nhiên gia nhập Đàm gia. Giang Sách bưng ly rượu lên nhấp một miếng, trầm mặc không nói. Quả nhiên bị hắn cho đoán trúng.
nguyên bổn đã sáng tỏ cục diện, bởi vì Ngô lão gia ly kỳ tử vong, một lần nữa trở nên phức tạp. Bất quá bây giờ còn chưa phải là phức tạp nhất. Các ngươi cho rằng trọng môn khoa kỹ năng gia nhập vào Đàm gia cũng đã xem như là nổ tính tin tức sao? Ha ha, như thế này Giang Sách sẽ phải bị các ngươi toàn bộ càng thêm kinh tâm động phách đại sự kiện. Khải Thụy đặt mông ngồi xuống. Hắn nhìn Giang Sách, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Giang Đồng, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà. Quá khứ chúng ta ai vì chủ nấy, từng có không ít mâu thuẫn cùng ăn Tết, từ giờ trở đi, liền xóa bỏ a. Khải Thụy rót đầy rượu, giơ ly rượu lên nói rằng, tới, Giang Đồng, để chúng ta nở nụ cười quên hết thù oán, từ nay về sau dắt tay cùng nỗ lực, cùng nhau vì Đàm gia xuất lực. Thoạt nhìn là cầu hòa lời nói. Trên thực tế, Khải Thụy chỉ là mặt cùng lòng bất hòa, chờ sau này có cơ hội chậm rãi đùa chơi chết Giang Sách. Nào ngờ, Giang Sách kế tiếp hành vi hoàn toàn ra khỏi rồi dự đoán của hắn. Chỉ thấy Giang Sách trực tiếp đem trong chén rượu té trên mặt đất, lạnh như băng hồi đáp, rất xin lỗi Khải Thụy, từ trước chúng ta ai vì chủ nấy, về sau cũng không khả năng tiến tới với nhau. Ngươi cho rằng gia nhập vào Đàm gia, chúng ta chính là người một nhà. Ngươi sai rồi. Ta muốn đấu, hết lần này tới lần khác còn chính là Đàm gia. Cả bàn ánh mắt của người đồng thời hướng phía Giang Sách nhìn sang, đều ở đây kinh ngạc hắn sao lại thế nói ra như vậy, đại nghịch bất đạo, lời nói. Phải biết rằng, thịnh nhạc khoa kỹ chi cho nên cường thịnh, ngoại trừ bản thân ưu tú ở ngoài, một nguyên nhân rất quan trọng chính là phía sau có Đàm gia làm chống đỡ. Hiện tại, Giang Sách lại nói cái gì, đấu Đàm gia, đây không phải là đập chén cơm của mình sao? Ngay cả Khải Thụy cùng lao kéo cũng là vẻ mặt mộng bức. Tuy nói Giang Sách theo chân bọn họ thường có không hợp, không chịu theo chân bọn họ giảng hòa cũng hợp tình hợp lý, nhưng là không đến mức bởi vì trọng môn khoa kỹ năng gia nhập liên minh, hắn liền điên cuồng sức sống đến muốn cùng Đàm gia náo bẻ a. Giang Sách tổng không đến mức phải lấy phạm thượng, làm cho Đàm Vĩnh Thắng ở trọng môn khoa kỹ năng cùng thịnh nhạc khoa kỹ chi chung hai chọn một a. Khải Thụy lăng lăng nhìn Giang Sách, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên tiếp không hơn nói. Cửu Trắng cùng Mộc Dương một yên lặng cúi đầu ăn, đây hết thảy đều ở đây dự liệu của bọn họ trong, bọn họ ngày hôm nay tại sao tới rồi? Không phải là vì chuyện này tới sao? Lúc này, có người lúng túng cười vài tiếng, khuyên, Giang Đồng, người cái này vui đùa cũng không thể tùy tiện loạn mở a. Đúng vậy Giang Đồng, người cùng trọng môn khoa kỹ năng ăn Tết, cũng không thể tăng lên đến Đàm gia a. Những người này coi như là hảo tâm. Bọn họ cũng không muốn chứng kiến thịnh nhạc khoa kỹ năng chơi xong. Đáng tiếc, Giang Sách không có nghe lọt. Chỉ thấy Giang Sách đứng dậy, nhìn về phía sân khấu phương hướng, lớn tiếng nói, Đàm gia chủ, ta có mấy chuyện muốn làm chúng cùng mọi người tuyên bố, không biết là có hay không có thể dùng một cái microphone a. Đàm Vĩnh Thắng hé mắt, thần sắc không vui. Là, người Giang Sách là lợi hại, thịnh nhạc khoa kỹ năng cũng quả thực cùng Đàm gia mang đến không ít tiền lời. Nhưng là không tới phiên ngươi như vậy làm càn. Cư nhiên trước mặt mọi người muốn lên đài nói. Ngươi nói cái gì? Đàm gia cho phép ngươi nói sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn lại, đều đang đợi Đàm Vĩnh Thắng biết nói như thế nào. Lớn như vậy tràng diện, không thích hợp làm giữ. Hơn nữa Đàm Vĩnh Thắng cảm thấy Giang Sách chắc là một cái hiểu được phân tất người. Mặc dù là muốn tuyên bố chuyện gì, vậy cũng nhất định là tuyên bố đối với Đàm gia hữu ích sự tình. Là muốn cho Đàm Vĩnh Thắng một kinh hỉ, cho nên làm cho hắn lên đài nói một câu dường như cũng không còn quan hệ thế nào. Vì vậy, Đàm Vĩnh Thắng mỉm cười nói, Giang Đồng đã có chuyện muốn nói, lão phu làm sao có thể không cho ngươi nói xem. Tới, mời lên sân khấu a. Mọi người đều sợ. Cái này nhịp điệu cùng dĩ vãng họp hàng năm hoàn toàn khác nhau, đầu tiên là trọng môn khoa kỹ năng gia nhập liên minh, hiện tại Giang Sách lại muốn tuyên bố chuyện gì. Lại sẽ có cái gì kinh hỉ? Trước mắt bao người, Giang Sách cất bước đi lên sân khấu. Dưới, Mộc Dương một cùng Cửu Trắng liếc nhìn nhau, đồng thời làm xong chuẩn bị tâm lý, như thế này Giang Sách mang tới cũng không phải là cái gì kinh hỉ, mà là kinh hách. Chỉ thấy Giang Sách đứng ở trước ống nói, hướng về phía mọi người tại đây mở miệng nói, hôm nay là Đàm gia họp hàng năm, ta ở chỗ này muốn tuyên bố một việc, nhất kiện chuyện trọng yếu. Hắn nhìn chung quanh mọi người. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Giang Sách trên người.
Lúc này, Giang Sách chậm rãi mở miệng nói, chuyện này chính là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sẽ hướng Đàm gia duy nhất thanh toán, 20 tỷ, hoàn thành, chuộc thân, từ nay về sau Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng Đàm gia sẽ không còn liên quan. Oanh! Mỗi người trong đầu đều giống như có sấm sét nổ vang. Nếu như Giang Sách không phải đang nói đùa, vậy nhất định là điên rồi. Lúc đầu trọng môn khoa kỹ năng gia nhập vào Đàm gia, tất cả mọi người cho rằng sẽ cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hình thành tốt cạnh tranh, Đàm gia mượn cái này hai đại xí nghiệp, sẽ trèo núi cao. Ai biết còn không có vui vẻ bao lâu, Giang Sách liền cho đại gia ném ra cái lớn lựu đạn. Trên võ đài, Đàm Vĩnh Thắng mặt của đều tái rồi, hắn cho rằng Giang Sách sẽ mang lại cho ý hắn không nghĩ tới kinh hỉ, kết quả ha ha, Giang Sách tuyên bố sự tình quả thực cố gắng không tưởng được, nhưng không phải kinh hỉ, là chân chân thực thực kinh hách. Nếu như không phải Đàm Vĩnh Thắng coi như thường thấy lớn. Trang diện, chỉ sợ lúc này đều gấp đến độ giơ chân, tức miệng mắng to. Lúc này, Đàm Quốc Đống đi lên, trên mặt treo nụ cười nói rằng, Giang Đồng, ngài chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười a. Giang Sách bình tĩnh nói, Đàm thiếu gia, ta đây cũng không phải là nói đùa, ta nhưng là với ngươi rất nghiêm túc nói chuyện này. Đàm Quốc Đống nắm chặt nắm tay. Nếu không phải là tự biết đánh không lại Giang Sách, hắn lúc này đã huy quyền lên rồi. Hiện trường một lần tương đương xấu hổ. Đàm gia họp hàng năm thời gian, ngày đại hỷ, Giang Sách cư nhiên biết trước mặt mọi người làm cho Đàm gia không xuống đài được, cái này tỏ rõ là thành tâm. Đàm Quốc Đống hỏi, Giang Sách, người đây là thành tâm nháo sự a? Giang Sách mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Đương nhiên là thành tâm, nếu không... Như thế nào lại tuyển trạch hôm nay tới tuyên bố đâu? Người phía dưới, thần tình khác nhau. Có xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, có thay Giang Sách cảm thấy lo lắng, có đợi xem Đàm gia phản ứng, càng nhiều hơn chính là nằm ở vẻ mặt mộng bức trạng thái. Năm nay họp hàng năm, cùng Hollywood tuồng giống nhau, nhiều lần xuất hiện, thật là có ý tứ cực kỳ. Đáng kể trầm mặc, na trầm mặc, đủ để cho người hít thở không thông. Sốt cục. Đàm Vĩnh Thắng làm gia chủ đứng dậy, phá vỡ như vậy tĩnh mịch. Hắn thiêu mi nói rằng, Giang Sách, người trước mặt mọi người tuyên bố loại sự tình này, rõ ràng là theo chúng ta Đàm gia làm khó dễ. Người bình thường đụng tới vấn đề như vậy đều sẽ mang tính lựa chọn trốn tránh. Nhưng Giang Sách không phải. Hắn ngẩng đầu lên, phi thường ngang ngược đáp lại nói, Đàm Vĩnh Thắng người nói đúng rồi, ta chính là muốn với các ngươi Đàm gia làm khó dễ. Từ giờ trở đi, ta Giang Sách sẽ lấy tiêu diệt Đàm gia là nhiệm vụ của mình. Lại một lần nữa chấn động toàn trường. Đùa gì thế? Đàm gia nhưng là kinh thành một trong tam đại gia tộc, hơn nữa còn là tài chính hùng hậu nhất gia tộc. Tuy nói Thịnh Nhạc khoa kỹ năng quy mô cũng không tính là nhỏ, nhưng ở Đàm gia trước mặt vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Giang Sách lại muốn cùng Đàm gia đối nghịch, đây không phải là đùa lửa sao? So với việc kinh ngạc, đại gia càng nhiều hơn chính là không hiểu. Vì sao? Giang Sách tại sao muốn cùng Đàm gia làm khó dễ? Là Đàm gia làm cái gì xin lỗi Giang Sách sự tình sao? Hoàn toàn không có nghe nói a. Kỳ thực Đàm Vĩnh Thắng mình cũng không biết, lại nói tiếp, hắn đối với Giang Sách vẫn đủ tốt, dù sao Giang Sách làm chủ tịch thời điểm hắn là ủng hộ. Vậy tại sao Giang Sách còn muốn tuyển trạch, làm phản? Đàm Vĩnh Thắng hỏi, Giang Sách, Triệu gia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi mới có thể tuyển trạch thoát đi Đàm gia. Đây là giải thích duy nhất. Đàm gia có thể đào tới trọng môn khoa kỹ năng, na Triệu gia có thể đào đi Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đáng tiếc, Giang Sách hủy bỏ hắn phỏng đoán. Xin lỗi, sự lựa chọn của ta cùng Triệu gia không quan hệ. Vậy ngươi tại sao muốn làm phản Đàm gia? Đàm Vĩnh Thắng giận dữ hết, ta cần ngươi cho ta một cái lý do. Một cái đủ để cho ta tin dùng lý do. Giang Sách khẽ ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài. Hắn dùng bình hòa giọng nói ra một câu đủ để cho Đàm Vĩnh Thắng ba ngày ba đêm ngủ không yên giấc nói. Đàm gia chủ, không biết ngươi còn nhớ hay không được một cái tên, một người nữ nhân tên Giang, Nhã, Bèo. Oanh! Đàm Vĩnh Thắng liền lùi mấy bước. Đây là một cái cấm kỵ tên, cũng là một cái ít sẽ có người biết đến tên. Vì sao Giang Sách sẽ biết? Các loại, Giang Nhã Bèo, Giang Sách, đều họ Giang. Lẽ nào ngươi,
Giang Sách lặng lặng nhìn về phía Đàm Vĩnh Thắng, xem ra ngươi là nhớ, ra ra. Đàm Vĩnh Thắng mới vừa khí thế lập tức tất cả đều đánh mất, cả người trợn to hai mắt lui về phía sau mấy bước, không dám tin nhìn Giang Sách. Không tin, hắn kiên quyết không tin. Trên cái thế giới này tại sao có thể có trùng hợp như thế sự tình? Nhưng là, khi ánh mắt của hắn đồng thời chứng kiến Giang Sách cùng Đàm Quốc Đống thời điểm, hắn lại không thể không tin rồi. Giang Sách cùng Đàm Quốc Đống ngoại hình có ít nhất 7 phần tương tự. Nếu như không phải có liên hệ máu mủ, như thế nào lại như vậy tương tự đâu? Đàm Vĩnh Thắng hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Giang Sách cười nhạt, ngươi có thể không tin, ta cũng không có không nên ngươi tin tưởng. Ta chỉ là ở nơi đây nói cho ngươi biết chuyện này mà thôi, có tin hay không, vậy sẽ là của ngươi chuyện. Đàm Vĩnh Thắng, năm đó ngươi vứt bỏ mang thai trong Giang Nhã Bèo, làm hại bà nội ta một mình một nữ nhân nuôi nấng hai đứa bé, cuối cùng chết thảm ở nhà xưởng. Bút chướng này, ta phải tính với ngươi rõ ràng. Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng, sẽ trở thành chém giết Đàm gia chuôi này lợi kiếm. Mỗi chữ mỗi câu, đều leng keng mạnh mẽ. Đàm Vĩnh Thắng năm đó chính mình phạm sai lầm, bây giờ bị người trước mặt mọi người vạch trần, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, rất xấu hổ. Ok, phải nói ta đều đã nói, Đàm Vĩnh Thắng, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Giang Sách xoay người hạ sân khấu, mang theo Cửu Trắng, Mộc Dương Nhất ly khai Đàm gia. Trận này họp hàng năm, xem như là triệt để lạnh. Dưới những người đó nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía Đàm Vĩnh Thắng, khó mà tin được Giang Sách cư nhiên sẽ là cháu của hắn. Thật đáng buồn chính là, cái này tổ tôn hai người thế tất yếu tiến hành một hồi điên cuồng, chiến đấu. Ra ra, Đàm Quốc Đống đi qua đỡ Đàm Vĩnh Thắng, ra ra, người không sao chứ. Đàm Vĩnh Thắng lấy lại bình tĩnh, xua tay nói rằng, họp hàng năm dừng ở đây, rút lui, tất cả mọi người rút lui a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đàm gia trên trăm năm lịch sử, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng cư nhiên sẽ có người ở Đàm gia họp hàng năm trên làm ra lớn như vậy tin tức. Trở lại phòng nghỉ, Đàm Vĩnh Thắng ngồi xuống, liên tục uống vài chén trà, chỉ có hơi chút đè lại tâm thần. Đàm Quốc Đống đi lên liền hỏi, ra ra, Giang Sách tên khốn kiếp kia nói đều là thật sao? Đàm Vĩnh Thắng không có trả lời, chỉ là một tinh thần thở dài. Từ bộ dáng kia của hắn là có thể đoán được, Giang Sách nói nhất định đều là thật, nếu không, Đàm Vĩnh Thắng không thể nào biết là như thế này một bức dáng dấp. Trầm mặc hồi lâu, Đàm Vĩnh Thắng mới chậm rãi nói rằng, năm đó ta ly khai bên dưới kinh thành Giang Nam, biết một cái tên là Giang Nhã Bèo nữ nhân, trong chốc lát không có khống chế được, cùng với nàng sinh ra cảm tình cũng để cho nàng mang bầu hài tử. Sau lại, ta bởi vì không còn cách nào mang nàng trở về Đàm gia, lại luyến tiếc Đàm gia quyền thế, tự kiền thúy tử bỏ nàng. Ta cho là nàng sẽ đem hài tử phá hủy, một lần nữa tìm một người thành thật gả cho, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nàng cư nhiên đem con sinh xuống tới, đồng thời hài tử của hắn còn có hài tử. Càng không nghĩ tới là, Giang Sách, chính là Giang Nhã Bèo tôn tử. Bút chướng này, Giang Sách nhất định là không nuốt trôi, không nên theo ta tính toán rõ ràng sở. Sau này, chúng ta Đàm gia có phiền toái. Nghe xong cái này một đại trò chuyện, Đàm Quốc Đống đại thể biết chân tướng. Hắn cười lạnh một tiếng, ra ra, kỳ thực cũng không còn cái gì có thể lo lắng, na Giang Sách chính là một giá áo túi cơm, ngoại trừ có thể đánh còn có thể làm cái gì a? Phải biết rằng, hắn có thể thượng vị, na tất cả đều là dựa vào chúng ta Đàm gia chống đỡ. Hiện nay chúng ta thu biên trọng môn khoa kỹ năng, hoàn toàn có thể chi trì trọng môn khoa kỹ năng đối phó hắn, tiêu diệt Thịnh Nhạc khoa kỹ năng còn chưa phải là nửa phút. Sự tình, tựa hồ là đạo lý này. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, Giang Sách cái này nhân loại tâm tư kín đáo, không có nhất định nắm chặt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu hắn quyết định làm phản, liền nhất định chuẩn bị kỹ càng. Ta là lo lắng hắn sẽ cùng Triệu gia hợp tác, giết chúng ta trở tay không kịp. Đàm Quốc Đống nở nụ cười. Triệu gia lại có cái gì có thể sợ? Gia gia, ta đây phải đi tập trung nhân thủ đem Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cho giết, cho gia gia ngươi bôi bỏ một cái đại họa trong đầu. Cũng không đợi Đàm Vĩnh Thắng bằng lòng, Đàm Quốc Đống xoay người rời đi.
Quốc Đống, Đàm Vĩnh Thắng đã ngăn không được hắn. Ai, cái này thôi, để Quốc Đống đi theo Giang Sách qua vừa qua tay, nhìn Giang Sách đến cùng có cái gì con bài chưa lật, lại dám cùng Đàm gia gọi nhịp. Bên kia, trọng môn khoa kỹ năng chủ tịch phòng làm việc. Khải Thụy ngồi ở trên ghế salon cười ha ha, con mắt đều híp thành một cái kẽ hở, sắp vui mà chết. Hắn nở nụ cười cả buổi, mở miệng nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Ta vốn là muốn gia nhập vào Đàm gia, sau đó sử dụng thủ đoạn làm cho Đàm gia đánh đuổi Giang Sách. Kết quả lại la ó, không đợi ta động thủ, Giang Sách chính hắn liền tuyển trạch cồn đàn. Lao kéo cũng cười khổ nói, ta cũng là thật không có nghĩ đến, Giang Sách cư nhiên sẽ là Đàm Vĩnh Thắng tôn tử, tầng quan hệ này thật đúng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Dừng một chút, nàng nói rằng, bất quá, có thể hay không chính là bởi vì tầng quan hệ này tồn tại, biết đưa tới Đàm Vĩnh Thắng không đúng Giang Sách xuất thủ. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con. Sẽ không, Khải Thụy kiên định nói rằng, Giang Sách thân phận rất xấu hổ. Đàm Vĩnh Thắng vì bảo trụ chỗ của mình cùng với danh tiếng, thế tất yếu trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Đồng thời, ta tin tưởng Đàm Vĩnh Thắng biết trọng dụng chúng ta tới đối phó Giang Sách, Lao Kéo, chúng ta cơ hội trở mình tới. Lao Kéo cũng là tương đối cao hưng thịnh. Mong đợi lâu như vậy, rốt cục đến khi có thể bắt Giang Sách giờ khắc này rồi. Mặc dù là bởi vì Giang Sách chính mình tìm đường chết mới đưa đến cục diện bây giờ, nhưng người nào làm cho hắn tìm đường chết rồi. Lao Kéo căng quyền đầu, lẩm bẩm, rip, nghĩa phụ, mối thù của các ngươi rốt cục có cơ hội báo. Vừa mới dứt lời, cũng không biết vì sao, trên bàn cung Ngô lão gia linh bài đột nhiên liền rớt xuống, lạch cạch một tiếng, ngã trên mặt đất. Ân, Lao Kéo vội vàng đi qua cầm lấy Ngô lão gia linh bài, xoa xoa. Nghĩa phụ, người cũng cảm thấy kích động sao? Lao Kéo mỉm cười nói. Nhìn nữa Khải Thụy sắc mặt, trắng bệch như tờ giấy. Hắn trừng mắt cái kia linh bài, khí tức trở nên càng ngày càng nặng. Lao Kéo đem linh bài thả lại chỗ cũ, sau đó nói, đại ca, ta đi trước xử lý công ty giao tiếp nhiệm vụ, người tốt nhất nghỉ ngơi. Ân, người đi đi. Đến khi Lao Kéo rời đi sau đó, Khải Thụy đứng lên nhìn về phía linh bài. Hắn giọng nói bất thiện nói rằng, nghĩa phụ, người thật giống như cũng không phải là rất cao hứng a. Làm sao? Muốn nêu lên Lao Kéo người chết cùng Giang Sách không có quan hệ sao? Đáng tiếc a, người đã là một chết người đi được, người có bản lãnh phải đi báo mộng a. Ha 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 ha. Bây giờ Khải Thụy đã không sợ hãi. Hoặc có lẽ là đã không cần mặt mũi. Cũng trong lúc đó, Giang Sách mang người về tới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Cùng lúc thông chi tài vụ chuẩn bị vốn lưu động, cùng lúc làm xong ứng đối Đàm gia chuẩn bị. Như là đã quyết định toàn diện khai chiến, Na tin tưởng Đàm gia người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Mộc Dương Nhất nói rằng, thống suất, hôm nay ngươi thực sự là hung hăng quạt Đàm Vĩnh Thắng một cái, lỗ tai, Đàm Vĩnh Thắng lúc đó suýt chút nữa không có đã hôn mê. Cừu Trắng phụ họa nói, Đàm gia cho rằng thu biên trọng môn khoa kỹ năng, là có thể mở ra quyền cước, ha ha, trên đời này nào có thuận lợi vậy sự tình. Thống suất, ngươi chiêu thức ấy xem như ghim tâm. Đàm Vĩnh Thắng lòng muốn chết đều có. Giang Sách ngồi ở ghế trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Ngày hôm nay kỳ thực cũng chính là thống khoái mồm mép, làm cho Đàm Vĩnh Thắng bộ mặt hoàn toàn không có, nhưng trên thực tế nhưng không có đối với Đàm Vĩnh Thắng tạo thành bất kỳ thương tổn. Hôm nay Đàm gia vẫn là một con hung ác lão hổ. Ở Đàm gia trước mặt, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ngay cả một con sói cũng không tính, nhiều lắm coi là một cái uông gọi cẩu. Cùng Đàm gia đấu, độ khó tương đối lớn. Bất quá, hôm nay Giang Sách khôi phục tu la chiến thần chức vị, lại có khoa học kỹ thuật minh chủ thân phận, này song trùng thân phận gia trì, đủ để bình định toàn bộ Đàm gia. Chướng ngại duy nhất, chính là Đàm gia liên lụy rất rộng, phải đối phó Đàm gia, cũng không phải là vẻn vẹn đối phó Đàm gia một nhà mà thôi, phải đối mặt này đây Đàm gia cầm đầu toàn bộ thế lực. Mặc dù là tu la chiến thần, bên ngoài áp lực cũng thật không nhỏ. Đang ở Giang Sách suy nghĩ nên từ Na một khối bắt tay vào làm thời điểm, Mầm Đồng đi vào phòng làm việc nói rằng, Giang Đồng, Đàm gia thiếu đông gia Đàm Quốc Đống tới. Nhanh như vậy, Giang Sách trước đây chân vừa trở về, Đàm Quốc Đống chân sau liền cùng lên, ha ha, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh.
xin hắn đi tiếp đãi thất. Là, Mầm Đồng rời đi. Mộc Dương Nhất hỏi, Đàm Quốc Đống nhất định là tới hưng sư vấn tội, thống suất, chuẩn bị sẵn sàng sao? Giang Sách suy nghĩ một chút, nói rằng, Mộc Dương Nhất, lập tức thông chi Giang Nam khu bên kia chuẩn bị xong vốn lưu động. Muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Giang Sách đứng lên, mang theo cừu trắng đi trước phòng khách. Một bước vào trong nhà, liền cảm thụ được một khí thế mãnh liệt cưỡng bức mà đến, Đàm Quốc Đống mang người, từng cái đều khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Giang Sách. Nhưng mà, Giang Sách chỉ là một ánh mắt, liền đem khí thế của đối phương toàn bộ đều ép xuống. Tu La chiến thần, há là vậy tiểu nhân vật có thể áp chế. Ngồi xuống, Giang Sách trên mặt vẻ tươi cười cũng không có, bình tĩnh hỏi, Đàm thiếu gia, đại giá quang lâm vì chuyện gì? Đàm Quốc Đống cười lạnh một tiếng, biết rõ còn hỏi, ngươi không phải trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi Đàm gia, phải bỏ tiền tự chuộc lỗi sao? Ta đem Đàm gia tài vụ đều mang đến, liền cùng ngươi tại chỗ thanh toán một cái, ngươi rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể hoàn thành tự chuộc lỗi? Cừu trắng nhíu nhíu mày, chúng ta đã trước giờ thanh toán qua rồi, 20 ức đủ để. 20 ức, Đàm Quốc Đống khinh thường nói, các ngươi quá độ khiếu hóa tử sao? Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hàng năm doanh thu đều có trên 10 tỷ, các ngươi muốn hoàn thành tự chuộc lỗi, cũng chỉ muốn hoa 20 ức. Nằm mơ. Lúc này, cừu trắng mới ý thức tới nguy cơ đã tới. Giống như Đàm gia loại này đại gia tộc, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện để thuộc hạ công ty hoàn thành tự chuộc lỗi. Nhất định là thiết chí nhất trọng trọng cản trở. Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là liền phá sản đóng cửa. Tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi ung dung đào tẩu. Đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đương nhiên cũng có tương tự điều khoản điều lệ, Đàm gia tuyệt đối sẽ không theo đuổi Thịnh Nhạc khoa kỹ năng muốn làm gì thì làm nha. Vì vậy, Giang Sách hỏi, vậy các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Không phải chúng ta muốn bao nhiêu tiền, mà là pháp luật quy định các ngươi phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Đàm Quốc Đống vỗ tay phát ra tiếng, tài vụ, bắt đầu thanh toán. Lập tức, vài tên tài vụ tại chỗ thanh toán. Nhìn động tác của bọn họ, nhìn Na liên tiếp chữ số, cũng biết Đàm Quốc Đống ắt sẽ đem Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cho móc sạch. Nhìn này tài vụ rất nhanh tính toán dáng vẻ, cừu trắng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đi xuống, trời mới biết cuối cùng sẽ cho ra một cái bao nhiêu khoa trương chữ số. Bất kể là bao nhiêu, khẳng định không chỉ 20 ức. Đàm Quốc Đống nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một miếng, bẹp bẹp miệng, nhìn về phía Giang Sách. Lại nói tiếp, ta dường như hẳn là xưng hô ngươi một tiếng ca ca. Giang Sách khẽ cười nói, nếu như ngươi không chê lúng túng nói, tùy tiện kêu. Đàm Quốc Đống đặt chén trà xuống, hơi có thầm ý nói rằng, gia gia năm đó làm những chuyện kia a, quả thực quá phận một điểm, nhưng nói đi nói lại thì, những đại gia tộc này công tử ca, người nào không có điểm phong lưu khoản nợ. Dừng một chút, hắn chỉ mình nói rằng, mượn ta tới nói, ở bên ngoài thiếu phong lưu khoản nợ, không có chút nào so với gia gia thiếu. Giang Sách, ta có thể lý giải ngươi sức sống, nhưng kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng một loại phương thức khác tới xử lý chuyện này a, hoàn toàn không cần thiết vạch mặt, khiến cho như thế cương. Dù sao chúng ta vẫn là người một nhà thôi. Lúc này, tài vụ thanh toán rồi chứ tiền phần trăm, đem ra giao cho Đàm Quốc Đống. Hắn lấy tới nhìn thoáng qua, không có gấp nói, mà là tiếp tục lời khi trước đề, Giang Sách, ngươi kỳ thực không cần trả thù ra ra, chỉ cần làm cho ra ra đối với ngươi làm ra bồi thường nhất định, vậy không thì tốt rồi sao? Ngươi Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mạnh như vậy, lại để cho ra ra đối với ngươi làm ra bồi thường, cho ra nhiều tư nguyên hơn nghiêng, trở thành nghiệp giới đệ nhất hoàn toàn không là vấn đề. Tại sao muốn tự đoạn tiền đồ, lấy trứng chọi đá, cùng Đàm gia làm khó dễ đâu? Lời nói này nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Nếu đổi lại là người bình thường, có thể cũng đã bị Đàm Quốc Đống cho thuyết phục, dù sao cùng Đàm gia đối nghịch hạ chàng cửu tử nhất sinh, không bằng nhân cơ hội này quy thuận, đổi lấy càng nhiều hơn quyền lợi vì giai. Đáng tiếc, Giang Sách không phải người bình thường. Hắn mặt mỉm cười nói rằng, tốt đệ đệ, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Nhưng mọi người đều có chí khác nhau, ta Giang Sách không phải cái loại này biết ăn nhờ ở đậu, hạng người ham sống sợ chết. Nếu quyết định, liền nhất định sẽ làm tới cùng. Đàm Quốc Đống sắc mặt thay đổi, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Giang Sách, người đã nói như vậy, ok,
đây cũng là đừng trách ta không để ý tình cảm huynh đệ rồi. Hắn đem ra vỗ lên bàn, hung hãn nói, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng muốn thoát ly Đàm gia. Có thể, không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải đem 516 triệu tiền chuộc trao sạch. 516 ức. Cửu Trắng suýt chút nữa không có phun ra huyết tới, mấy cái chữ này làm sao ra được. Cũng quá dọa người a. Hắn ngay lập tức sẽ đem ra cho cầm lên, càng xem càng kinh hãi. Thì ra Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng Đàm gia có nhiều như vậy liên hệ, Đàm gia ở các phương diện đều cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thiết trí trạm kiểm soát, đã sớm phòng bị Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phi một mình chuyện này. Đàm Quốc Đống dựa vào ghế trên lưng, nhếch lên chân bắt chéo. Hảo ca ca, 516 ức, chỉ cần ngươi trả hết thì có thể làm cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng khôi phục tự do, thế nào, cầm bỏ tiền sao? Tuy là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ra đại nghiệp đại, nhưng là không thể xuất ra nhiều tiền như vậy a. Mỗi một năm Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đều có thể doanh thu trên 10 tỷ, thế nhưng, trong đó đầu to đều bị Đàm gia lấy mất, cộng thêm công ty vận doanh phí dụng, 8 năm qua tổng cộng chỉ có tích toàn không đến 20 tỷ. Toàn bộ móc giống đều cấp không nổi một khoản tiền lớn như vậy. Đàm Quốc Đống ăn chắc giang sách, ăn chắc Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, căn bản không khả năng cầm ra nhiều tiền như vậy. Lui một vạn bước nói, coi như Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thực sự lấy ra nhiều tiền như vậy, vậy cũng nhất định là móc sạch toàn bộ tài sản, hoàn thành tự chuộc lỗi sau đó thực lực khẳng định thật to bị hao tổn. Dưới lúc, còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bị Đàm gia cho tiêu diệt. Bất kể là trả thù lao còn không trả thù lao, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thủy chung không còn cách nào chạy trốn Đàm gia trưởng khống, đây chính là Đàm gia vì Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thiết trí bẫy dập. Cửu Trắng buông tờ đơn xuống, mặt không có chút máu. Làm sao bây giờ? 516 ức làm sao có thể nói cầm ra được mượn ra được? Đàm gia đây là đuổi tận giết tuyệt a. Cả nhà bên trong an tĩnh dị thường. Hồi lâu, Đàm Quốc Đống lại trở về cái đề tài kia, giang sách, ta khuyên ngươi buông tha, là thật vì tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu thua, theo ta trở về cho Gia Gia nói lời xin lỗi, Gia Gia lớn tuổi lỗ tai mềm, trong chốc lát nhẹ dạ nói không chừng sẽ đối với ngươi cái ý này bên ngoài có được tôn tử phi thường sủng ái, dưới lúc, ngươi còn chưa phải là hô phong hoán vũ, diễu võ dương oai. Nói cho cùng, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng dù sao cũng là một máy tạo tiền cơ khí. Đàm gia tuyệt đối không chịu dễ dàng như vậy liền phóng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phi một mình. Đối mặt Đàm gia người gây sự, đối mặt 516 triệu con số thiên văn. Giang sách bình tĩnh dị thường. Hắn nhìn về phía Đàm Quốc Đống, chỉ ra, hỏi, xác định 516 triệu chữ số là chính xác. Đương nhiên, sẽ không thay đổi rồi. Sẽ không. Thanh toán 516 ức. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng liền khôi phục tự do. Khẳng định. Tốt, Giang Sách gật đầu, đối Bạch Dê nói rằng, làm cho công ty tài vụ tới một chuyến, tiến hành 516 ức giao tiếp. Cái gì? Không riêng gì Cửu Trắng, ngay cả Đàm Quốc Đống cùng với cả nhà người ở bên trong đều kinh ngạc cười tâu tóe. Hoàn thành 516 triệu giao tiếp. Đùa gì thế? Thịnh Nhạc khoa kỹ năng coi như lại có thể kiếm tiền. Cũng không khả năng có nhiều như vậy gửi ngân hàng. Đàm Quốc Đống khinh thường nói, Giang Sách người bớt ở chỗ này dọa người, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng có bao nhiêu tiền ta sẽ không rõ ràng lắm sao. 8 năm qua, tổng cộng chỉ có tích toàn 200 ức không đến, người ở đâu ra 516 ức hoàn thành giao tiếp. Giang Sách từ tốn nói, từ đâu tới tiền, ta cần với người hội báo sao. Hai người bốn mắt giao tiếp. Đàm Quốc Đống lạnh rên một tiếng. Cười lạnh nói tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là làm sao vô căn cứ biến ra 516 triệu. Giang Sách, ngày hôm nay ngươi nếu là không có thể đem tiền cho ta kết toán rõ ràng, chúng ta Đàm gia sẽ lập tức khởi tố Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Đến lúc đó, công ty của các ngươi đóng cửa, cũng đừng trách ta. Yên tâm, không có ngày hôm đó. Giang Sách khoát tay chặn lại, Cửu Trắng lập tức xoay người ly khai, đi đem công ty vài tên tài vụ hô qua đây. Vài tên tài vụ ngồi ở bàn dài mặt khác một bên, cùng Đàm gia tài vụ ngồi đối mặt nhau. Sau đó, Giang Sách nói rằng, hiện tại Thịnh Nhạc khoa kỹ năng muốn thanh toán 516 ức tiền chuộc, hoàn thành tự chuộc lỗi, các ngươi nhanh lên một chút cùng Đàm gia người kết toán một cái. Là, tài vụ trả lời sạch sẽ gọn gàng.
Lập tức, hai nhà tài vụ bắt đầu chính thức giao tiếp. Đàm Quốc Đống an vị ở nơi nào, mắt không hề nháy một cái chăm chú nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Giang Sách trong hồ lô muốn làm cái gì, làm sao lại có thể vô căn cứ làm ra 516 ước tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một bút kết toán hoàn thành. 5 ức, 28 ức, 77 ức, 102 ức, 233 ức. Theo kết toán mức càng lúc càng lớn, Đàm Quốc Đống trở nên càng ngày càng khẩn trương, hắn len lén nhìn Giang Sách vài lần, phát hiện Giang Sách bình tĩnh như cũ như nước, không có bất kỳ ba động. Tựa hồ, 516 ức cũng chỉ là một cái rất thông thường chữ số mà thôi. Điều đó không có khả năng. Đàm Quốc Đống không nghĩ ra, Giang Sách làm sao có thể sẽ như thế có tiền. Nhưng sự thực đặt trước mắt, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chính là đem một bút tiền phần trăm đều cho kết toán rõ ràng. Rốt cục, ở dài đến 3 canh giờ kết toán sau đó, 516 ức toàn bộ thanh toán. Giang Sách phủi một cái y phục, mỉm cười hỏi, tốt đệ đệ, từ nay về sau, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng Đàm gia tái vô quan hệ. Đàm Quốc Đống khó có thể tin. Hắn tự mình đem kết toán khoản đồng hồ lấy tới, chính mình mở máy vi tính ra, một bút hạch toán, nghiệm chứng, lại tốn chọn nửa giờ chỉ có nghiệm chứng rõ ràng. Giang Sách cũng không sốt ruột, cứ như vậy ngồi lặng lặng, nhìn Đàm Quốc Đống nghiệm chứng. Thế nào, có xuất nhập sao? Giang Sách dò hỏi. Đàm Quốc Đống sắc mặt tái nhợt. Khoản đồng hồ vô cùng rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì, 516 ước rõ ràng toàn bộ bộ đô kết toán hoàn tất. Hắn thậm chí còn gọi điện thoại về, làm cho Đàm gia kế toán lại chứng thực 3 lần. Vẫn là không có vấn đề. Nhưng vì cái gì có thể như vậy? Đàm Quốc Đống không hiểu nhìn về phía Giang Sách, nói rằng, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mỗi một năm vào sổ bao nhiêu tiền ta đều là rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy thu nhập ngoại ngạch. Giang Sách, ngươi số tiền này rốt cuộc từ đâu tới? Tiền của ngươi có sạch sẽ hay không? Giang Sách nở nụ cười. Nếu như ngươi cảm thấy có chuyện, hoan nghênh đi điều tra, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một việc 516 ức có hay không kết toán sạch sẽ. Đàm Quốc Đống mặt lạnh, cắn răng. Do dự mãi sau, hắn thở dài một hơi, phi thường không cam lòng nói rằng, 516 ức, một phần không kém toàn bộ bộ đô kết toán sạch sẽ, nhưng là... Không có thế nhưng, Giang Sách tự tay chỉ hướng cửa, nếu kết toán sạch sẽ... Na Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng Đàm gia lại không liên quan. Đã như vậy, Đàm thiếu gia, ngài mời trở về đi, ta chỗ này không chào đón Đàm gia người. Đàm Quốc Đống nắm tay nắm chặt. Hắn tuyệt không phục, nhưng không phục nữa lại có thể thế nào. Nhân ra tiền nhưng là một phần không thiếu toàn bộ đô kết toán sạch sẽ. Giang Sách ngươi chờ ta sớm muộn biết làm rõ ràng ngươi là làm sao tỏ ra động tác võ thuật đẹp mắt. Đàm Quốc Đống đứng lên đi liền, vài tên tài vụ sau đó cũng đều đi theo. Đến khi Đàm gia người toàn bộ đô sau khi rời khỏi, Cừu Trắng cười to nói, thống suất, ngươi vừa mới thật đúng là uy phong a, vừa tàn nhẫn mà đánh Đàm Quốc Đống mặt của. Ta ngay từ đầu biết phải bồi thường 516 triệu thời điểm, đều nhanh muốn hù chết, chúng ta ở đâu có nhiều tiền như vậy a? Lúc nói lời này, chỉ thấy Giang Sách sắc mặt vi vi không thích hợp. Cừu Trắng hỏi, thống suất, ngài tựa hồ có tâm sự. Giang Sách nhấp một ngụm trà, nói rằng, tựa như ngươi nói, chúng ta từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Cừu Trắng sửng sốt một chút, lắc đầu. Giang Sách giải thích, ta là đem ước mạch vui chơi giải trí cùng ngâm mộng khoa học kỹ thuật tài chính đều rời đi tới rồi, tam gia công ty hầu như đều móc rỗng, chỉ có góp đủ cái này 516 ức. Hiện tại, tam đại công ty đều đứng bên bờ vực tan vỡ. Hơi chút có chỗ nào xử lý bất đương lời nói, tiếp theo sụp đổ. Đàm gia lúc này đây, thật là để cho ta đổ máu. Nghe xong nói như vậy, Cừu Trắng không cười được. Cảm tình Giang Sách đem tam đại công ty đều móc rỗng, chỉ có góp đủ 516 ức, na. Vậy sau này làm sao bây giờ? Cũng may ức mạch vui chơi giải trí cùng ngâm mộng khoa học kỹ thuật đều tại phía xa Giang Nam khu, còn có thể từ từ khôi phục, một chút xíu đem tiền cho kiếm lại. Vấn đề là, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đang ở Đàm gia dưới mí mắt. Có chút sai lầm, sẽ hồi phi yên diệt. Đàm gia tuyệt đối sẽ không nhìn Thịnh Nhạc khoa kỹ năng khôi phục lại, thế tất yếu vào chỗ chết làm, còn có cái kia trọng môn khoa học kỹ thuật cũng là nhìn chằm chằm,
có thể nói, Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng nguy cơ còn không có vượt qua. Cừu trắng trầm mặc, phải đối mặt Đàm gia công kích, nếu ứng nghiệm đối với trọng môn khoa học kỹ thuật trả thù, Giang Sách Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng chống được bao lâu rồi? Ai? Giang Sách khẽ lắc đầu, châm lửa một điếu thuốc yên lặng rút ra. Hắn cùng cừu trắng đi ra phòng khách, đi tới bên ngoài công ty, một bên hút thuốc một bên thương lượng bước tiếp theo nên như thế nào dự định. Vừa lúc đó, bỗng nhiên trong lúc đó liền thấy thoáng xa xa toát ra hỏa quang, đồng thời có một mụt khói đặc nhảy ra. Ân, chuyện gì xảy ra? Mầm đồng đi tới nói rằng, Giang Đồng, bên kia hình như là bốc cháy rồi, rất nhiều người đều bị vây ở bên trong đại lâu. Đi xem. Giang Sách vứt bỏ tàn thuốc, lập tức lái xe chạy tới hiện trường. Chạy đến phân nửa, xe lái không vào được rồi. Bởi vì là tan tầm giờ cao điểm, trên đường hoàn toàn bị lấp kín, Giang Sách đi xuống xe, phát hiện trái phải hai bên phòng cháy chữa cháy trên lối đi toàn bộ đô chiếm hết xe riêng. Xe cứu hỏa căn bản là không đuổi kịp đi. Lúc này, phòng cháy chữa cháy quan binh đang liều mạng dọn dẹp ra một con đường, muốn chạy đi cứu giúp. Vấn đề là, tan tầm núi cao, xe nhiều lắm, một đầu dài long trận nghiêm nghiêm thật thật, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng thông qua. Thật đến khi xe cứu hỏa có thể thông qua thời điểm, sợ là đại lâu đều đã đốt thành cho rồi. Giang Sách vọt vào đoàn người, cừu trắng theo sát phía sau. Nhưng bọn hắn tới gần hiện trường hỏa hoạn thời điểm, mới nhìn đến nguyên lai là một cái nhà tầng 30 cao đại lâu lửa cháy, trên đỉnh tầng 5 tầng 6 toàn bộ đô đang thiêu đốt, đồng thời hỏa thế càng ngày càng mạnh, không ngừng khuếch tán. Thang máy cũng hoàn toàn không thể dùng. Những người đó bị vây ở bên trong, thống khổ kêu rên, hầu như chính là chờ chết trạng thái. Lúc này, một gã chừng 60 tuổi nam tử vọt tới, hướng về phía hỏa hoạn hiện trường hô, lão bà, tôn nữ, các ngươi chịu đựng, ta đã thông chi người đến cứu các ngươi rồi. Hắn một tiếng lại một tiếng hô, cũng không biết trong hỏa hoạn nhân có nghe hay không đạt được. Cừu trắng đi tới vừa nhìn, ở Giang Sách bên tai nhẹ giọng nói, thống suất, người nọ là Triệu gia gia chủ đương thời Triệu Chí Lai. Chủ nhà họ Triệu. Bốn chữ này phân lượng nhưng là tương đương nặng. Triệu Chí Lai thân phận địa vị, đó là có thể cùng Đàm Vĩnh Cửu thắng tương để tịnh luận, ở kinh thành là nhất đẳng đại nhân vật. Triệu gia tài phú, đó cũng là khó có thể tưởng tượng. Dù sao Triệu gia trước nhưng là trọng môn khoa học kỹ thuật ông chủ. Hỏa thế càng ngày càng thịnh vượng, xe cứu hỏa vẫn không có chạy tới dấu hiệu, mắt thấy hỏa hoạn tự muốn đem mạng người cho cướp đi, Triệu Chí Lai không chịu nổi. Hắn hướng về phía người ở chỗ này hô, các ngươi ai có thể cứu ra lão bà của ta cùng tôn nữ, ta nguyện ý trả giá 50 vạn cảm tạ kim. 50 vạn. Đối với người thường mà nói, tuyệt đối không phải một người bình thường con số. Chỉ là, mọi người nhìn ánh lửa kia ngất trời đại lâu, sinh lòng khiếp đảm, nhiều tiền hơn nữa cũng không dám đi vào a. 100 vạn, Triệu Chí Lai gia tăng kim ngạch, nhưng vẫn không có người nguyện ý đứng ra cứu người. 200 vạn. Vì cứu người, Triệu Chí Lai cũng không để ý nhiều như vậy, lại một lần nữa tăng giá. Mấy cái chữ này, tuyệt đối khiến người tâm động. Đều nói có trọng thưởng tất có người dũng cảm, có thể hiện thực cũng rất tàn nhẫn, dĩ nhiên không có bất kỳ một người dám đứng ra kiếm cái này 200 vạn. Không phải là không muốn kiếm, mà là không có năng lực kiếm. Nhìn na ngất trời lửa cháy mạnh, người một ngày đi vào, không chết cũng bị thương. Vì kiếm tiền đem mệnh cho nhập vào, vậy coi như thực sự không có chút nào hoa toán. Cừu trắng lắc đầu, lúc này, đoán chừng là thực sự không cứu. Tại chỗ có người đều cảm thấy sự tình đã không có chuyển cơ, đều cảm thấy Triệu Chí Lai lão bà cùng hài tử đều sẽ bỏ mạng thời điểm, một thân ảnh đi ra. Là Giang Sách. Hắn đẩy ra đoàn người đi tới, ôn hòa nhã nhặn nói rằng, người, ta tới cứu. Lúc đầu anh hùng đứng ra. Là một kiện đáng giá khẳng định cùng khích lệ sự tình. Thế nhưng, Giang Sách hành vi chẳng những không có để ở chàng khán giả sùng bái, ngược lại đưa tới mọi người châm chọc. Ha ha, thật đúng là đờ cây em có cần tiền không cần mạng hàng ha. Đoán chừng là đầu óc nước vào, cũng không nhìn một chút lửa kia bao lớn, hắn một cái phàm phu tục tử có thể vào cứu người. Bây giờ người A, vừa nhìn thấy tiền ngay cả cơ bản chỉ số IQ cũng bị mất. Xem trọng A, hiện tại hắn chạy vào đi cứu người,
như thế này sẽ người khác chạy vào đi cứu hắn. Toàn bộ một yêu tiền liều mạng chí chướng. Đại gia ngươi một lời ta một lời, đem Giang Sách cho phun cái gì cũng sai, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Sách hoàn toàn chính là vì Na 2 triệu mà đứng đi ra. Cũng không suy nghĩ một chút ngươi có hay không thực lực đó cầm 2 triệu. Nếu thật là tốt như vậy cứu người, người khác đã sớm đứng ra, sao lại thế đến phiên ngươi? Không có đầu óc ngu xuẩn. Kỳ thực, Triệu Chí Lai đã cùng Giang Sách không biết bao nhiêu lòng tin. Lớn như vậy hỏa, làm sao cứu? Bất quá, hiện tại Triệu Chí Lai duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có Giang Sách rồi, cho dù hắn không tin, cũng không khỏi không cắn răng nói một câu, làm phiền vị đồng chí này rồi. Người vây xem đều đang đợi lấy xem kịch vui, xem vị này cần tiền không cần mạng ngu xuẩn, là thế nào đem mình cho đùa chơi chết. Cừu Trắng bóp một cái mồ hôi lạnh, rất sợ Giang Sách hiểu rõ vấn đề vọt vào. Hắn không rõ, Giang Sách tại sao còn từ cái này 2 triệu treo giải thưởng. Mọi người ở đây chào phúng cùng hoài nghi chung, Giang Sách yên lặng từ trong túi móc điện thoại ra, tìm kiếm ra một cái mã số gọi tới. Hổ pháo. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một giòn như chuông đồng nữ hài thanh âm, ở. Thông suất, nhiệm vụ gì? Xanh lúa phố 1108 hào, hỏa thế long trọng, nhiều người bị nhốt, nhanh tới cứu viện. Thu được. Hôm nay Giang Sách một lần nữa trưởng khống giả thần La Thiên Trinh, điều động tương đương thuận tiện, chỉ là dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không vận dụng cổ lực lượng này mà thôi. Bây giờ vì cứu người, không thể không vận dụng. Cúp điện thoại. Giang Sách nhìn về phía Triệu Chí Lai, bình tĩnh nói, ta đã thông chi nhân qua đây cứu giúp, mời kiên trì đợi khoảng khắc. Gọi điện thoại. Thông chi nhân. Triệu Chí Lai sắc mặt chậm rãi thay đổi, muốn thông chi nhân lời nói, Triệu Chí Lai còn cần phải dùng tới ngươi. Triệu Chí Lai nhưng là chủ nhà họ Triệu, mạng lưới quan hệ cũng không thông thường, đã sớm cùng thì cục đều có liên lạc, làm cho Tiêu phòng binh mau sớm chạy tới. Cho nên, còn cần ngươi thông chi cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một cái điện thoại, một điểm khí lực cũng không cần ra, liền muốn từ Triệu Chí Lai trên người lấy đi 2 triệu? Thật đem Triệu Chí Lai làm đồ ngốc rồi. Cút đi. Triệu Chí Lai mắng to, ngươi một cái đồ hỗn hào, lão tử không rảnh với ngươi ở nơi này làm loạn, không có bản lĩnh cứu người cút ngay đi sang một bên. Hắn là thực sự bị buộc nóng nảy, các loại thô tục đều hổ vằn rồi đi ra. Người vây xem càng thêm vui a hát rồi. Vừa mới các ngươi nghe chưa? Na đồ ngốc nói gọi điện thoại thông chi nhân tới cứu giúp. Ha 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 ha, cười ngạo ta, một điểm khí lực không ra đã nghĩ há mồm chờ sung dụng, lấy đi 2 triệu, thật là không biết xấu hổ. Ai nói không phải a? Một chiếc điện thoại có thể hoàn thành hỏa hoạn. Ha ha, Na trừ phi điện thoại của hắn là gọi cho Long Vương, làm cho Long Vương tới một trận mưa lớn, bằng không gọi cho ai cũng không đùa. Bây giờ người a, lương tâm là thật hư. Nhân gia chủ nhà họ Triệu vì lão bà tôn nữ đều sẽ lo lắng, hắn còn dùng loại này thủ đoạn hạ cấp lừa gạt tiền, thật là chán ghét. Giang Sách hành vi, tại mọi người xem ra chính là một hồi hòa thoát thoát lừa dối hành vi. Cũng không đi vào cứu người, còn muốn bạch kiếm nhân gia 2 triệu. Loại này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi, thực sự rất khiến người ta cảm thấy ác tâm, vì vậy đại gia hỏa nhi nhất trí mắng. Người một cái vương bát cao tử, cút cho lão tử xa một chút. Xã hội thượng tại sao có thể có người ác tâm như vậy nhân? Nhìn đã nghĩ thổ. Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có đem lời của mọi người để ở trong lòng, chỉ là khẽ ngẩng đầu lên hướng phía bầu trời nhìn lại, tựa hồ đang cùng đợi cái gì. Triệu Chí Lai một bà níu lại Giang Sách cần cổ, giận dữ hét, ta để cho ngươi cút đi có nghe hay không? Hắn hướng phía cảnh giác vẫy vẫy tay, nhanh. Đưa cái này vương bát đản mang cho ta đi, ta thấy hắn đã nổi giận. Đang ở cảnh giác chuẩn bị qua đây đem Giang Sách mang đi thời điểm, đột nhiên, từ đàng xa trong bầu trời truyền đến từng tiếng ong 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 cánh quạt xoay tròn thanh âm. Thanh âm ầm ĩ, một hồi hợp với một hồi. Ân, tất cả mọi người nghi ngờ ngẩng đầu, hướng phía bầu trời xa xăm nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xăm trong bay tới một mảng lớn thẳng thăng kỳ, một trận theo một trận. Một mảnh hợp với một mảnh, ô ương ương một mảng lớn, căn bản hằng hà rốt cuộc có bao nhiêu cái. Chỉ biết là số lượng rất nhiều. Như vậy to lớn tràng diện, thẳng chạm người tâm linh ở chỗ sâu trong,
cho mọi người vây xem mang đến sâu đậm chấn động. Na, là máy bay sao? Sao lại thế nhiều như vậy, thật đáng sợ. Bọn họ tới làm gì? Đang lúc mọi người nghi hoặc trong, một mảng lớn thẳng thăng kỳ bay tới, bay đến sao sớm phòng ăn bầu trời, lẩn quẩn. Sau đó mỗi một cái thẳng thăng kỳ cửa khoang đều mở ra, đồng thời đi xuống xả nước. Một mảng lớn thủy vẩy xuống tới, trong nháy mắt liền đem hỏa thế cho tạm thời chế trụ một ít, sau đó thay mặt khác một nhóm thẳng thăng kỳ tới vẩy nước. Từ từ, hỏa thế dần dần bị khống chế ở. Triệu Chí Lai nhìn mục trừng khẩu ngốc. Chỉ là hỏa thế tuy là tạm thời khống chế được, nhưng vẫn không có dẹp loạn, lão bà cùng tôn nữ như trước vây ở trong phòng ăn, cứ theo đà này vẫn là chắc chắn phải chết a. Vừa lúc đó, chỉ thấy hơn 10 ra máy bay ở nhà hàng bầu trời lẩn quẩn, từng đạo thang dây để xuống. Sau đó, rất nhiều ăn mặc đặc thù quần áo chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Bọn họ, giống như là từng con chuồn chuồn, từ thẳng thăng kỳ bên trong bay ra, theo thang dây rơi vào đã bị khống chế được hỏa thế trong phòng ăn. Ba, ba, ba. Cửa sổ thủy tinh bị đánh vỡ, nhiều người tiến nhập bên trong phòng ăn bộ phận, mang theo người bị thương đi ra, theo thang dây trở lại thẳng thăng kỳ, đưa đi bệnh viện gần nhất. Cứ như vậy, trên trăm cái thẳng thăng kỳ không ngừng lặp lại lấy vẩy nước, cứu người, tiễn bệnh viện thao tác. Toàn bộ quá trình kinh tâm động phách. Mỗi cái ở đây người quan sát, đều kinh ngạc nói không ra lời, bọn họ chưa từng có nghĩ đến còn sẽ có như vậy thao tác phương thức. Sốt cục, có ở đây không đến 15 min trong quá trình, toàn bộ bên trong phòng ăn bị nhốt nhân viên đều bị an toàn cứu đi, trong đó liền bao quát Triệu Chí Lai lão bà cùng tôn nữ. Nhìn tận mắt thê tử cùng tôn nữ được cứu đi, Triệu Chí Lai tâm cuối cùng là trầm xuống, nặng nề thở hổn hển. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước người Giang Sách, một to lớn cảm giác áy náy tự nhiên mà sinh. Vị tiên sinh này, thực sự là xin lỗi, ta vừa mới không nên nói với ngươi như vậy lời quá đáng. Ngươi vì cứu ta người nhà bỏ ra nhiều như vậy đại giới, ta còn đối với ngươi nói lời ác độc, ta thực sự tuyệt không là đồ đạc. Mời tiếp thu đường của ta áy náy. Triệu Chí Lai hướng về phía Giang Sách khom người bái thật sâu. Giang Sách mỉm cười đem hắn nâng dậy, nói rằng, chuyện đột nhiên xảy ra, ngài trong chốc lát không thể hiểu được cũng là bình thường, không cần quá mức tự trách. Cứu người, bị hiểu lầm, còn có thể rộng lượng như vậy. Trước mắt người đàn ông này khí độ thực sự là rộng rãi. Triệu Chí Lai chắp tay, nói rằng, ân công, người đã cứu ta một nhà mệnh. Ta Triệu Chí Lai coi như là làm trâu làm ngựa cũng không cho rằng báo. Mời ân công báo cho biết tính danh, ta hảo báo đáp. Giang Sách mỉm cười, khoát tay áo, cứu một mạng người, vốn là chuyện đương nhiên việc, ngài không cần khách khí. A, Triệu Chí Lai tương đương băn khoăn, na đáp ứng 2 triệu, vô luận như thế nào cũng mời. Không cần. Giang Sách một bên xoay người đi trở về vừa nói, ta chỉ vì cứu người, không vì vơ vét của cải. 2 triệu giữ lại đưa cho ngươi người nhà xem bệnh trị thương a. Sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh. Triệu Chí Lai nhìn Giang Sách bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một kính phục ý, này thật là đại trưởng phu cũng. Giang Sách từ trong đám người yên lặng ly khai, thật giống như cứu người chuyện này với hắn không hề có một chút quan hệ. Cửu Trắng nhanh lên đi theo. Hai người trở về công ty trên đường, Cửu Trắng hiếu kỳ hỏi, thống suất. Ngươi cư nhiên sẽ vì cứu người điều động thần La Thiên Trinh trên trăm khung máy bay, thật là không có có nghĩ đến. Giang Sách từ tốn nói, mạng người quan trọng, đương nhiên phải cứu. Bất quá, Cửu Trắng nói rằng, thống suất, ngươi cứu nhưng là người của Triệu gia, Triệu Chí Lai vẫn là Triệu gia gia chủ. Cái này Triệu gia, nhưng là theo chúng ta có không ít ăn Tết. Giang Sách đáp lại nói, không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Triệu gia sẽ nhằm vào chúng ta, chỉ là bởi vì chúng ta lúc đó vì Đàm gia sử dụng, nhưng bây giờ không phải. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cùng Đàm gia chính diện khai chiến, nếu như Triệu gia nữa đối chúng ta hạ thủ, chúng ta đây liền thực sự cách cái chết không xa. Cho nên hòa hoãn cùng Triệu gia quan hệ, là tương đương có cần phải. Cửu Trắng gật đầu, điểm này quả thật có đạo lý. Đồng thời bị Triệu gia cùng Đàm gia giáp công nói. Na cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không còn mệnh có thể trốn. Huống chi, bây giờ thịnh vui khoa học kỹ thuật bị móc giống, miệng cọp gan thỏ,
càng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Các loại, không đúng. Cừu trắng đột nhiên hỏi, nếu chúng ta muốn hòa hoãn cùng Triệu gia quan hệ, vậy vừa nãy ngươi vì sao không tỏ rõ thân phận? Làm cho Triệu gia thiếu chúng ta một cái nhân tình, niệm tình chúng ta tốt, đó không phải là tốt hơn sao? Đây cũng là người bình thường biết làm chuyện. Nhưng Giang Sách không có. Giang Sách cứu người của Triệu gia sau đó, lựa chọn là, làm việc tốt không lưu danh, yên lặng rời đi. Như vậy, Triệu Chí Lai như thế nào biết cứu người là Thịnh Vui khoa học kỹ thuật? Như thế nào cùng Triệu gia hòa hoãn quan hệ? Cừu trắng không hiểu. Giang Sách nở nụ cười, hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi, cừu trắng, người biết, Lâm Đồng núi Tần Quỳnh cứu giá, điển cố sao? Cừu trắng gật đầu, Tần Quỳnh cứu đánh chạy Dương Quảng truy binh, cứu Lý Uyên một nhà. Giang Sách nói rằng, đúng vậy, lúc đó Tần Quỳnh cũng không để lại tính danh, làm chuyện tốt hiên lặng rời đi. Lý Uyên không biết ơn công tính danh, vẫn nhớ chuyện này, thậm chí còn tại gia lập linh vị tiến hành tế bái. Sự tình càng lâu, Lý Uyên thì càng lo lắng. Cho tới sau này một ngày nào đó, Lý Uyên lại một lần nữa gặp được Tần Quỳnh, nhiều năm tình cảm lập tức bộc phát ra, trọng dụng Tần Quỳnh, thăng quan tiến tước. Cừu trắng trong nháy mắt liền hiểu. Thông suốt, người đây là lạt mềm buộc chặt a. Người cứu Triệu Chí Lai, không phải là không đổ hồi báo, mà là muốn càng nhiều. Người xem trong, không chỉ là na 200 vạn cảm tạ phí, mà là toàn bộ Triệu gia làm liên minh. Cái này nói đúng. Giang Sách nhìn ngoài cửa sổ, ngày hôm nay cái chuôi này hỏa, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nếu như có thể nhân cơ hội này cùng Triệu gia kết làm đồng minh, cùng nhau đối kháng Đàm gia nói. Vậy chúng ta phần thắng liền lớn hơn nhiều. Xe tiếp tục tiến lên. Một lát sau, cừu trắng nói rằng, Na thống suất, người dự định từ lúc nào làm cho Triệu Chí Lai biết là người cứu cả nhà bọn họ. Ân, cái này cần hảo hảo mưu hoa một cái, chúng ta cần cố ý thiết kế một cái có thể cho Triệu Chí Lai chủ động, báo đáp cơ hội của chúng ta. Báo đáp, cừu trắng nở nụ cười, hắn biết Giang Sách muốn làm gì. Thống suất. Chuyện này liền giao cho ta được rồi, ta sẽ thu thập tình báo, mau sớm định ra một phần đáng tin phương án. Ân. Giang Sách tựa ở xe chỗ ngồi, gió lạnh thổi phất ở nét mặt, trong lòng không ngừng tính toán. 7 ngày sau đó. Xuân. Mưa phạn điếm cửa, một chiếc lại một chiếc xe thể thao sang trọng ngừng lại, lui tới ra vào người, đều mặc hồng mang lục, âu phục, toàn bộ đều là xã hội thượng lưu người. Ngày hôm nay. Là chủ nhà họ Triệu Triệu Chí Lai cháu gái 10 tuổi sinh nhật, mở tiệc chiêu đãi rồi đại lượng quan to hiển quý, phú thương danh cổ. Có thể dự họp ngày hôm nay tiệc sinh nhật, phi phú tức quý. Nhưng mà, có một chiếc nhìn qua phi thường chát nhãn Cadillac dừng ở những thứ này siêu tốc độ chạy trong, cửa xe mở ra, đi xuống hai gã nam tử, chính là Giang Sách cùng cừu trắng. Bọn họ ngày hôm nay không riêng lái xe rất mộc mạc, ăn mặc cũng là tương đối mộc mạc. Hai người sửa sang lại y phục, sau đó hướng phía đại môn cửa vào phương hướng đi tới. Đang lúc bọn hắn vừa mới đi tới cửa thời điểm, hai gã bảo an qua đây đem người cản lại, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, từ bọn họ ăn mặc đó có thể thấy được không phải rất có tiền, không khỏi sản sinh chút hoài nghi. Một tên trong đó bảo an khá lịch sự hỏi, các ngươi cho mời giản sao? Cừu trắng lắc đầu. Không có mời giản các ngươi còn dám tới. Đi một chút đi. Nơi đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Cừu trắng nóng nảy, chúng ta đã sớm định xong ghế lô, không thể tới ăn cơm không? Bảo an nở nụ cười, các ngươi thuê bao xương thì thế nào? Ngày hôm nay nơi đây đã bị Triệu gia cho toàn bao, chỉ có Triệu gia thân bằng hảo hữu mới có thể ra vào, các ngươi nơi nào hóng mát nơi nào ở. Cừu trắng nói rằng, đối với chúng ta đã thuê bao xương rồi nha. Đừng nói nhảm. Các ngươi đặt hàng bao xương tiền, ngày mai biết một phần không thiếu trả lại cho các ngươi. Đi một chút đi, đừng ở chỗ này cho Triệu gia tìm xui, nếu như bị người của Triệu gia phát hiện, đối với ngươi nhóm quả ngon để ăn. Hai bảo vệ liền hướng bên ngoài oanh người. Ở tại bọn hắn sắp đụng tới Giang Sách thời điểm, Giang Sách khoát tay, liền đem hai gã bảo an đánh bay đi ra ngoài. Bảo an sửng sốt một chút. Hắc, còn dám động thủ. Giang Sách từ tốn nói, chúng ta mua vị trí, liền nhất định phải ở chỗ này ăn,
người của Triệu gia cũng không thể trái với quy tắc, mạnh mẽ nhịn người a. Hắc, người này còn hăng hái hơn rồi đúng vậy. Đang ở bảo an muốn lên đi theo Giang Sách động thủ thời điểm, một người đàn ông từ bên trong đi ra. Là ai a? Ở cháu gái ta tiệc sinh nhật trên hô to gọi nhỏ, không muốn sống sao? Bảo an ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời liền hù dọa. Đi ra tên nam tử này chính là Triệu gia đại công tử Triệu Hải Nhân. Bây giờ Triệu gia, Triệu Hải Nhân uy vọng tương đối cao, gia chủ Triệu Chí Lai đem Triệu Hải Nhân trở thành đời kế tiếp gia chủ tới bồi dưỡng, các loại tiếp qua mấy năm Triệu Chí Lai về hưu, na Triệu Hải Nhân chính là chủ nhà họ Triệu. Cho nên, hôm nay Triệu Hải Nhân, bất kể là ở Triệu gia hay là đang kinh thành, uy vọng đều tương đối cao. Vừa nhìn thấy Triệu Hải Nhân đi ra, bảo an sợ đến cũng không dám thở mạnh rồi. Một người trong đó bảo an đưa tay chỉ Giang Sách bọn họ, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, đại công tử, đều là hai người kia nháo sự. A hát, Triệu Hải Nhân cũng là hiếu kỳ, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở Triệu gia xúc phạm người có quyền thế. Hắn hướng phía tay an ninh chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này vừa nhìn, cả người liền ngây ngẩn cả người. Người tới hắn nhận thức, không riêng nhận thức, còn hận chi tận xương. Giang Sách. Trước đây, Giang Sách vẫn còn ở Giang Nam khu thời điểm, liền hoàn toàn không đem Triệu Hải Nhân để vào mắt, đem hắn tình phụ Bành Á Linh cho mang đi giam giữ, làm hại Triệu gia ở Giang Nam khu thế lực sụp đổ. Bút chướng này, còn nhớ gặp. Giang Sách đương nhiên cũng nhớ kỹ Triệu Hải Nhân, hắn mỉm cười, Triệu gia đại công tử, biệt lai vô dạng a. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Triệu Hải Nhân nắm đấm đều nắm lên tới, hận không thể đi tới cho Giang Sách hai bàn tay chỉ có hết giận. Bảo an đi lên hỏi, đại công tử, phải gọi người đến thu thập hai cái này vương bát đản sao? Thu thập? Ha ha, Giang Sách thực lực có bao nhiêu, Triệu Hải Nhân vẫn là tương đối rõ ràng. Hắn khoát tay áo, làm cho bảo an lui sang một bên, sau đó lạnh mặt nói, Giang Sách, người ở đây Giang Nam khu thời điểm liền cùng ta làm khó dễ, làm sao, đi tới kinh thành còn muốn tìm ta không được tự nhiên. Không khỏi quá không đem kinh thành Triệu ra để ở trong mắt a. Giang Sách từ tốn nói, không phải ta muốn tìm ngươi không được tự nhiên, mà là ngươi tìm ta không được tự nhiên. Ta mấy ngày trước ở nơi này thuê bao xương, các ngươi Triệu ra thương lượng cũng không thương lượng một câu, thứ nhất là chiếm trước bọc của chúng ta xương, còn không cho chúng ta đi vào. Đây là cái đạo lý gì? Triệu Hải Nhân chân mày khẩn túc. Triệu gia tài đại khí thô, một hơi thở đem toàn bộ tửu điếm đều bao rồi, căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Một vậy người cũng không dám cùng Triệu gia đối nghịch. Hết lần này tới lần khác, ai có thể nghĩ tới trong này còn có Giang Sách ghế lô. Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Triệu gia danh tiếng là khẳng định không thể bị phá hư, ngày hôm nay nếu để cho bước. Na Triệu gia khuôn mặt đặt ở nơi nào? Vừa vặn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Triệu Hải Nhân lạnh mặt nói, Giang Sách, đừng tưởng rằng thân ngươi tay tốt thì ngon, nơi này là kinh thành, không phải địa phương của ngươi dương oai. Ngày hôm nay, ta vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi bước vào đại môn một bước. Giang Sách ngẩng đầu lên, đã như vậy, cũng không sao tốt nói rồi. Hắn căn bản cũng không nhượng bộ, tiếp tục đi vào trong. Triệu Hải Nhân vung tay lên, hơn bảo an liền đều xông tới, mắt thấy một hồi đại chiến sẽ bắt đầu. Vừa lúc đó, một chiếc màu đen Rolls Royce dừng ở cách đó không xa, cửa xe mở ra, một gã hơn 60 tuổi nam tử cất bước đi xuống. Đang nháo cái gì? Nghe được cái này thanh âm, sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Giang Sách cùng Cửu Trắng liếc nhau, trong ánh mắt đều là không thể nắm lấy thần tình. Tựa hồ đây hết thảy đều ở đây dữ liệu của bọn họ trong. Bọn họ hôm nay tất cả hành vi đều là đang diễn trò. Đều là tự cấp Triệu Chí Lai một cái, báo ân, cơ hội. Triệu Hải Nhân vừa nhìn thấy Triệu Chí Lai trình diện, lập tức đi tới, rất cung kính nói rằng, ba, có người nháo sự, ta đang ở xử lý. A hát, ai lớn gan như vậy, dám ở chúng ta Triệu ra tiệc sinh nhật trên nháo sự. Triệu Chí Lai đi tới. Giang Sách xoay người lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Chí Lai thần tình thì trở nên, ngay từ đầu còn khí thế hung hăng, ngay lập tức sẽ trở nên kích động vô cùng, trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng. Cái này một tuần,
hắn ngày ngày đều ở tại hỏi thăm cùng ngày là ai xuất thủ cứu cả nhà bọn họ. Có thể người nọ giống như là thần tiên giống nhau, một cái liền biến mất không thấy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cư nhiên ngày hôm nay lại một lần nữa gặp được, điều này làm cho Triệu Chí Lai mừng rỡ dị thường. Triệu Hải Nhân cũng không có phát hiện phụ thân thần sắc biến hóa, còn tại đằng kia tàn bạo nói, ba, chính là cái này vương bát đản nháo sự, ta hiện tại liền triệu tập nhân thủ bắt hắn cho giết chết. Triệu Chí Lai nhất thời nổi trận lôi đình, trừng mắt Triệu Hải Nhân, quát, thối lắm. Ngươi làm sao có thể dùng loại thái độ này đối đãi ân công? Nhanh, khiến người ta xuất môn nghênh tiếp, yên lành chiêu đãi ân công. Ân công? Triệu Hải Nhân đều mộng ép, cái này Giang Sách làm sao lại thành bọn họ? Ân công? Hắn còn vội vàng giải thích, ba, người ở đây nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu a? Cái này Giang Sách ở chúng ta Triệu ra trước cửa nháo sự, chúng ta chẳng những không phải đánh đuổi, còn muốn nghênh tiếp. Không khỏi thật mất thể diện a. Lúc này, Cửu Trắng giải thích, Triệu gia chủ, chúng ta cũng không phải nháo sự, chỉ là đặt trước được rồi ghế lô, các người Triệu gia không có thông báo một tiếng liền chiếm đoạt, không quá thích hợp a. Triệu Hải Nhân vui vẻ, các ngươi là thứ gì? Chúng ta Triệu gia làm việc, cần với các ngươi những thứ này rác rưởi thông chi. Cũng quá cho mình trên mặt rát vàng. Lúc đầu hắn là muốn cho Triệu gia kiếm mặt mũi. Nào ngờ, Triệu Chí Lai giơ tay lên chính là một cái tát, làm sao cùng ân công nói chuyện. Triệu Hải Nhân đều bị đánh mộng ép. Từ hắn bị xác định trở thành Triệu gia người nối nghiệp sau đó, Triệu Chí Lai liền từ tới không có đánh qua hắn, thậm chí cũng không có trước mặt của mọi người nói qua hắn, mắng qua hắn. Hôm nay là làm sao vậy? Lại vì một ngoại nhân, tự tay đánh hắn. Triệu Hải Nhân cũng không dám tin tưởng đây là cha mình làm được sự tình. Chỉ nghe Triệu Chí Lai nói rằng, người không có thông chi nhân gia, càng không có cùng người ta thương lượng, liền tự ý để người ta ghế lô chiếm đoạt, đây vốn chính là ngươi không đúng. Ân công hiểu ý có bất mãn cũng là chuyện đương nhiên, ngươi chẳng những không lỗ lễ xin lỗi, còn mạnh hơn từ đoạt lý, thậm chí còn muốn ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu, tìm bảo an đem ân công đánh đuổi. Chúng ta Triệu gia, tại sao có thể có như ngươi vậy không có một người lương tâm người nối nghiệp? Triệu Hải Nhân, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Mấy câu nói Triệu Hải Nhân hoàn toàn không nghĩ ra, hắn thậm chí cũng hoài nghi người trước mắt này có phải hay không cha của mình, làm sao ý vị giúp đỡ người khác nói chuyện. Ba, ngươi làm sao lấy tay bắt cá a? Triệu Hải Nhân không hiểu. Triệu Chí Lai lúc này mới giải thích, chính là chỗ này vị ân công, tại lần trước hỏa hoạn trong đem ngươi mẫu thân cùng chất nữ cứu ra. Cái gì? Triệu Hải Nhân kinh ngạc nhìn về phía Giang Sách. Sự kiện kia hắn là biết đến, đã cùng cứu người người phi thường cảm kích, một tuần tới nay đều ở đây tìm vị này ân công. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, cứu hắn mẫu thân cùng cháu gái, cư nhiên sẽ là Giang Sách. Đùa gì thế? Triệu Hải Nhân nói rằng, Giang Sách, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắn lại quay đầu hướng Triệu Chí Lai nói rằng, ba, chính là cái này Giang Sách. Đem chúng ta Giang Nam khu thế lực cũng khiến cho sụp đổ, cũng là cái này Giang Sách, xuất lĩnh Thịnh Vui khoa học kỹ thuật đem chúng ta trọng môn khoa học kỹ thuật đánh cho quân lính tan rã. Hắn chính là địch nhân của chúng ta. Ba, Giang Sách giúp chúng ta nhất định có chuyện, người cũng không thể bị hắn sở che đậy a. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Triệu Chí Lai nghĩ tới. Hắn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, Giang Nam khu sự tình làm sao có thể quái ân công. Đều là ngươi ở bên ngoài bao nuôi tình phụ, hồng nhan họa thủy, không tuân quy củ, mới vừa rồi chú thành sai lầm lớn. Chính ngươi phạm sai, có thể nào quái đến ân công trên đầu. Còn như trọng môn khoa học kỹ thuật, bọn họ tài nghệ không bằng người cũng muốn quái ân công. Huống chi, Khải Thủy cùng lao kéo na hai cái vương bát đản cũng không phải kẻ tốt lành gì, len lén phản bội chúng ta đầu phục Đàm gia, ân công không phải lộng bọn họ, ta đều muốn lộng bọn họ. Cuối cùng, Hải Nhân ngươi nên biết đến, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật đã cùng Đàm gia phân rõ giới hạn. Ân công hiện tại cùng Đàm gia không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta cần gì phải chết cắn từ trước ân oán không thả. Một phen lại nói Triệu Hải Nhân không biết làm sao tiếp mới tốt nữa, lòng nói cha thực sự là bị quỷ mê tâm khiếu, cư nhiên thích Giang Sách thích đến rồi trình độ như vậy. Một người nếu như thích một người khác, thấy thế nào làm sao thích,
thậm chí ngay cả đối phương khuyết điểm đều có thể nhìn thành là ưu điểm. Tương phản, một người nếu như chán ghét một người khác, thấy thế nào làm sao chán ghét, ưu điểm đều có thể nhìn thành là khuyết điểm. Hiển nhiên, Triệu Chí Lai thuộc về người trước. Hắn thật sự là rất ưa thích Giang Sách, thích đến đều nhanh muốn đánh mất lý trí cái loại này, thấy thế nào làm sao thích. Cái này không kỳ quái. Khi ngươi ở chỗ sâu trong tuyệt cảnh, không thể cứu vãn thời điểm, có người từ trên trời giáng xuống, cứu ngươi ra khổ hải, vậy ngươi nhất định sẽ đối với cái này nhân loại ái chết đi sống lại. Đặc biệt khi này cá nhân làm chuyện tốt không lưu tính danh, lâng lâng rời đi thời điểm. Ngươi thì càng sẽ bị cảm động. Bây giờ Triệu Chí Lai, sớm đã bị Giang Sách cho, đả động. Một bên Triệu Hải Nhân tương đương không nói, trừng mắt một cái Giang Sách, chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đều vô dụng, có cha như vậy ra sức bảo vệ, hắn ngày hôm nay khẳng định không thể cùng cha đối nghịch. Trước tạm thời lùi một bước, chờ sau này tìm được cơ hội lại theo Giang Sách tính sổ. Triệu Hải Nhân vung tay lên, rút lui. Những an ninh kia liền toàn bộ đều nhường ra. Triệu Chí Lai nói rằng, ân công, ta tìm ngươi hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp nhau, chúng ta thật là có duyên ở đâu. Ngài ghế lô bị chúng ta Triệu ra chiếm đoạt, thật ngại. Như không ngại, cũng xin theo lão phu cùng nhau đi vào, theo chúng ta Triệu ra ăn chung bữa cơm. Thứ nhất, biến chiến tranh thành tơ lụa, vứt bỏ từ trước các loại không thoải mái. Thứ hai, cũng để cho lão phu biểu đạt một cái lòng cảm kích. Cái này, chính là Giang Sách mong muốn. Hắn ngày hôm nay cố ý tới nơi này, bới móc chính là muốn cho Triệu Chí Lai một cái báo ân cơ hội, cũng cho Giang Sách một cái hòa giải cơ hội. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật cùng Triệu gia, nhất định phải đạt thành liên minh. Vì vậy, Giang Sách chắp tay, nói rằng, nếu Triệu gia chủ nói như vậy, vậy vãn bối cúng kính không bằng tuân mệnh. Mời! Mời! Sau đó, Giang Sách theo Triệu Chí Lai đi vào tửu điếm. Triệu Hải Nhân sờ sờ mặt. Mắt lạnh nhìn Giang Sách bóng lưng, âm lãnh nói rằng, Giang Sách, đừng tưởng rằng có cha che chở ngươi, ngươi có thể diễu võ dương oai. Ngươi chờ, xem ta như thế này làm sao thu thập ngươi. Hắn cũng đi vào theo. Tiến vào bên trong bộ phận sau đó, Triệu Chí Lai trực tiếp đem Giang Sách dẫn tới chính giữa đại sảnh giữa một cái bàn kia bên cạnh. Cái bàn kia, tất cả đều là Triệu gia cốt lõi nhất nhân viên. Có thể ngồi ở đây trên bàn lớn. Không phải Triệu gia thành viên gia đình, chính là Triệu gia hạch tâm nồng cốt, thậm chí ngay cả phân nửa quan hệ hơi chút xa một chút thành viên cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Triệu Chí Lai cười giới thiệu, cái này một vị, chính là lần trước từ hỏa hoạn trong đem các ngươi lão thái thái theo ta tôn nữ tiểu nghiêu cứu ra ân công, Giang Sách. Tới, các ngươi người nào dành ra chỗ ngồi, làm cho ân công ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Lúc đầu gia chủ lên tiếng. Nhất định phải có người nhường ra vị trí. Ai biết? Triệu Hải Nhân âm dương quái khí ở một bên nói bổ sung, đúng vậy, ai bảo ra một vị trí tới a? Những lời này nhìn như phụ họa Triệu Chí Lai, nhưng thật ra là đang thị uy. Triệu Hải Nhân chính là không cho đại gia cho Giang Sách nhường ra vị trí, ở đang ngồi mọi người cũng đều đã nhìn ra, bầu không khí lập tức lung túng. Kỳ thực, bên trong gia tộc, đại gia cùng Triệu Hải Nhân đi gần hơn. Cộng thêm Triệu Hải Nhân là gia chủ người thừa kế, đại gia cũng đều đối với Triệu Hải Nhân vừa kính vừa sợ, cho nên lúc này không ai dám nghịch Triệu Hải Nhân ý tứ tới. Ở đang ngồi mọi người, vẫn không nhúc nhích. Gia chủ Triệu Chí Lai nhíu mày, làm sao, lời của mình không đính dụng. Triệu Hải Nhân thì tại một bên cười nhạt. Có hắn ở, Giang Sách cũng đừng nghĩ ở Triệu gia có quả ngon để ăn. Đang ở Triệu Hải Nhân đắc ý vênh váo thời điểm. Một cái như chuông bạc giọng cô gái truyền tới, Giang tiên sinh an vị chỗ ngồi của ta a. Ân. Triệu Hải Nhân tức giận đại thịnh, người nào gan to như vậy, dám vi phạm ý tứ của hắn cho Giang Sách nhường chỗ ngồi. Hắn dương mắt nhìn sang. Vừa nhìn, Triệu Hải Nhân liền tiết khí, bởi vì cho Giang Sách nhường chỗ ngồi không là người khác, chính là Triệu Hải Nhân thương yêu nhất tiểu muội Triệu Dung. Triệu Hải Nhân trực tiếp liền lượng ở hiện trường. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình thương yêu nhất muội muội ở nhiên hội làm cho hắn trước mặt mọi người không xuống đài được. Ở Triệu Hải Nhân xem ra, toàn trường khó nhất nhường ra chỗ người, đó chính là Triệu Dung. Bởi vì Triệu Dung trời sinh chán ghét nam nhân, bình thường trên cơ bản cũng sẽ không cùng nam nhân tiếp xúc,
thậm chí tại chỗ ngồi trái phải hai bên cũng đều là nữ nhân. Ngay cả cùng nam tính người nhà ngồi chung một chỗ đều sẽ không thoải mái chịu rong, ở nhiên hội chủ động cho Giang Sách nhường chỗ ngồi. Ha ha, nếu như không phải chính tai nghe được, Triệu Hải Nhân căn bản không khả năng tin tưởng. Cử động như vậy cũng để cho Triệu Chí Lai lại càng hoảng sợ. Hắn cái này tốt nữ nhi cho tới bây giờ đều là điêu ngoa tùy hứng, ngày hôm nay ở nhiên hội hào phóng như vậy chủ động, ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Giang Sách cùng Triệu Dung liếc nhau. Triệu Dung trong nháy mắt liền đỏ mặt, hơi cúi đầu xấu hổ. Ở chỗ này đang ngồi nào có một cái đơn thuần, chứng kiến Triệu Dung cử động như vậy là có thể đoán được Triệu Dung tâm tư rồi. Trên mặt của mỗi người biểu tình đều rất phức tạp. Có ai có thể nghĩ đến, Triệu Dung ở nhiên hội thích thịnh vui khoa học kỹ thuật chủ tịch. Mắt thấy Triệu Dung sẽ đứng dậy tránh ra vị trí, Triệu Hải Nhân ngược lại thì không làm. Làm sao có thể làm cho Giang Sách ngồi, muội muội của mình đứng. Vậy quá kỳ cục rồi. Toàn bộ Triệu gia, Triệu Hải Nhân thương yêu nhất chính là Triệu Dung, vô luận Triệu Dung làm cái gì hắn đều sẽ không chú ý. Cái này cưng chiều muội cuồng ma là không có khả năng tiếp thu muội muội đứng ăn chuyện này. Vì vậy hắn lạnh rên một tiếng, nói rằng, nơi đây kỳ thực còn rất trống không, Dung Nhi ngươi không cần nhường chỗ ngồi rồi, ta khiến người ta mang cái ghế qua đây. Đại gia hơi chút căng thẳng chặt chẽ thì tốt rồi. Triệu Dung trên mặt của càng thêm lộ ra thần sắc vui sướng, cư nhiên chủ động mở miệng nói, tốt nhất, vậy hãy để cho Giang tiên sinh tọa bên cạnh ta a. Ngạch, Triệu Hải Nhân suýt chút nữa không tức giận ói ra. Tình huống gì? Đây chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình sao? Không đúng, làm sao cảm giác muội muội cùng Giang Sách đã sớm biết nha? Triệu Chí Lai cũng là khiếp sợ không thôi. Từ trước đến nay xấu hổ Triệu Dung, ngày hôm nay ở nhiên hội chủ động mời một người nam nhân ngồi ở bên người của nàng, ha ha, thật là nghĩ đều không nghĩ ra sự tình. Đẹp thay, đẹp thay, Triệu Chí Lai hô một tiếng, người đến, ở Dung Nhi bên người thêm một chỗ ngồi. Người phía dưới nhanh lên làm theo. Những người khác cũng đều nhao nhao nắm thật chặt, cho Triệu Dung, Giang Sách dành ra chung đụng không gian. Giang tiên sinh, mời ngồi đi. Triệu Chí Lai nói rằng, cái này ngược lại thì Giang Sách có điểm lúng túng, hắn cũng không còn nghĩ đến sẽ ở đây chủng trường hợp cùng Triệu Dung gặp mặt, căn bản cũng không có làm xong khẩn cấp chuẩn bị. Ngược lại là Cửu Trắng ở phía sau đẩy hắn một cái, thống suất, chớ khách khí, ngồi đi. Ta đi cái khác bàn ngồi xuống ăn, có việc gọi. Giang Sách kiên trì ngồi ở Triệu Dung bên người, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Triệu Dung trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Từ lần trước cùng Giang Sách phân biệt sau đó, nàng cả ngày lẫn đêm đều ở đây nhớ nhung Giang Sách, nhưng nàng cũng biết chính mình cùng Giang Sách thân ở hai phe cánh, sợ là cũng không có cơ hội nữa gặp mặt. Coi như gặp mặt, bởi vì thân phận trận doanh bất đồng, sợ là cũng sẽ gây nên xung đột. Ai có thể nghĩ đến, ngày hôm nay phụ thân ở nhiên hội chủ động mời Giang Sách tới dùng cơm. Càng không nghĩ tới Giang Sách lại chính là cứu mình mẫu thân cùng cháu gái ân nhân. Vậy sau này, quan hệ không liền có thể lấy hòa hoãn. Càng nghĩ càng thấy phải cao hứng. Tất cả mọi người ngồi xuống, Triệu Hải Nhân nhìn muội muội na thẹn thùng dáng vẻ, càng xem càng sức sống, cái loại cảm giác này giống như là chính mình tân tân khổ khổ trồng một năm cải trắng, bị một con heo ủi. Hắn vỗ bàn một cái, quát cái này tiệc sinh nhật làm sao lạnh nhạt như vậy a? Lập tức liền có một gã thủ hạ đứng dậy nói rằng, Triệu Phó Đồng, chúng ta an bài một hồi, đấu cẩu tốt làm trò, để cầu rộng lớn rộng rãi ra vui một chút. Đấu cẩu, dường như có chút ý tứ. Triệu Hải Nhân gật đầu, vậy cũng không nên ngớ ra, nhanh a. Lập khắc liền có người nắm hai cái cẩu đi tới hiện trường. Ở phạn điếm đại sảnh ở giữa xây dựng một cái sân khấu, chu vi người đều có thể thấy rõ phía trên tình huống. Đặc biệt Giang Sách bọn họ một bàn này, phạm vi nhìn tốt nhất. Nhân viên công tác đem hai cái chó giữ tất cả đều bỏ vào sân khấu, sau đó đem môn đóng lại. Một hào chó giữ, đồ sộ uy mãnh, vạm vỡ, vừa nhìn chính là quanh năm chiến đấu chủ nhân, ngã vào trong miệng nó chính là thủ hạ bại tướng vô số kể. Hai hào chó giữ thì có vẻ bình thường rất nhiều, không có gì đặc sắc. Ở chính thức khai chiến trước, Triệu Hải Nhân nhìn một chút Giang Sách. Cười hỏi, Giang tiên sinh, nghe nói ngươi sức chiến đấu mạnh nổ, không bằng suy đoán một cái,
cái này hai cái chó giữ cái nào một cái biết thắng lợi a? Giang Sách ngẩng đầu nhìn liếc mắt, không chút do dự nói rằng, hai hào cẩu, tất thắng. A, Triệu Hải Nhân nghe xong cười ha ha, hắn xác thực không nghĩ tới Giang Sách ở nhiên hội như vậy ngu xuẩn. Giang tiên sinh, ngươi không phải nói đùa ta a? Giang Sách cười lạnh một tiếng, không có. Triệu Hải Nhân lắc đầu liên tục, Giang tiên sinh, ngươi biết cái này một hào cẩu, biệt hiệu, vô địch tướng quân, bách chiến bách thắng, cho tới bây giờ sẽ không có thua quá, như thế nào khả năng thua ở một cái phổ thông, người qua đường cẩu, trong tay. Giang Sách giải thích, một hào cẩu quả thực huấn luyện tốt, nhưng lâu dài lấy chồng giao tiếp, áo cơm không lo, khiến nó sống an nhàn sung sướng, không có kỳ biểu. Hai hào cẩu từ trên người ra lông cùng với động tác thần thái đến xem, tất nhiên là thời gian dài nhẫn cơ chịu đói, tại dã ngoại cùng chó khác quanh năm ác chiến, đặc biệt đôi mắt kia, hung ác độc địa, tàn bạo, tràn ngập sức chiến đấu. Hai người đối lập, kiêu binh tất bại, cho nên ta kết luận chiến thắng, nhất định là hai hào cẩu. Triệu Hải Nhân vỗ tay một cái, Giang tiên sinh phân tích rất tốt a, cũng không biết có phải hay không lý luận suông rồi. Không bằng chúng ta đổ một hồi như thế nào a? Giang Sách hỏi, đánh cuộc gì? Ngày hôm nay thật tốt thời gian, cũng không cần đổ này không có ý nghĩa đồ đạc, không bằng liền đổ điểm chuyện thú vị. Như thế nào chuyện thú vị? Đơn giản, Giang tiên sinh ngươi đổ hai hào cẩu thắng lợi, mà ta cá là một hào cẩu thắng lợi. Nếu như một hào cẩu thực sự chiến thắng, vậy chính là ta thắng, Giang tiên sinh ngươi chính là lý luận suông. Cho nên liền làm phiền Giang tiên sinh ngươi tự mình lên đài đi đem một hào cẩu giải quyết, do đó vãn hồi một điểm danh tiếng, như thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người liền cũng thay đổi. Cái này quá kỳ cục rồi. Này chó dữ đều tàn bạo không gì sánh được, khiến người ta đi theo cẩu chiến đấu, một phần vạn bị cắn bị thương rồi làm sao bây giờ? Lui một vạn bước nói, coi như là không có bị cắn bị thương, khiến người ta đi theo chiến đấu. Người nọ không phải thành cẩu, rồi không? Cái này còn thể thống gì? Cho nên, thốt ra lời này đi ra, Triệu Dung người thứ nhất nhíu phản đối nói ca, người mù ra ý định gì rồi? Triệu Hải Nhân mỉm cười, cố ý khích Giang Sách, Giang tiên sinh phân tích đạo lý rõ ràng, cũng sẽ không thua mới đúng a, coi như thua, lấy Giang tiên sinh thân thủ, chẳng lẽ còn sợ chính là một con chó sao? Chẳng lẽ, Giang tiên sinh chẳng bằng con chó? Lời này không khỏi quá đáng đánh. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Giang Sách. Chỉ thấy Giang Sách bình tĩnh như nước hỏi một câu, người thua, cũng như vậy. Đương nhiên. Giang Sách gật đầu, chúng ta đây liền đánh bạc một lần a. Thật muốn đổ. Đại gia vẫn đủ hết ý. Bởi vì từ trước mắt tình huống đến xem, một hào cẩu chiến thắng xác suất lớn, cũng chính là Triệu Hải Nhân chiến thắng xác suất lớn. Giang Sách hoàn toàn có thể kinh sợ một điểm, không phải với hắn đổ. Loại này nhắm mắt lại, phùng má giả làm người mập hành vi, cũng không nên. Triệu Chí Lai cũng cố gắng xấu hổ, nếu như Giang Sách cự tuyệt, hắn còn có thể hỗ trợ hòa giải, nhưng bây giờ Giang Sách đáp ứng rồi, hắn coi như muốn bang Giang Sách hòa giải đều khó khăn. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, như thế này nếu như Giang Sách thua, hắn thì giúp một tay nói hai câu. Đem việc này tròn đi qua quên đi. Sao có thể thực sự làm cho Giang Sách cùng cậu đánh lộn? Bất kể là nằm ở cái gì tâm lý, nói chung không có bất kỳ người nào cảm thấy Giang Sách biết thắng lợi. Cái này không kỳ quái, thật giống như thân cao 2 thước nhân cùng thân cao 1 thước rưỡi đánh lộn, người sẽ cảm thấy 1m5 thắng lợi vậy kỳ quái. Triệu Hải Nhân đứng lên, phất tay nói rằng, nhanh bắt đầu đi, ta đã không kịp đợi đối đãi hai cái chó giữ chiến đấu. Công phu tác nhân viên lập tức đem hai cái cẩu cho buông ra. Sợi dây vừa để xuống mở, Na Đồ Sộ Uy mãnh một hào cẩu liền nhào tới, hai hào cẩu trực tiếp nghiêng đầu mà chạy, vòng quanh sân khấu ý vị trốn tránh. Một hào cẩu không ngừng truy cắn, hai hào cẩu đều không ngừng mà chạy. Trong nơi này vẫn là đấu cẩu, nhất định chính là một hồi mèo vờn chuột truy đuổi làm trò. Chứng kiến một màn như thế, Triệu Hải Nhân vừa cười vừa nói. Giang tiên sinh, phán đoán của ngươi dường như không quá chuẩn xác a. Cái này hai hào cẩu cũng không có ngươi nói ý chí ngoan cường, sức chiến đấu mạnh nổ a. Ngoại trừ cục đuôi chạy trốn ở ngoài, cái gì cũng sai. Như thế xuống phía dưới, sớm muộn cũng sẽ chết ở một hào cẩu trong miệng.
Giang Sách từ tốn nói, không vội, từ từ xem. Còn từ từ xem, ha ha, Giang tiên sinh, ta phát hiện người cái này nhân loại ở đâu, thực sự là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai chó dữ vẫn còn ở lặp lại truy đuổi Thiết Mục, một hào cẩu không ngừng đánh, cắn, trong lúc đã từng nhiều lần nhào tới hai hào cẩu, nhưng mỗi một lần đều không thể tạo thành vết thương chí mệnh. Hai hào cẩu giống như là cá trạch giống nhau chợt, ở trên vũ đài thoán lai thoán khứ, bị nhào tới sau đó cũng có thể thuận thế đào tẩu, chợt rất. Cứ như vậy rằng có được có 5 min, từ từ, một hào chó dữ thể lực không chịu nổi, ở trên vũ đài tốc độ cũng dần dần trở nên chậm. Hô hấp bắt đầu dồn dập. Trái lại hai hào cẩu, vẫn là sinh long hoạt hổ. Lại qua hai min, tình huống liền thay đổi hoàn toàn, một hào cẩu ngay cả cũng đứng bất ổn, căn bản không có khí lực lại đi truy. Lúc này, hai hào cẩu đột nhiên tự trốn không được, cư nhiên chủ động quay đầu lại trừng mắt một hào cẩu, cặp mắt kia màu đỏ tươi tàn nhẫn, bị nó để mắt tới sẽ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở, lạnh xuyên tim. Hô! Hai hào cẩu giống như một trận gió thoáng qua, không đợi một hào cẩu kịp phản ứng, nó liền chợt mở miệng to như chậu máu, cắn một cái ở một hào cẩu cổ. Cái này, toàn trường nhân sắc mặt liền cũng thay đổi. Đặc biệt Triệu Hải Nhân, hắn chết cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt, thân thể cường tráng một hào cẩu sao lại thế rơi vào hạ phong. Cho ta đem bỏ rơi, Triệu Hải Nhân đứng dậy hô to. Một hào cẩu liều mạng muốn đem hai hào cẩu bỏ rơi đi ra ngoài, đồng thời dùng sức mạnh tráng thân thể đem hai hào cẩu hướng trên tường đụng, hướng trên mặt đất té. Nhưng hai hào cẩu chính là chặt chẽ cắn một hào cẩu cổ, bất tùng khẩu. Hàm răng cắn rất thâm, huyết dịch chảy rất nhiều. Dần dần, một hào cẩu không chịu nổi, ô hô vài tiếng, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Cứ như vậy, hai hào cẩu còn không nhả miệng. Huyết dịch càng chảy càng nhiều. Không vui, một hào cẩu triệt để không đứng lên nổi, sinh mạng của nó bị hai hào cẩu cho đoạt đi, coi như nó thân thể khỏe mạnh, đồ sộ uy mãnh, cũng chung quy rơi vào một cái, bại chữ. Nhìn trên võ đài bị thua nằm xuống một hào cẩu, Triệu Hải Nhân sắc mặt tái nhợt, cảm giác giống như là chính mình nằm trên võ đài giống nhau. Xấu hổ, thống khổ. Không phải, không có khả năng a. Chuyện cho tới bây giờ lại nói không có khả năng thì có ích lợi gì. Sự thực thắng hùng biện. Hai hào cẩu thắng, Giang tiên sinh thắng. Triệu Dòng người thứ nhất vỗ tay chúc mừng, cũng hướng phía Triệu Hải Nhân làm một mặt quỷ, ca ca, người thua lạp. Hiện tại người biết Giang tiên sinh ánh mắt có bao nhiêu độc ác đi. Triệu Hải Nhân tim như bị đao cắt. Thua cũng cho qua, làm sao chính mình sủng ái 20 năm muội muội, lúc này còn lấy tay bắt cá a. Khó chịu a hát. Quả nhiên, thân tình đánh không lại ái tình ở đâu. Tất cả mọi người vỗ tay, vì Giang Sách chúc mừng, Triệu Chí Lai cũng cười nói rằng, ăn xong, lão phu là thật ăn xong. Giang tiên sinh, ánh mắt của ngươi thật là độc ác a, liếc mắt liền nhìn ra hai hào cậu có thể thắng, thật là thần nhân vậy. Giang Sách khoát tay áo, Triệu gia chủ quá khen. Lúc đầu đại gia khen khen một cái Giang Sách, Triệu Hải Nhân khiêm tốn nửa điểm. Na chuyện đánh cuộc là có thể thuận thế che giấu được, cũng không có người nào mắt không mở không nên ép lấy Triệu Hải Nhân đi theo cầu đánh lộn. Đáng tiếc, có một ngoại lệ. Cừu trắng nhìn như vô tình bổ sung một câu, cái kia, một hào cầu thua, không phải là Triệu phó đồng đánh cuộc thua rồi không? Một câu nói này giống như là dao nhỏ đâm vào Triệu Hải Nhân trên ngực. Dựa vào, lúc đầu đều muốn vàng thao lẫn lộn, che giấu được. Cừu trắng hết lần này tới lần khác chính là muốn nói ra. Mọi người tại đây cũng đều rất là xấu hổ. Ai cũng nhớ cái vụ cá cược này, nhưng ngoại trừ cừu trắng, tất cả mọi người không muốn cũng không dám nói ra, dù sao thua nhưng là Triệu gia người thừa kế, Triệu gia tập đoàn phó đồng. Làm cho hắn cùng cầu đánh lộn, na Triệu gia mặt mo đặt ở nơi nào. Nhưng nếu như Triệu Hải Nhân thua đổ ước cũng không thực hiện, vậy hắn mặt của biết cột càng nhiều. Triệu gia biết rơi vào cái, không thua nổi, bêu danh. Khó a. Dẫy dụa hồi lâu sau, Triệu Hải Nhân đứng dậy một cước cái ghế đá văng. Đại trưởng phu nói phải nhận thức. Ta thua, ta nhận thức. Hiện tại ta phải đi đem hai hào cẩu làm thịt rồi, thực hiện ta đổ ước. Lòng của mọi người đều nhắc tới rồi cổ họng, cái này vui đùa mở lớn,
Triệu gia người thừa kế đi theo cậu đánh lộn, đây nếu là lên tin tức, Triệu gia mặt ở đâu? Hải Nhân, Triệu Chí Lai cũng không muốn con trai của mình đi theo cậu đánh lộn, nhưng tự mình làm bậy thì không thể sống được, ai bảo Triệu Hải Nhân không có việc gì đánh cuộc. Đánh cuộc nội dung hay là hắn chính mình định. Trước mắt bao người, Triệu Hải Nhân đi lên sân khấu. Đi tới cửa, Triệu Hải Nhân nhìn thoáng qua công phu tác nhân viên. Liền liếc mắt, công phu tác nhân viên cũng biết nên làm như thế nào, bọn họ đều là Triệu Hải Nhân bộ hạ cũ, đối với Triệu Hải Nhân tâm tư hiểu rõ vô cùng, không cần phải nói, cũng biết làm như thế nào thay chủ tử làm việc. Công phu tác nhân viên khẽ gật đầu, sau đó đem cửa mở ra. Vốn nên là trước khống chế được hai hào cẩu, sau đó sẽ mở cửa ra làm cho Triệu Hải Nhân đi vào mới đúng. Kết quả công phu tác nhân viên căn bản không đi quản hai hào cẩu, trực tiếp mở cửa, lần này khả năng liền phá hủy, hai hào cẩu chứng kiến cửa mở ra, một cái liền lao ra ngoài, từ trên võ đài thoan xuống tới. Bọn họ cũng đều là công tác rất nhiều năm công nhân viên kỳ cựu, không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Sẽ làm như vậy chỉ có một nguyên nhân không cho Triệu Hải Nhân mất mặt. Nếu hai hào cẩu đều chạy đi ra ngoài, vậy khẳng định không thể để cho nó chạy loạn có phải hay không? Làm bị thương người làm sao bây giờ? Có cái này mượn cớ, vài cái công phu tác nhân viên đi lên một trận đánh, thuận thế đem hai hào cẩu giết đi, vậy không liền xong hết mọi chuyện. Như vậy một, tới, Triệu Hải Nhân cũng không cần cùng cẩu đánh lộn, tất cả vấn đề liền cũng không tồn tại. Loại ý nghĩ này là rất tốt. Thế nhưng, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Không đợi công phu tác nhân viên tới kịp đi lên vây giết hai hào chó dữ, con chó kia liền lập tức nhảy tót lên một cái trên bàn lớn, Giang Sách trên bàn của bọn họ. Không kỳ quái. Giang Sách bàn của bọn họ phạm vi nhìn tốt nhất, khoảng cách gần nhất, hai hào cẩu trốn tới biết trước tiên nhảy lên bàn của bọn họ rất bình thường. Chỉ là như vậy thứ nhất khả năng liền đem một bàn người đều làm cho sợ hãi. Không riêng một bàn người sợ hãi, Triệu Hải Nhân cùng với này công phu tác nhân viên cũng đều sợ đến mặt không có chút máu. Một bàn kia có thể tất cả đều là Triệu gia nhân vật trọng yếu, thương tổn tới bất kỳ một cái nào trong đó, đều sẽ cho Triệu gia mang đến vĩ đại mà trọng thương tổn. Nhanh, mau đem cái kia chó giữ giết chết. Không cần Triệu Hải Nhân mệnh lệnh. Công phu tác nhân viên cũng biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào, nhiều người đều vây lại. Thế nhưng không còn kịp rồi. Cái kia chó giữ hung ác kêu to lấy, Triệu Dung một cái tiểu cô nương nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Sợ đến hoa dung thất sắc, tay chân lạnh lẽo, gật đầu quát to lên. A! À, một tiếng này hô to, trực tiếp hấp dẫn hai hào chó giữ chú ý của, trừng mắt Triệu Dung, sau đó một cái liền nhào tới. Mở miệng to như chậu máu, dựa theo Triệu Dung cổ cắn. Một màn này, liền cùng cắn xé một hào chó giữ tràng cảnh giống nhau như đúc, ngay cả thân thể cường tráng một hào chó giữ đều sẽ bị tươi sống cắn chết, huống chi là liễu rủ trong gió thiếu nữ Triệu Dung đâu. Trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới rồi cổ họng. Đặc biệt Triệu Hải Nhân, hắn cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Triệu Dung là hắn nhất thương yêu nhất muội muội. Coi như là chính hắn chết, cũng không muốn muội muội chết. Đối với cái này cái cưng chiều muội cuồng ma mà nói, nhược điểm lớn nhất chính là cái này muội muội Triệu Dung rồi, nếu như bởi vì hắn tiểu tâm tư, tiểu tính toán mà hại chết lời của muội muội. Hậu quả căn bản không cảm tưởng. Triệu Hải Nhân sợ là cả đời đều sẽ sống ở trong bóng ma, thậm chí biết tự sát đều nói bất định. Dung Nhi, không muốn. Triệu Hải Nhân đã triệt để không có cách nào. Chó giữ miệng to như chậu máu đã tới gần Triệu Dung cổ, công phu tác nhân viên cũng đều cách rất xa căn bản là cản không nổi. Mắt thấy Triệu Dung sẽ bởi vì Triệu Hải Nhân ích kỷ mà bỏ mạng cậu cửa phía dưới. Nhanh như điện chớp gian. Một con tráng kiện có lực bàn tay to trong lúc bất chợt liền duỗi tới, một bả cầm hai hào cậu cổ, một bả đã đem bên ngoài ấn ở tại trên bàn cơm. Hai hào cậu liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát cái bàn tay lớn này. Muốn trái lại cắn xé. Chó giữ khí lực rất lớn. Nhưng khí lực lớn hơn nữa, cũng tránh thoát không được cái bàn tay lớn này, giống như là Tôn Ngộ Không bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không chạy thoát như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn giống nhau. Bị chữa dễ bảo. Mặc nó gọi, giấy giụa cũng không tế với sự tình, cái bàn tay lớn này lao lao bấm lên hai hào cầu cổ, chặt chẽ đặt ở trên bàn cơm.
vững như bàn thạch. Cho đến lúc này, trái tim tất cả mọi người chỉ có thoáng để xuống. Triệu Hải Nhân ngay cả cũng đứng không được, đặt mông ngã ngồi ở sân khấu trên bậc thang, từng ngụm thở dốc. Vừa mới thiếu chút nữa liền làm hại muội muội bỏ mạng, thực sự là hù chết. Các loại hơi chút lãnh tĩnh một điểm, Triệu Hải Nhân mới nhớ nhìn bàn tay lớn kia chủ nhân là ai, đi xem một cái là ai cứu hắn nhất thương yêu nhất muội muội. Vừa nhìn, quen thuộc. Cứu người, chính là Triệu Hải Nhân hận thấu xương cửu địch Giang Sách. Triệu Hải Nhân đời này chán ghét qua Giang Sách vô số lần, nhưng chỉ có lúc này đây, hắn là thật lòng cảm tạ Giang Sách. Nếu như không có Giang Sách lời nói, muội muội của hắn Triệu Dung hiện tại cũng đã chết. Mới vừa tràng cảnh, thật là sợ ra Triệu Hải Nhân một thân mồ hôi lạnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, từ dưới đất bò dậy, hướng về phía vài cái công phu tác nhân viên mắng to, các ngươi tì em làm ăn cái gì không biết. Ngay cả một con chó đều không nhìn chằm chằm được, nhất bang phế vật, trừ mỗi người các ngươi một tháng tiền lương. Còn lo lắng để làm chi? Nhanh, đem này chó giữ bắn chết. Vài tên công phu tác nhân viên sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng bị mất. Vừa mới nếu như Triệu Dòng bị hai hào chó giữ cho cắn cổ nói, vậy bọn họ mấy cái mạng nhỏ khả năng liền tất cả đều không có, cho nên bọn họ đã cùng con chó này hận thấu xương. Thực sự là con chó đồ đạc, lại dám đối với Triệu Tiểu Thư vô lễ, mấy anh em, giết chết nó. Nhất bang công phu tác nhân viên cầm các loại công cụ đã đi tới. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Giang Sách bỗng nhiên giơ tay lên, các loại. Giang tiên sinh, ngài có cái gì phải nói? Con chó này, lưu lại số mạng của nó. À, vài tên công phu tác nhân viên đều ngẩn ra, Giang Sách ở đùa gì thế? Này chó giữ suýt chút nữa hại chết Triệu Dung, làm sao có thể còn có thể lưu mạng của nó? Triệu Hải Nhân mới vừa đối với Giang Sách có một chút cảm kích, lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Hắn đi tới nói rằng, Giang Sách, người biết ngươi ở đây nói cái gì? Giang Sách nhìn trong tay ấn xuống hai hào cẩu, trong ánh mắt có chứa vẻ thương hại, từ tốn nói, kỳ thực đây hết thảy cũng không phải là lỗi của nó. Các ngươi đem bắt trở về, chính là muốn làm cho một hào cẩu cắn chết nó thật vất vả bằng vào ý chí kiên cường còn sống, ngươi còn muốn đi tới đem giết chết. Cho nên nó khi nhìn đến cửa mở ra một khắc kia, mới có thể không kịp chờ đợi trốn thoát. Chỉ là thế giới to lớn, ở đâu có nó náu thân chỗ. Ngươi xem một chút, lớn như vậy một cái phản điếm, tràn đầy tất cả đều là nhân loại, nó một con chó cô linh linh. Nó là bị chúng ta dọa sợ, cho nên mới phải làm ra như vậy cử động dị thường. Các ngươi xem nó con mắt, tuy là tàn nhẫn, hung ác độc địa, nhưng là tràn đầy bi thương cùng đau thương ý, mỗi khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, ta sẽ không dễ chịu. Cho nên, lưu nó một mạng a. Mấy câu nói Triệu Hải Nhân vẻ mặt mộng bức, đây không phải là một con chó sao? Nói như thế nào dường như so với người còn có thể thương? Giang Sách là thật lòng mang thương hại, hay là đang cố làm ra vẻ? Đang ở Triệu Hải Nhân do dự thời điểm, bị hù dọa Triệu Dung đã hồi thần lại, xinh đẹp tuyệt trần cau lại, nói rằng ca, ta cảm thấy được Giang tiên sinh nói có đạo lý, con chó này cậu thật sự rất tốt thương cảm. Kỳ thực các ngươi ngay từ đầu nói muốn đấu cẩu ăn mừng thời điểm, ta đã cảm thấy tuyệt không thư thái. Ca, chất nữ 10 tuổi sinh nhật, ngươi làm sao có thể làm máu tanh như vậy hoang đường hạng mục đâu? Triệu Hải Nhân bị nói vẻ mặt khó chịu. Na công phu tác nhân viên nhanh lên chủ động đứng ra thay hắn bối nồi. Tiểu thư, chuyện này kỳ thực không thể trách Giang phó đồng, đều là mấy người chúng ta chết tiệt, nghĩ ra như thế cái chủ ý củi bắp, là chúng ta nói gạt Giang phó đồng. Chủ động bối nồi, là có thể giảm thiểu bọn họ vừa mới phạm vào tội. Lính sai, là vì để qua. Triệu Hải Nhân lạnh rên một tiếng, lòng nói mấy cái này thủ hạ coi như có điểm đầu óc, sau khi trở về cũng bất tất quá mức trách móc nặng nề rồi. Triệu Dung tiếp tục nói, con chó này cậu thực sự thương cảm, ta tán thành Giang tiên sinh nói, thả nó a. Nếu Triệu Dung đều lên tiếng, Triệu Hải Nhân còn có cái gì dễ nói. Hắn đi tới nói rằng, đi, nếu hảo muội muội của ta đều lên tiếng, ta làm sao có thể giết nó. Hơn nữa thật tốt thời gian cũng không nghi sát sinh, chỉ là con chó này thật sự là quá hung mãnh, ta sẽ không lại để lại, chứng kiến nó ta đều cảm thấy sợ a hát. Giang Sách nói tiếp, không quan hệ, cho ta thu dưỡng thì tốt rồi.
À, Triệu Hải Nhân sửng sốt một chút, Giang Sách, người muốn thu nuôi một cái chó hoang. Sợ là không phù hợp thân phận của ngươi à. Giang Sách mỉm cười, Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Nói thật, con chó này tính tình ta rất thích, tới một mức độ nào đó, nó theo ta rất giống. Quả thực rất giống. Cái loại này bị buộc đến tuyệt lộ còn có thể giết ngược, cái loại này thời thời khắc khắc đều tản ra khí âm hàn ánh mắt. Triệu Hải Nhân gật đầu, ok, ta không muốn, ngươi lại muốn nuôi, vậy cho ngươi được rồi. Đây cũng tính là Triệu Hải Nhân cho Giang Sách một bộ mặt, cảm tạ Giang Sách vừa mới cứu Triệu Dung một mạng, chỉ là hắn cùng Giang Sách thường hay bất hòa, mặc dù bán Giang Sách mặt mũi, cũng sẽ không nói rõ. Giang Sách nhìn chúng trong tay hai hào cẩu, nó vẫn là thử lấy nha, điên cuồng dùng răng. Xem ra nhất thời nửa khắc người là sẽ không tỉnh táo lại. Giang Sách hợp tác nhân viên nói rằng, có thể để cho nó tạm thời tỉnh táo lại sao? Tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình. Nó càng dãy dụa, chỉ biết đem chính mình tổn thương càng sâu. Cái này không thành vấn đề. Công phu tác nhân viên đi tới trước, cho hai hào cẩu đánh một dược tề thuốc an thần, từ từ, hai hào cẩu liền yên tĩnh lại. Sau đó công phu tác nhân viên cho số 2 toàn bộ mang theo khẩu trang, cài chốt cửa sợi dây. Bảo đảm nó sẽ không lại đả thương người. Na Giang tiên sinh, chúng ta liền đem nó đưa đến ngài công ty đi. Làm phiền. Không cần khách khí. Công phu tác nhân viên đem hai hào cẩu mang đi. Lúc này, Triệu Chí Lai chủ động đứng dậy vì Giang Sách vỗ tay, những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Giang Sách sửng sốt một chút, Triệu gia chủ, ngài đây là. Triệu Chí Lai tràn đầy cảm động nói rằng, Giang tiên sinh, ngài đầu tiên là đã cứu ta lão bà cùng tôn nữ, hiện tại vừa cứu ta tiểu nữ nhi, ngài đại ân đại đức, chúng ta Triệu gia trọn đời khó báo. Càng sâu tới, ngài còn có một khỏa thiện lương dày rộng tâm, quá làm cho ta cảm động. Ai, nếu như ngài có thể trở thành là chúng ta người của Triệu gia, thật là tốt bao nhiêu a. Lời này thì có ý tứ. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Triệu Dung, hiển nhiên. Triệu Chí Lai nhìn thấu Triệu Dung tâm tư, đồng thời còn rất nguyện ý tác hợp con gái của mình cùng Giang Sách cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Triệu Dung xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng muốn tránh, nhưng, nàng càng muốn cùng Giang Sách đợi cùng một chỗ. Chúng nhân ngồi xuống. Triệu Chí Lai lại đột nhiên đối với Giang Sách nói rằng, Giang tiên sinh, vừa mới kiến thức ngài cao siêu thân thủ, có một việc muốn xin ngài giúp một tay, không biết ngài có phải không nguyện ý. Giang Sách duỗi duỗi tay, Triệu gia chủ cứ nói đừng ngại. Là như thế này, gần đây nữ nhi của ta luôn là thu được một ít kỳ kỳ quái quái thư tín, lễ vật, ta hoài nghi có người muốn gây bất lợi cho nàng, chuyện này vẫn để cho ta rất lo lắng. Giang tiên sinh, ngài có thể hay không ủy khuất một cái, giao cho nữ nhi của ta làm vài ngày bảo tiêu. Ngài yên tâm, chỉ cần kẻ xấu một tìm ra, chuyện này ngay lập tức sẽ hiểu rõ, sẽ không quá làm lỡ ngài thời gian. Cái này, Giang Sách vẻ mặt xấu hổ. Kỳ thực hắn ngược lại không phải là chú ý làm cho làm hộ vệ, mà là chuyện này làm sao nghe giả như vậy. Triệu gia thiên kim đại tiểu thư, cũng có người dám động tâm tư. Liều mạng sao? Thấy thế nào, đều giống như vì tác hợp Giang Sách cùng Triệu Dung mà tìm mượn cớ. Triệu Chí Lai là cỡ nào người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Giang Sách nghi ngờ, vì vậy hắn cho người bên cạnh nháy mắt. Người nọ ngầm hiểu, ngay lập tức sẽ nói bổ sung, đúng vậy, Giang tiên sinh, chúng ta Triệu tiểu thư tâm địa đơn thuần, lại rất nhu nhược, bây giờ bị phần tử xấu theo dõi thực sự rất phiền phức. Gần nhất không ngừng có người cho Triệu tiểu thư viết thơ, nội dung bức thư nha, rất kỳ quái. Nói không được có phải hay không thư tình, dù sao thì là muốn cùng nhau sinh cùng chết thứ lời đó, còn luôn là đưa tới một ít mang máu cây hoa hồng, rất khủng bố. Gần nhất gia chủ chúng ta làm cho này sự kiện phiền thấu, cũng xin Giang tiên sinh có thể hỗ trợ nhiều hơn. Giang Sách khẽ nhíu mày. Nghe bọn hắn nói, xem ra chuyện này cũng không phải là giả, Triệu Dung quả thật bị có chút tâm địa không đơn thuần nhân theo dõi. Lúc này chính là Giang Sách cùng Triệu gia hòa hoãn thời cơ tốt, hơn nữa Triệu Dung giúp qua hắn, về tình về lý hắn đều không có từ chối lý do. Vì vậy, Giang Sách gật đầu, đã như vậy. Ta đây đã giúp chuyện này. Thật tốt quá, Triệu Chí Lai nói rằng, ta đây cô con gái a,
từ trước đến nay chán ghét nam nhân, lúc đầu ta tìm nhiều cái đồ sộ uy mãnh bảo tiêu đi bảo hộ nàng, kết quả đều bị nàng đuổi đi. Hiện tại có Giang tiên sinh ra ngựa, ta liền yên tâm sinh ra. Rất thần kỳ, lúc này đây Triệu Hải Nhân cư nhiên không có nhảy ra phản đối. Kỳ thực hắn rất đáng ghét Giang Sách cùng Triệu Dung cùng một chỗ. Thế nhưng, hắn càng không muốn chứng kiến Triệu Dung bị thương tổn. Tựa như Triệu Chí Lai nói như vậy, có một biến thái cả ngày muốn ra hại Triệu Dung, một chốc còn bắt không được, bên này Triệu Dung lại không thích có nam nhân theo bên người, quả thực rất nguy hiểm. Nếu như là Giang Sách lời nói, vấn đề giải quyết dễ dàng. Triệu Dung ước gì Giang Sách hầu ở bên người. Mấu chốt nhất là, có người có thể ở Giang Sách bên người động thủ hại nhân. Ha ha, sợ là ngại mạng sống quá dài. Triệu Hải Nhân uống một hớp rượu, Dung Nhi, ta sẽ hãy mau đem tên khốn kiếp kia tìm cho ra, người cứ yên tâm đi. Giang Sách lại bổ sung một câu, bất quá hộ vệ sự tình, sợ là muốn nhỏ bé hoãn lại hai ngày. Ngày mai chúng ta Thịnh Vui khoa học kỹ thuật có sản phẩm mới đẩy ra, ta sợ là không thể phân thân. Không thành vấn đề, Triệu Chí Lai nói rằng, vậy từ hậu thiên bắt đầu, Giang tiên sinh ngài giao cho nữ nhi của ta làm hộ vệ, một ngày 24 giờ thủ hộ con gái ta an nguy, bất kể là tắm vẫn là đi nhà cầu, đều phải một tấc cũng không rời. Cái này, đầy bàn người đều nhịn không được bật cười, cái này Triệu Chí Lai muốn Giang Sách làm con rể muốn điên rồi a. Nói đều là nói cái gì? Triệu Dung càng là cả khuôn mặt đều đỏ ửng, hồng đến rồi cái cổ cây. Ba, ngươi nói mò gì rồi? Ai, ta lúc đó chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi gặp chuyện không may sao? Ta không để ý tới ngươi. Cứ như vậy, ở xấu hổ cùng vui cười náo nhiệt trong không khí, bữa cơm này ăn sắp xỉ 2 giờ cuối cùng mới kết thúc. Sau khi ăn xong, Triệu Chí Lai người một nhà tự mình tiễn Giang Sách ly khai. Trên đường trở về, Giang Sách thở ra một hơi dài, đối với ngày hôm nay gặp phải sự tình thực sự là dở khóc dở cười, sự tiến triển của tình hình phương hướng với hắn kế hoạch hoàn toàn khác nhau, thật sự là người định không bằng trời định. Bất quá cũng may kết quả cuối cùng vẫn là nhất trí. Cừu Trắng vừa cười vừa nói, thống suất, chúc mừng ngươi a, thành công cùng Triệu gia đạt thành liên minh, cái này về sau chúng ta chỉ ít không cần lo lắng sẽ bị Triệu gia Đàm ra hai đường giáp công rồi. Đây mới là mấu chốt nhất. Giang Sách bình tĩnh nói rằng, bước đầu tiên xem như là thuận lợi đạt thành, ta cho Triệu Chí Lai bán nhân tình cũng thu hoạch hồi báo. Kế tiếp, sẽ xem ngày mai sản phẩm mới ban bố. Cái này một phần sản phẩm mới là Giang Sách mưu hoa rất lâu sản phẩm. Từ cự giải tự mình thao đao hoàn thành, bí mật sinh sản, chính là vì có thể ở thoát ly Đàm ra sau đó. Lập tức cho quảng đại người sử dụng một cái tín hiệu Thịnh Vui khoa học kỹ thuật sẽ không bởi vì thoát khỏi Đàm gia liền chưa gượng dậy nổi. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, vẫn là nghiệp giới tối cường. Nhưng là có thể tưởng tượng, Đàm gia sẽ không tùy ý Giang Sách thuận thuận lợi lợi hoàn thành sản phẩm mới ban bố, ngày mai sản phẩm mới buổi họp báo, Đàm gia người, nhất định sẽ đem hết các loại âm mưu thủ đoạn. Trò hay, sẽ trình diễn. Trở lại công ty. Không đợi Giang Sách đi vào công ty đại môn, Miêu Đồng liền vọt ra, chỉ vào Giang Sách mũi trách cứ, Giang Sách, ngươi ở đây làm cái gì trò? Ngạch, sao rồi? Ngươi còn hỏi làm sao vậy? Chính ngươi nhìn đây là chuyện gì xảy ra? Miêu Đồng lôi kéo Giang Sách đi vào đại môn, chỉ thấy công ty trong đại sảnh đầu có một cầu lồng, bên trong nhốt một cái gầy trơ xương đá lởm chởm, ô uế bẹp chó hoang. Chính là Giang Sách ở tiệc sinh nhật trên cứu cái kia hai hào cầu. Bị Triệu gia nhân viên công tác cho đưa tới. Giang Sách mỉm cười nói, con chó này là ta khiến người ta đưa tới. Chính là bởi vì như vậy, ta chỉ có tức giận hơn. Miêu Đồng nói rằng, người muốn nuôi chó ta không phản đối, ở công ty nuôi chó ta cũng có thể tiếp thu, thế nhưng có thể hay không mời có điểm hàm lượng nguyên tố trong quặng, có điểm truy cầu. Làm sao thu dưỡng rồi một con như vậy lôi thôi lếch thếch chó hoang. Người xem một chút nó, luôn nhe răng. Vừa có người tiếp cận cứ gọi không ngừng. Trên người bẩn như vậy, cũng không biết bao lâu chưa giặt tắm rồi, xú hồng hồng, khẳng định có rất nhiều vi khuẩn. Thật là ghê tởm nha. Giang Sách, ngươi không thể như thế ý làm bậy. Giang Sách bất đắc dĩ cười khổ. Cái này hai hào cầu quả thực phẩm tương không lớn đi. Bất quá đây không phải là Giang Sách quan tâm, hắn nhìn chúng chỉ là con chó này tính cách,
mà không phải ngoại tại. Chỉ thấy Giang Sách cất bước hướng phía hai hào cẩu đi tới, không đợi hắn tới gần, hai hào cẩu liền điên cuồng gầm lên, nó có thể rõ ràng nhớ kỹ Giang Sách là thế nào chế phục nó. Đến khi Giang Sách khoảng cách cẩu lồng không đến ba thước thời điểm, hai hào cẩu thử lấy nha, khom lưng, bày ra một bộ chuẩn bị công kích tư thế. Bộ dáng này, hoàn toàn không có khả năng bị thu dưỡng nha. Miêu Đồng một tay nâng trán, biểu thị không nói. Lúc này, chỉ thấy Giang Sách dừng bước, mắt lạnh nhìn hai hào cẩu, toàn thân cao thấp tản mát ra một loại lăng liệt sát khí, đó là tu la chiến thần sát khí. Là ở trên chiến trường liều mạng giết địch, nam chinh bắc chiến mà tụ tập thành vô địch khí phách. Trong nháy mắt, hai hào cẩu bị dọa đến lui về phía sau hai bước, nhưng nó không có bị sợ nằm úp sấp, còn vẫn duy trì công kích tư thế. Giang Sách rất hài lòng. Hắn mở miệng nói, ta biết ngươi từ trước ăn xong rất nhiều khổ, tao qua rất nhiều tội, mạng của ngươi vẫn trưởng khống ở khác nhân thủ chung, ngươi mỗi ngày đều đang sợ hãi, phẫn hận chung vượt qua. Cuộc sống như thế qua được lâu, là gặp qua với mẫn cảm, thích giết chóc thành tính. Nhưng ta nhìn chúng, là ngươi không sợ cường quyền, liều mạng dũng khí chống cự cùng năng lực. Theo ta, ta sẽ mang cho ngươi mới tinh tương lai. Buông vô vị phẫn hận cùng sợ hãi. Tỏa ra ngươi ngoan cường cùng can đảm, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ đứng ở đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông. Sau lưng Miêu Đồng vẻ mặt mộng bức. Tình huống gì? Giang Sách cư nhiên cùng một con chó nói. Còn nói như vậy dõng dạc, đây là điên rồi sao? Giang Đồng, ngài không có phát sốt à? Ngược lại Miêu Đồng là rất khó hiểu loại hành vi này. Bất quá, cừu trắng lý giải. 12 hoàng kim. Kỳ thực mỗi người đều có tài ngút trời, kiêu căng khó thuần, nhưng 12 người toàn bộ đều nguyện ý thần phục ở Giang Sách dưới trướng, cũng là bởi vì Giang Sách sở hữu thực lực tuyệt đối cùng khí phách. Bọn họ sở công nhận, chỉ có tu la chiến thần. Lời nói này, Giang Sách không chỉ có riêng đối với này hai hào cẩu nói qua, đã cùng 12 hoàng kim trong không ít người nói qua, đại gia chính là bởi vì tín nhiệm Giang Sách, tín nhiệm tu la chiến thần, chỉ có vẫn đi theo. Giang Sách chính là Thái Dương, là bọn hắn quang, là bọn hắn trụ cột tinh thần, là bọn hắn trung cực tín ngưỡng. Hai hào cẩu như trước nhe răng trợn mắt. Xem ra, cẩu chính là cẩu, cùng nhân loại cuối cùng là bất đồng, Giang Sách nói cho dù tốt, cẩu cũng là nghe không hiểu. Lúc này, Giang Sách khoát tay chặn lại, nói rằng, cừu trắng, đi đem lồng sắt mở ra. À, Miêu Đồng lại càng hoảng sợ, Giang Đồng ngươi đừng sằng bậy nha. Chó này hung ác rất, người nếu như đem lồng sắt mở ra, nói không chừng biết gây ra nhân mạng. Nhưng mà, cừu trắng không có một câu lời nói nhảm, trực tiếp đi liền đi qua chuẩn bị mở ra lồng sắt. Cừu trắng, ngươi làm sao cũng theo nổi điên a? Miêu Đồng hoàn toàn sợ choáng váng. Nàng nhanh lên tiểu bào trốn được phía sau bàn, sợ bị hai hào cẩu cho cắn phải, coi như cắn bất tử, cũng có thể được bệnh chó dại gì gì đó, rất nguy hiểm. Giang Sách nhìn trong lồng che hai hào cẩu, cuối cùng nói rằng, nguyện ý theo ta, cứ tới đây, muốn đi, ta cũng sẽ không lan. Là đi hay ở, chính ngươi quyết định. Xa xa Miêu Đồng không ngừng lắc đầu. Điên rồi, Giang Đồng là thật điên rồi. Cùng một con chó cằn nhằn không ngừng, đầu óc thực sự không bình thường. Ai, xem ra ta phải cho Giang Đồng tìm một bác sĩ xem thật kỹ vừa nhìn rồi. Trong giọng nói. Cừu trắng đã đi tới mở ra lồng sắt. Na hai hào cẩu nhìn Giang Sách, lại nhìn mở ra lồng sắt, tựa hồ đang do dự mà cái gì. Giống. Hai hào cẩu không ngừng gầm nhẹ. Sau đó, đang lúc mọi người dưới ánh mắt, hai hào cẩu chậm rãi đi ra lồng sắt, trái tim tất cả mọi người đều treo đến rồi cổ họng, rất sợ này chó dữ sẽ làm ra thương tổn nhân cử động tới. Chỉ thấy hai hào cẩu cũng không có công kích bất luận kẻ nào. Mà là yên lặng hướng phía cửa công ty miệng phương hướng đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, thập bộ, 11 bước, 12 bước. Đang ở nó gần rời đi công ty thời điểm. Nó dừng bước. Mọi người nhao nhao nuốt nước miếng một cái, từng cái trốn cái bàn, cái ghế phía sau, rất sợ sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Đột nhiên, Na Hai Hào cẩu xoay đầu lại nhìn về phía Giang Sách. Một người một chó. Bốn mắt nhìn nhau. Giống. Hai hào cẩu dừng lại hồi lâu, rốt cục như là quyết định thông thường, chợt nhảy tót lên rồi Giang Sách trước mặt. Giang Đồng,
cẩn thận ở đâu? Miêu Đồng quá lo lắng Giang Sách an nguy, từ phía sau bàn chạy ra, nhưng một giây kế tiếp, nàng cả người đều ngu. Chỉ thấy Na Hai Hào cậu cũng không có đối với Giang Sách làm ra bất kỳ công kích nào tính động tác, mà là đi tới Giang Sách phía sau người, dùng đầu cọ rồi cọ Giang Sách chân nhỏ, trên đuôi hất lên lắc không ngừng. Đó là cậu cậu lấy lòng chủ nhân động tác. Cái này, Miêu Đồng choáng váng, là thật choáng váng, nàng cả đời cũng không có gặp qua thần kỳ như vậy sự tình, liền cùng xem chiếu bóng giống nhau. Nàng đến bây giờ mới ý thức tới, thì ra cậu cậu cũng là có cảm tình, cũng là có thể câu thông. Thực sự là quá thần kỳ. Cừu trắng ở một bên khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười sung sướng. Mọi người cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chỉ thấy Giang Sách hơi chút cúi người xuống, lấy tay vuốt ve dưới hai hào cẩu đầu. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Giang Sách trung thực đồng bạn. Ta đáp ứng ngươi, nhất định mang ngươi đứng lên đỉnh phong, quan sát đỉnh núi phong cảnh. Trầm ngâm chốc lát, Giang Sách nhìn hai hào cẩu nói rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi đem thu hoạch tự do cùng tôn nghiêm, vũ nhục tính cũ tên không thể lại dùng. Ta liền ban cho ngươi một cái tên mới. Đốt diễm. Giang Sách lại vuốt ve vài cái đốt diễm đầu, sau đó đối với Miêu Đồng nói rằng, dẫn nó đi tắm, ăn, dọn dẹp sạch sẽ một điểm. Miêu Đồng dùng ngón tay chỉ mình, để cho ta đi. Ân, không muốn a, ta sợ. Giang Sách cười ha ha, hất tay một cái rồi rời đi, mà đốt diễm thì trơ mắt nhìn Miêu Đồng, một bộ rất chờ mong bộ dạng. Miêu Đồng thận trọng tới gần đốt diễm, ta hiện tại dẫn ngươi đi tắm, ngươi phải ngoan ngoãn, không cho phép cắn ta. Đốt diễm vốn định ôn hòa đáp lại, vì vậy cứ gọi hoán hai tiếng. Chỉ là nó bình thường hung ác độc địa quán, vừa gọi liền đặc biệt lớn tiếng, sợ đến Miêu Đồng lại núp vào. Giang Đồng, ta sợ. Trở lại phòng làm việc. Giang Sách thu thập tâm tình, chuyên chú Vu Minh ngày sản phẩm mới buổi họp báo. Đã từ Đàm ra đi ra ngoài, có thể hay không đứng vững gót chân, thì nhìn ngày mai cái này đệ nhất ỉ vào có thể hay không vang dội. Mộc Dương vừa đẩy cửa ra đi tới nói rằng, thống suất, vấn đề lớn, nguyên bản ước định phải ra khỏi tịch buổi họp báo vài ra công ty đô gọi điện thoại qua lại tuyệt, còn rất nhiều công ty ta đánh tới chưa từng người tiếp. Khẳng định, trước đây Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phụ thuộc vào Đàm ra, tất cả mọi người muốn nịnh bợ. Hiện tại Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng Đàm gia công khai náo bẻ rồi, đại gia đương nhiên cũng sẽ không dám đến gần rồi, hiện tại ai còn cùng Giang Sách đi được gần, đó chính là cùng Đàm gia đối nghịch. Không muốn sống có thể làm như vậy. Trạng huống như vậy Giang Sách cũng có tiên đoán được. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, từng cái điện thoại đánh ra. Uy, Trương lão bản, ngày mai buổi họp báo công ty của các ngươi đừng tới sao? Hà giám đốc. Định xong thời gian các ngươi có chuyện tạm thời. Thường chủ nhiệm, tại sao sẽ đột nhiên trong nhà xảy ra vấn đề tới không được? An bài người khác tới cũng không được. Một trận thông điện thoại đánh ra, lấy được hồi phục đều là nhất trí, không có ai biết nguyện ý tới tham gia Giang Sách sản phẩm mới buổi họp báo. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Còn không có chính thức khai chiến, cũng đã lạnh nửa đoạn. Đây cũng không phải là cái gì tốt điểm báo trước. Mộc Dương vừa nói, không có những đại công ty này, xí nghiệp lớn giữ thể diện, ngày mai buổi họp báo phô trương sẽ nhạt nhẽo hơn, không ra dáng tử a. Giang Sách trầm ngâm chốc lát, nói rằng, không sao cả, có cục diện như vậy là có thể đoán được. Truyền thông bên đó như thế nào? Truyền thông bên kia nhưng thật ra không có vấn đề, đều định xong. Ân, chúng ta đây liền đem lực chú ý đặt ở sản phẩm cùng người sử dụng trên người. Đã biết. Cùng lúc đó, ở Đàm gia tổng công ty bên trong đại lâu bộ phận, chủ nhà họ Đàm Đàm Vĩnh Thắng với hắn tôn tử Đàm Quốc Đống đã ở xử lý giống nhau vấn đề. Đàm Quốc Đống cười ha hả nói, ra ra, Giang Sách sở mời này công ty, ta từng cái toàn bộ gọi điện thoại tới nói xong, bọn họ một cái cũng sẽ không tham gia ngày mai buổi họp báo. Đến lúc đó chẳng diện vắng ngắt, ta xem Giang Sách mặt mo đặt ở nơi nào. Dừng một chút. Hắn còn nói thêm, chẳng qua là ta không rõ, ra ra, ngươi vì sao bất kiền thúy ngay cả truyền thông cũng cùng nhau ngăn lại. Đàm Vĩnh Thắng nở nụ cười, truyền thông nếu như ngăn cản, ai tới đưa tin Giang Sách buổi họp báo rèm pha ở đâu. Ngày mai, ta muốn làm cho này truyền thông yên lành nhìn một cái Giang Sách quẫn trạng,
làm cho cả kinh thành người biết Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ly khai Đàm gia liền xuống dốc không phanh. Thì ra là thế, Đàm Quốc Đống giơ ngón tay cái lên, vẫn là gia gia ngươi suy tính chu đáo. Hiện tại Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thường một số tiền lớn, chính là miệng cọp gan thỏ thời điểm, nếu như ngày mai đệ nhất ỷ vào đánh không tốt, chắc chắn phải chết. Thoại phong nhất chuyển, Đàm Quốc Đống bỗng nhiên cười ha hả hỏi, gia gia, thực sự đến khi Giang Sách Sơn cùng Thủy Tận ngày nào đó, ngươi là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, hay là muốn mở một mặt lưới a? Dù sao Giang Sách là Đàm Vĩnh Thắng cháu trai ruột, máu mủ tình thâm. Nếu như Đàm Vĩnh Thắng tuyển trạch mở một mặt lưới, lưu Giang Sách một cái nát vụn mạng nói, đó cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên chuyện. Đối với cái này cái vấn đề, kỳ thực Đàm Vĩnh Thắng đã sớm có đáp án. Hắn ung dung hồi đáp, Giang Sách có thể hay không mạng sống, vấn đề then chốt không ở ta, mà ở chính hắn. Nếu như hắn thức thời một chút, mang theo Thịnh Nhạc khoa kỹ năng một lần nữa trở lại Đàm gia, ta đây xem ở phần này liên hệ máu mủ phân thượng, lưu hắn một gã cũng là có thể. Nhưng nếu như hắn minh ngoan bất linh, cố ý theo ta hao tổn nữa, ta đây cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân, dạy một chút hắn làm thế nào người. Tám chữ khái quát, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chớp mắt một cái, ngày thứ hai đã đến. Gần tới chưa? Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ở kinh thành lớn nhất mặt tiền của cửa hàng răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, đang ở nhiệt nhiệt nháo nháo làm một hồi buổi họp báo. Các phóng viên đã sớm ngồi đầy. Cửa cũng tụ tập đại lượng quần chúng vây xem, đều đang đợi Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sản phẩm mới. Chỉ là, một gã người qua đường hữu ý vô ý nói rằng, quá khứ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng có sản phẩm mới, nhất định sẽ gây nên nghiệp giới rung chuyển, mỗi một nhà công ty đô sẽ an bài người qua đây, ngày hôm nay làm sao vắng ngắt, một nhà công ty đô không trình diện. Đúng vậy, rất kỳ quái. Nghe nói Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng Đàm gia náo bẻ rồi, nạp tây công ty đô không dám theo chân bọn họ đi gần quá. Na Thịnh Nhạc khoa kỹ năng không phải tứ cố vô thân rồi. Về sau không người nào nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác, bọn họ còn hỗn cái rắm a. Nói là a, theo ta thấy, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhảy nhót không được mấy ngày. Mọi người ở cửa nghị luận ầm ĩ. Cách đó không xa một quán rượu bên trong, Đàm Vĩnh Thắng cùng Đàm Quốc Đống An Vị đang đến gần bên cạnh cửa sổ vị trí, vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn. Đàm Quốc Đống vừa cười vừa nói, ra ra ngươi thấy không có. Một nhà tới tham gia cũng không có, lúc này Giang Sách mất mặt có thể ném đi được rồi. Không quan tâm hắn sản phẩm tốt bao nhiêu, đều khẳng định tiên không dậy nổi một cái bọt nước. Đồng thời, hắn móc ra điện thoại di động, mở ra hiện tại tin tức. Ra ra ngươi xem, đã có truyền thông báo cáo Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sản phẩm mới buổi họp báo vắng ngắt, một đời đầu sỏ ầm ầm đổ nát. Đây mới là vừa mới bắt đầu, bọn ngươi buổi họp báo kết thúc, phô thiên cái địa tin tức liền tất cả đi ra. Lúc này, chúng ta nhất định phải Giang Sách không bao giờ có thể xoay người. Đàm Vĩnh Thắng mặt mày rạng rỡ, cục diện như vậy là hắn rất vui lòng thấy. Uống một hớp rượu, Đàm Vĩnh Thắng hỏi, nhân thủ an bài thế nào? Tất cả an bài xong, Đàm Quốc Đống nói rằng, các con đường chính đều an bài nhân thủ, nếu có những công ty khác dám can đảm cõng chúng ta tham gia buổi họp báo, ta cũng làm người ta vào chỗ chết đánh. Cam đoan một cái trình diện cho Giang Sách chống đỡ chàng tử cũng không thể có. Tốt, Đàm Vĩnh Thắng gắp một miếng thịt, Giang Sách, ngươi không phải muốn cùng lão phu đấu sao? Tới a, ta ngược lại muốn nhìn, cánh tay này của ngươi phải như thế nào vặn vắt qua ta đây cái bắp đùi. Khoảng cách buổi họp báo chính thức bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, tiến nhập đếm ngược thời gian 10 min. Có thể đến bây giờ vẫn là không có bất kỳ một công ty trình diện, cho dù có đại công ty người không cẩn thận đi ngang qua, cũng sẽ bị Đàm Quốc Đống sáng sớm an bài tốt người bắn cho đi. Ngày hôm nay Thịnh Nhạc khoa kỹ năng buổi họp báo, đã định trước sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đang ở Đàm Quốc Đống mới vừa rót một chén rượu, muốn uống còn không có uống thời điểm, điện thoại di động vang lên. Hắn để chén rượu xuống tiếp thông điện thoại. Đàm thiếu gia, đã xảy ra chuyện, có người từ chúng ta cái này xông vào. Nói chuyện là Đàm Quốc Đống an bài ở bên ngoài người, chuyên môn dùng để ngăn lại này ý đồ tham gia Giang Sách buổi họp báo người, luận nhân số luận thực lực đều vẫn là có thể. Hơn nữa, người bình thường chứng kiến Đàm gia người đang trổ rồi, cũng sẽ tự giác đi ra,
không thể nào biết lỗ mãng xông vào. Na, chả thế nào sẽ có người như vậy cuồng vọng. Đàm Quốc Đống nhíu chân mày lại, hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm ăn cái gì không biết, chút chuyện này đều làm không xong. Không phải a, Đàm thiếu, đám người kia chúng ta không dám lan a, không phải chúng ta không làm việc. A hát, người nào xấu như vậy bức a? Là Triệu gia, người của Triệu gia. Lúc này Đàm Quốc Đống triệt để choáng váng, người của Triệu gia tại sao sẽ đột nhiên xông tới? Đối diện Đàm Vĩnh Thắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đàm Quốc Đống cúp điện thoại, khẩn trương nói rằng, không biết vì sao, người của Triệu gia đột nhiên xông vào, thật giống như là muốn tham gia Giang Sách buổi họp báo. A, à, Đàm Vĩnh Thắng cũng ngây ngẩn cả người. Thịnh Nhạc khoa kỹ chi trước cùng Triệu gia kỳ thực quan hệ phi thường ác liệt, tuy là hiện nay thoát khỏi Đàm gia, nhưng là không đến mức ngay lập tức sẽ cùng Triệu gia dính líu quan hệ a. Cũng không còn nghe nói qua a. Đi, đi ra xem một chút. Đàm Vĩnh Thắng là thật nóng nảy, nếu như Giang Sách thực sự đầu phục Triệu gia, như vậy Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hậu trường khả năng liền lại vừa cứng rồi, muốn lật đổ nó liền chắc trở nhiều lắm. Hai người từ phạn điếm đi ra, hướng phía Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phương hướng nhìn sang. Kết quả liếc mắt liền thấy hơn 10 chiếc siêu tốc độ chạy lái tới, người đi trên đường nhao nhao né tránh. Cửa xe mở ra, từng cái bảo tiêu đứng dậy. Ở giữa nhất trên một chiếc xe đi xuống là một cái trung lão niên nam tử, cùng với một gã trên dưới 20 tuổi nữ sinh. Biết đều biết, là Triệu gia gia chủ Triệu Chí Lai, cùng với tiểu nữ nhi của hắn Triệu Dung. Triệu Chí Lai bình thường tâm cao khí ngạo, cơ bản sẽ không tham gia cái gì buổi họp báo, đều là làm cho con hắn Triệu Hải Nhân dự họp, ngày hôm nay có thể tự mình đến, thật là quá cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mặt mũi. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt nhất là Triệu Dung đều tới. Phải biết rằng, Triệu Dung ở Triệu gia đó là muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm cái gì đều hoàn toàn dựa theo ý chí của mình tới, chưa bao giờ biết nghe người khác. Hơn nữa Triệu Dung phi thường chán ghét nam nhân, cũng không công khai lộ diện. Ngày hôm nay, nàng lại có thể đi tới nơi này chàng buổi họp báo, nguyên nhân trong đó thực sự quá nại nhân tầm vị. Triệu Chí Lai dẫn Triệu Dung đi vào phòng khách. Phía sau, giúp một tay dưới đem từng cái lớn lãng hoa đều trở tới, còn có bảng hiệu, hoành phi, tràng diện vô cùng dày đặc, nhìn ra là tới cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tham gia. Lúc này, người vây xem đều sợ ngây người. Triệu gia nhưng là cùng Đàm gia đặt song song kinh thành một trong tam đại gia tộc, có Triệu gia cổ động, vậy nói rõ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hậu trường cũng thật là cứng. Ly khai Đàm gia, đầu nhập vào Triệu gia. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nước cờ này xuống thật gọi một cái ý vị sâu xa. Ta đã nói Thịnh Nhạc khoa kỹ năng làm sao dám nhảy ra Đàm gia, nguyên lai là có Triệu gia cho làm hậu trường a, cái này không hề có một chút vấn đề rồi. Đúng vậy. Coi như những công ty khác cũng không tới, chỉ là Triệu gia một nhà, liền cũng đủ giữ thể diện rồi. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng vẫn là hành nghiệp lão đại, như trước đáng giá đại gia chờ mong a. Triệu Chí Lai cùng Triệu Dung xuất hiện, triệt để thay đổi cục diện. Đem Đàm gia quỷ kế toàn bộ quấy dày. Đàm Vĩnh Thắng nắm chặt nắm tay, hung hăng đập một cái tường, cắn răng nói rằng, ghê tởm, Triệu gia đám hỗn đản kia cư nhiên nhảy ra theo chúng ta Đàm gia đối nghịch. Đàm Quốc Đống nói rằng, không kỳ quái, chúng ta đoạt bọn họ trọng môn khoa học kỹ thuật, bọn họ trái lại cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng liên hợp, ác tâm chúng ta cũng là bình thường thao tác. Cái này là thật có ý tứ. Đàm gia cùng Triệu gia, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng trọng môn khoa học kỹ thuật, nguyên bản đấu chết đi sống lại, hiện tại cư nhiên ở ngắn ngủi một tuần lễ bên trong trao đổi cổng và sân. Đúng vậy, Đàm gia cùng Triệu gia đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Đàm Vĩnh Thắng lạnh rên một tiếng, nhưng là cũng chỉ có một cái Triệu gia mà thôi, công ty khác đều bị chúng ta cản lại, không nổi lên được cái gì bọt sóng. Vừa dứt lời, liền thấy hai chiếc xe lái tới. Lại có người tới. Đàm Vĩnh Thắng trừng mắt một cái Đàm Quốc Đống, chuyện gì xảy ra? Ở dưới tay người người đều là ăn cơm khô nói. Tại sao lại thả người vào được? Đàm Quốc Đống cũng là vẻ mặt mộng bức, cái này. Không biết a. Tình huống gì này cũng. Bọn họ hai ông cháu hướng phía Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phương hướng tiếp tục xem đi. Chỉ thấy mới mở tới hai chiếc xe cửa mở ra, hơn ăn mặc vest tông nam tử đi ra. Một người trong đó bọn họ nhận được,
thực sự là khoa học kỹ thuật liên minh người phụ trách Dương Khải Quang Vinh, hiện tại đã là Giang Sách thuộc hạ, bởi vì Giang Sách đã tiếp quản khoa học kỹ thuật liên minh, còn tưởng là liên minh chủ. Tuy nói khoa học kỹ thuật liên minh chỉ là một trống rỗng. Nhưng dù nói thế nào, đó cũng là liên tiếp phía chính phủ cùng dân gian tổ chức, là vốn có nhất định ý nghĩa. Khoa học kỹ thuật người trong liên minh có thể tới cổ động, vậy nói rõ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng giao thiệp quan hệ thật sự chính là mênh mông, hơn nữa loại này tính chất tổ chức, Đàm gia là đụng cũng không dám đụng. Ghê tởm. Đàm Vĩnh Thắng hiện tại đã biết rõ vì sao Giang Sách tình nguyện cố sức không được cảm ơn phải làm khoa học kỹ thuật liên minh minh chủ rồi. Cảm tình Giang Sách đã sớm tính toán nhảy ra Đàm gia sự tình. Có khoa học kỹ thuật liên minh tầng quan hệ này, muốn phá đổ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, tất phải khó lại càng khó hơn. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Lại có một chiếc xe lái tới, chiếc xe này mặc dù so sánh lại so với Mộc Mạc, nhưng vừa nhìn cũng biết là quan phương xe. Bọn họ, cũng là đến cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chúc mừng. Đàm Vĩnh Thắng đã không có tâm tình lại theo Đàm Quốc Đống hỏi cái gì, bởi vì hắn biết, loại này quan phương xe, liền những thủ hạ kia là khẳng định không có can đảm cản xuống. Chỉ là hắn cũng tò mò, rốt cuộc phía chính phủ người nào, cư nhiên sẽ tham gia dân gian buổi họp báo. Cửa xe mở ra, đoàn người đi ra. Mọi người liếc mắt liền nhận ra, tham gia lần này buổi họp báo, chính là xã khoa viện nhân viên, dẫn đầu chính là xã khoa viện chủ nhiệm Tần Diễm Thạch. Ngay cả xã khoa viện người đều tới. Cái này, Đàm Vĩnh Thắng là thật cảm thấy uy hiếp. Xã khoa viện nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, thông thường đơn giản sẽ không xuất tịch như vậy hoạt động, nếu bọn họ tới, đó nhất định là cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng quan hệ không cạn. Có quan phương chống đỡ, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hông của là có thể ưỡn lên thẳng hơn. Ra ra, sự tình không dễ làm nha, Đàm Quốc Đống nói rằng. Ta biết. Đàm Vĩnh Thắng tâm tình phiền táo. Lúc đầu an bài một hồi, trò hay, cho Giang Sách, còn chuẩn bị nhiều như vậy tin tức truyền thông, hiện tại lại đảo ngược, mình bị an bài vừa ra tuồng. Những tin tức kia truyền thông nếu như đem những này tham dự nhân vật cho bày ra, Na Thịnh Nhạc khoa kỹ năng danh khí lập tức liền lại vang dội. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đàm Vĩnh Thắng chẳng những không có xem thành Giang Sách chê cười. Kết quả là khả năng còn có thể trợ giúp Giang Sách để thăng danh khí. Chơi băng. Đàm Vĩnh Cửu Thắng càng nghĩ càng sợ, nếu như những ký giả này như thực chất báo cáo nói, vậy hôm nay rầm rộ một ngày truyền bá ra ngoài, như vậy mọi người liền đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lại lần nữa ôm lòng tin. Không được, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quốc Đống. Ra ra. Chuẩn bị chấp hành B kế hoạch. Tốt. Đàm Quốc Đống ngay lập tức sẽ lấy điện thoại cầm tay ra gọi đi ra ngoài, uy, Lưu phó chủ nhiệm sao? Chúng ta trước chuyện ước định xong, cũng xin ngài giúp một chút. Giờ này khắc này, ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hiện trường buổi họp báo. Triệu gia, khoa học kỹ thuật liên minh, xã khoa viện người đều ngồi xuống, hiện trường ký giả kích động vạn phần. Vốn tưởng rằng là một hồi vắng ngắt buổi họp báo. Không nghĩ tới biết lập tức xuất hiện nhiều như vậy cực kỳ vốn có phân lượng đại nhân vật. Những nhân vật này, xuất hiện một hai đều sẽ phi thường chấn động, huống chi cùng xuất hiện. Xem ra, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng rời đi Đàm gia sau đó, không hề giống ngoại giới lời đồn đãi như vậy biết chưa gượng dậy nổi, mà là còn có chuẩn bị ở sau. Giang Sách ngay từ đầu liền cùng nhiều đại nhân vật như vậy có liên lạc, xem ra cũng là đối với thoát ly Đàm gia làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Cao, thật sự là cao. Giang Sách đi lên đài, hướng về phía dưới đài mọi người cảm tạ một phen, sau đó đem nhà bọn họ sản phẩm mới đem ra tiến hành tuyên truyền. Không có nói, từ cự giải tự tay tạo ra sản phẩm, bên ngoài chất lượng vẫn là rất cứng rắn. Sản phẩm một khi tuyên bố, liền đưa tới người mua mua. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn mua Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sản phẩm mới, đây là một lần vượt thời đại tác phẩm. Sẽ khiến kinh thành khoa học kỹ thuật giới rung chuyển. Quả nhiên, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ngạnh thực lực chính là cường đại. Mọi người ở đây lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, vài tên nam tử vọt vào hiện trường buổi họp báo, dẫn đầu là một cái tạ đính người đàn ông trung niên. Theo lý mà nói, loại cấp bậc này buổi họp báo, hiện trường bảo an đều là vô cùng nghiêm khắc, căn bản không khả năng tùy tiện thả người đi vào. Nhưng nam tử này vẫn có thể xông tới,
đủ để chứng minh thân phận địa vị của hắn cao. Giang Sách khẽ nhíu mày, cảm giác Lai Giả bất thiện. Quả nhiên, nam tử kia vừa đi vào tới, sẽ đến trước mọi người phương, chỉ vào trên đài Giang Sách nói rằng, Giang Sách, ta lệnh cho ngươi lập tức kết thúc trận này buổi họp báo, cũng đem bọn ngươi công ty mới nhất sản phẩm cho toàn bộ niêm phong cất vào kho, không cho phép mở bán. BSP, cái này mở cái gì quốc tế vui đùa. Nếu như là người bình thường, đã sớm xông lên cùng trung niên này tạ ơn đỉnh Nam đại xảo một trận rồi. Nhưng Giang Sách không có. Hắn có chút tỉnh táo hỏi, không biết các hạ là người nào. Tại sao muốn, mệnh lệnh, ta làm việc này. Tạ ơn đỉnh Nam lạnh rên một tiếng, ha ha, ta không biết ta. Ta là kẻ thứ ba chất kiểm công ty phó chủ nhiệm Lưu Trường Phát, các ngươi cái này một mảnh công ty. Có sản phẩm mới đưa ra thị trường đều phải cần đi trước chúng ta kẻ thứ ba chất kiểm công ty tiến hành nghiệm thu, phải lấy được ta tán thành, ký tên, con dấu sau đó mới có thể công khai đem bán, hiểu. Ta có thể không phải nhớ kỹ có đi qua các ngươi sản phẩm mới a. Các ngươi không có được ta tán thành liền một mình mở bán, đây là không hợp pháp. Thừa dịp các ngươi còn không có chính thức mở bán, hiện tại thu tay lại còn kịp. Nếu như các ngươi cố ý không nghe, vậy thì chờ ngồi chồm hổm nhà tù a. Quả nhiên là có thân phận người có bối cảnh. Giang Sách khẽ nhíu mày, nói rằng, chúng ta sản phẩm mới đã sớm đưa đi nghiệm thu qua, cũng thông qua xét duyệt, hết thảy đều là dựa theo nước chảy đi, không thành vấn đề a. Lưu Trường Phát nở nụ cười, cái gì gọi là không thành vấn đề? Ngươi tìm người nào cho ngươi đi qua khảo hạch, ngươi không biết cái này một mảnh chỉ có ta mới có thể con dấu, ký tên sao? Những người khác thông qua cũng không tính là. Cái này có điểm cố ý nhằm vào rồi. Xã khoa viện Tần Diễm Thạch đứng lên, sắc mặt không vui nói rằng, Lưu Trường Phát, người khẩu khí này không khỏi cũng quá cuồng vọng điểm a. Chỉ cần các ngươi công ty nghiệm thu hợp cách không được sao, phải dùng tới cần phải chờ ngươi ký tên. Lưu Trường Phát khinh thường nói, Tần Diễm Thạch, người đem chính ngươi quản quản tốt là được, chúng ta phe thứ ba sự tình phải dùng tới ngươi tới nhúng tay. Nói cho ngươi biết, chuyện này ở chỗ này của ta nếu là không đi qua, đó chính là không thể công khai đem bán. Đây chính là đổi lên. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lưu Trường Phát là có ý nhằm vào Giang Sách. Nhưng là từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa, dường như lại không khơi ra tật xấu gì, Lưu Trường Phát quả thực nắm trong tay cái này một mảnh, đại quyền sanh sát, ngươi không theo hắn nơi đây đi qua, vậy không có cách nào khác công khai tiêu thụ. Chẳng lẽ hôm nay buổi họp báo bởi vì Lưu Trường Phát mà kẹt, hoạt không mở được. Vậy không là được chê cười sao? Các phóng viên nhao nhao móc ra camera tiến hành quay chụp, bọn họ cũng mặc kệ có thể hay không đứng im, chỉ cần là tin tức lớn, đối với bọn họ mà nói chính là phi thường có ý sự tình. Lưu Trường Phát cuối cùng nói rằng, Giang Sách, ta còn sẽ nói cho ngươi biết rồi, ngươi cái này sản phẩm mới giới thiệu ta xem qua, là phi thường không xong phi thường rác rưởi. Ở ta nơi này, người mãi mãi cũng không có khả năng không có trở ngại xét duyệt. Không riêng món này sản phẩm không thông qua, các người thịnh nhạc khoa kỹ năng sau này sản phẩm cũng khỏi phải nghĩ đến đi qua xét duyệt. Các người thịnh nhạc khoa kỹ năng lý niệm ngay cả có vấn đề. Ngươi, chờ đấy cuối cùng không tiếp tục kinh doanh a. Một câu so với một câu còn ác hơn độc, cái này Lưu Trường Phát chính là muốn đem Giang Sách vào chỗ chết chỉnh nhịp điệu. Giang Sách trên trán lộ ra sát khí. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm tang thương truyền vào, là ai khẩu khí lớn như vậy a? Ân, Lưu Trường Phát nhướng mày, làm sao, còn có người dám với hắn tranh luận. Ngược lại muốn nhìn một chút là ai cuồng vọng như vậy. Hắn xoay đầu lại vừa nhìn, một con mắt, liền sợ đến hồn bất phụ thể rồi. Tới tên lão giả này nhìn qua được có hơn 70 tuổi 80 tuổi, nhưng như trước mặt đỏ lừ lừ. Tinh thần tỏa sáng, hắn mặc dù bây giờ cũng không phải là cái gì đại quan, nhưng kinh thành đại quan có phân nửa đều là đồ đệ của hắn. Hắn, chính là kinh thành cũng có số má đại nhân vật trung lão. Cái này nhân vật số một bình thường cũng chỉ là đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, uống trà, chưa bao giờ dính vào bất kỳ nhàn sự, thật không có nghĩ đến, hắn ngày hôm nay cư nhiên sẽ đến tham gia thịnh nhạc khoa kỹ năng buổi họp báo. Thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trung lão, là gió nào đem ngài thổi tới? Lưu Trường Phát sợ đến ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ rồi. Hắn cùng Trung lão so sánh với,
đó chính là một giọt nước cùng đại dương mênh mông so sánh với. Trung lão tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Chỉ thấy trung lão hai tay cõng ở phía sau, khoan thai chậm rãi đi vào trong, vừa đi vừa nói chuyện, ta tới tham gia đồ tôn sản phẩm mới buổi họp báo, không tính là quá phận a. Đồ tôn, Lưu Trường Phát ngây ngẩn cả người, trung lão, ngài theo ta đùa gì thế nha? Ta nghe không hiểu. Trung lão sờ sờ râu mép, ngươi không biết Giang Sách là Ôn Nếu Sông đồ đệ sao? Mà Ôn Nếu Sông lại là ta năm mới học sinh, coi như, Giang Sách không phải là đồ tôn của ta rồi. Ta đây cái làm tiền bối, đến xem đồ tôn sản phẩm mới buổi họp báo, có cái gì không thể được sao? Cái này, Lưu Trường Phát ngậm miệng. Kỳ thực, trung lão là phi thường kiêng kỵ người khác mượn hắn danh tiếng đi ra ngoài cố làm ra vẻ. Thế nhưng ngày hôm nay trung lão chẳng những không có cấm kỵ, còn chủ động thừa nhận Giang Sách là của hắn đồ tôn, đó chính là nói rõ thái độ, nhất định phải đảm bảo Giang Sách. Trung lão muốn đảm bảo, ai có thể nói không phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.